Chương 1. Thời tiết tháng 7 ở thành phố Vinh đã cực kỳ nóng bức, mặt trời như một quả cầu lửa lớn treo trên đỉnh đầu, người đi qua trên đường vừa nhỏ giọng chửi thầm vừa tăng nhanh bước chân, không ai tình nguyện chờ lâu thêm một giây một phút nào dưới trời nắng như vậy. Trên con đường lớn khác, bên trong một sạp bán báo, ánh mặt trời loáng thoáng chiếu xuống, một người đàn ông khoảng chừng 25, 26 tuổi đang nghiêm túc đọc báo. Người đàn ông này cao khoảng 1,8m, dáng người hơi gầy, bàn tay nhanh chóng lật mấy tờ báo thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng thở dài. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống làn da tái nhợt, dường như anh cũng không hề để ý. Nếu như lúc này có người tới gần bên cạnh anh ta, sẽ phát hiện quanh người này có một hơi lạnh rất tự nhiên, giống như mang theo bên người một cái máy điều hòa. Xoẹt xoẹt xoẹt, báo trên sạp bị lật qua lật lại, dường như người đàn ông đang tìm kiếm tin tức nào đó. Chờ đến khi lật tới một tờ tin tức kinh tế, anh mới ngừng tay lại, không lật sang tờ khác nữa nhanh chóng đọc qua hai lần khuôn mặt người đàn ông hơi biến sắc trong mặt hiện lên sự lạnh lẽo toàn bộ trang bìa của tờ báo đều đang nói về sự kiện đã xảy ra gần đây ở nhà họ đường y thánh của hoa hạ người thừa kế duy nhất của nhà họ đường đường tuấn mắc bệnh trầm cảm trong thời gian dài mấy hôm trước đã tự sát bỏ mình sai khi đường tuấn chết gia sản khổng lồ của nhà họ đường sẽ do chú của anh ta là đường quang hòa thừa kế đúng là giỏi tính toán kha kha nếu tôi không rời đi chỉ sợ là đã thật sự chết trong tay các người rồi. Người đàn ông lẩm bẩm nói. Mặc dù thời tiết tháng 7, giữa mùa hè, nhưng lời nói của anh lại lộ ra sát khí cực kỳ lạnh lẽo. Người đàn ông này không phải là ai khác, anh chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đường Đường Tuấn. Chẳng qua anh không tự sát vì trầm cảm giống như trên bài báo nói, mà là mấy ngày trước đã trốn thoát khỏi nhà họ Đường. Nhà họ Đường là y thánh thế gia của Hoa Hạ, là bá chủ của ngành y dược. Ông cụ nhà họ đường được người trong nước tôn thành thần y đương thời, không biết có bao nhiêu người đã từng nhận ân huệ của cụ. Thời điểm nhà họ đường ở đỉnh cao nhất, sản nghiệp tiền tài thậm chí còn xếp trong top 10 hoa hạ. Đáng tiếc, nhà họ đường sừng sững mấy trăm năm không đổ, mấy năm gần đây hình như đã gặp phải vận rủi. Đầu tiên là ông cụ đi về cõi tiên, tiếp theo thì rất nhiều sản nghiệp của gia tộc bị tố cáo, trong phút chốc, nhà họ đường bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lúc đầu, cha của Đường Tuấn tiếp quản nhà họ Đường, nhưng đúng lúc Phong Ba, trong một lần đi công tác đã gặp tai nạn xe cộ, hai vợ chồng cùng nhau bỏ mạng. Ngay sau đó, em gái mới được 7 tuổi của Đường Tuấn cũng mất tích. Tiếp theo thì đến Đường Tuấn. Các người muốn tôi chết, tôi lại muốn sống cho thật tốt. Đường Tuấn siết chặt nắm tay, cắn răng nói. Đường Quang Hòa, những gì các người gây ra cho tôi, tôi sẽ trả về gấp trăm nghìn lần. Đồ vật thuộc về Đường Tuấn tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại. Đường Quang Hòa trong miệng anh chính là người cầm quyền hiện tại của nhà họ Đường. Sau khi cha Đường Tuấn chết, Đường Tuấn tự sát, Đường Quang Hòa đã hợp tình hợp lý trở thành người thừa kế của nhà họ Đường. Có thể nói, Đường Quang Hòa là người được lợi nhất trong biến cố lần này, nếu không, lấy thân phận là họ hàng gần của ông ta, căn bản là không thể thừa kế tất cả sản nghiệp của nhà họ Đường. Nếu như nói Đường Quang Hòa không có vai trò mờ ám gì trong những âm mưu này, 100% là Đường Tuấn không tin. Ha ha lão già, cho que kem đi. Đúng lúc này, một gã đàn ông mặc áo cộc tay, trên cánh tay con xăm một con rồng đen, dáng dấp lưu manh vô lại, gào lên với ông chủ sạp báo đang đứng bên trong. Chủ của sạp báo này là một ông già đã bảy tám chục tuổi, tình tình không tồi. Dù cho hai ngày nay đường Tuấn đều ở đây xem ké báo, ông cũng không nói câu nào khó nghe, có đôi khi còn chủ động hỏi đường Tuấn có muốn uống nước không. Ông lão lấy từ trong tủ lạnh ra một que kem, đưa cho gã đàn ông gã xé vỏ que kem ngậm trong miệng rồi xoay người định đi cậu kia cậu còn chưa trả tiền đâu ông lão sửng sốt một chút vội vàng kêu lên gã đàn ông dừng bước lại quay đầu hé miệng lộ ra hàm răng ố vàng cười nói trả tiền ông đây ăn uống phải trả tiền từ lúc nào hả nhưng mua đồ thì phải trả tiền ông lão không hề sợ hãi nhìn gã đàn ông hư lão già tôi ăn kem của ông là nể mặt ông rồi đấy cũng không đi hỏi xem Khu vực này ai không biết đến Long đen tôi hả? Một câu của ông lão lập tức đưa tới ánh mắt của những người qua đường, việc này khiến cho gã đàn ông rất là bất mãn, cảm thấy mặt mũi của mình bị ném sạch mất rồi, không khỏi nổi giận mắng. Long đen? Ông lão nghiêng đầu nghĩ một lát, sau đó nói: "Không biết, tôi chỉ biết cậu ăn thì phải trả tiền, đây là chuyện đương nhiên." Ông cũng mới tới khu vực này chưa lâu, làm sao mà biết được Long đen với Long trắng gì? khí thế của long đen hơi khựng lại không ngờ lão già này lại không biết điều như vậy dưới cơn nóng giận gã ném thẳng que kem đang ăn dở về phía ông lão mắng mẹ lão già chết tiệt cho mặt mũi còn không biết xấu hổ sức tay của long đen rất lớn nén giận ra tay sức lực càng lớn hơn mấy phần nếu que kem thật sự nện lên mặt ông lão chỉ sợ sẽ tạo thành vết thương không nhỏ bốp nhưng đúng lúc này một tờ báo bất ngờ xuất hiện trên quỹ đạo của que kem nhẹ nhàng đập bay nó ra ngoài thật trùng hợp vừa vặn rơi vào thùng rác long đen một đòn không trúng đích trên mặt lộ ra vẻ tức giận lúc này mới nhìn về phía thằng nhãi đã đập bay que kem của mình nhìn nhìn một hồi lại là một thằng danh trắng trẻo da mịn thịt mềm ăn mặc không có gì đặc biệt chắc là sinh viên mới ra trường không lâu thằng nhóc thối mày muốn xem vào việc của người khác hả lòng đen khoanh hai tay trước ngực vẻ mặt cười lạnh nói đối phó với loại trẻ danh hôi sữa mới từ nhà trường bước chân ra xã hội này gã ta rất có kinh nghiệm chỉ muốn anh trả tiền cho ông lão thôi hai ngày nay đường tuấn đều ở chỗ ông lão đọc ké báo nên có hơi xấu hổ lúc này thấy ông gặp nạn đương nhiên anh muốn ra tay giúp đỡ nếu tao nói không thì sao lòng đen trêu tức nhìn người trước mắt thân thể gầy gò ốm yếu chỉ sợ là không chịu nổi hai đấm của gã đâu Đường tuấn nhíu mày nói vậy thì tôi không còn cách nào khác hơn là lấy thay ông lão ố ồ lớn họng nhỉ xem ra là mày muốn động tay động chân với tao long đen nghe thấy vậy trên mặt ý cười cợt trêu thức càng đậm thằng danh này còn dám khiêu khích mình gã khoanh tay duỗi lưng một cái bàn tay phát ra tiếng xương cốt răng rắc nói hố hố đúng lúc lâu rồi tao cũng chưa giãn gân cốt nếu như mày có để tao đánh một trận thoải mái nói không chừng tao sẽ trả tiền cho lão già này. Hai người tranh chấp đã sớm dẫn tới không ít người dừng chân đứng ngoài quan sát, hoa hạ xưa nay không thiếu quần chúng hóng hớt thích xem náo nhiệt. Có vài người địa phương đã nhận ra long đen, không dám đi lên nói đỡ. Anh chàng này tiêu rồi. Một bên là long đen vai u thịt bắp còn từng luyện qua mấy chiêu đấm đá, còn bên kia thì sao, chàng trai trẻ gầy gò yếu ớt, giống như cảnh liễu mảnh trong gió. Sức chiến đấu lệch pha như thế, không ai xem trọng chuyện thấy việc nghĩa thì hăng hái làm của anh ta. Nghe đồn là Long Đen đã từng luyện Sanda, tháng trước còn nghe nói là đánh cho một thằng nhóc đai đen Teundo tàn phế, xem ra anh chàng này tiếp bước rồi. Có người thở dài nói, chỉ khá là đáng tiếc. Có người tiếc hận nói, bị Long Đen đánh như vậy, không mất 10 ngày nửa tháng đoán chừng là không xuống giường nổi. Tiếc cái dám gì, thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng phải nhìn đối tượng, Lòng đen là ai, đấy chính là tên lưu manh cầm chỉ khu vực này. Một thằng quỷ nhỏ mới tốt nghiệp được bao lâu, sĩ diện gì chứ? Vài đồng tiền lẻ, còn muốn học người ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, đúng là không biết tự lượng sức mình. Có người cười khẩy nói. Hay, nhóc thối, hôm nay đoán chừng là chú mày ra ngoài đường không xem bước chân trái hay chân phải rồi. Nghe thấy tiếng xì sầm xung quanh, lòng đen có hơi đắc y nói. Lúc còn đang nói chuyện, Nắm đấm lớn như cái nồi đất của gã đã đánh tới chỗ Đường Tuấn, quyền thế tạo ra tiếng gió, rất có uy thế. Long đen gã có thể lập uy danh hiển hách trong khu vực này, trên người tất nhiên là phải có ít công phu. Ha ha. Đường Tuấn cười khẽ, không hề sợ hãi một tí nào, cùng lúc cũng vung nắm đấm ra. Xong, thằng nhóc này tạch rồi. Nhìn thấy Đường Tuấn thế mà dám cứng đối cứng với Long đen, có vài người đã không đành lòng nhìn tiếp, dứt khoát nhắm mắt lại, mặc niệm cho anh thằng nhóc này đúng là trẻ danh còn hôi sữa mà, thân thể gầy yếu thế kia làm sao mà địch nổi long đen chứ? Chẳng lẽ nó không biết dũng khí và sức lực là hai chuyện khác nhau à? Trong sạp báo, vẻ mặt ông lão cũng sốt ruột hoảng sợ, ông ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, đường tuấn và long đen đã ra tay. Ông cũng không thiếu vài đồng bạc kia, sớm biết sẽ náo loạn thành như này ông đã không mở miệng đòi tiền, bây giờ ngược lại còn liên lụy đến chàng trai trẻ này trương hai con trai tôi là Lý Quang Huy. Sắc sắc, âm thanh chói tai của tiếng xương gãy rõ ràng vang lên. Tiếp theo sau đó là tiếng hét thảm của Long Đen, gã đỡ lấy cánh tay của mình, ngồi thụp xuống đất, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, giọt nào giọt nấy to như hạt đậu, phát ra những tiếng gầm gừ thống khổ. Sao lại thế được? Đám người xung quanh nhìn thấy ăn thiệt thòi lại là Long Đen thì cùng nhau hít vào một hơi, ánh mắt nhìn về phía đường Tuấn không tự chủ mà mang theo mấy phần e ngại cùng kính nể biểu tình của đường tuấn lại có vẻ như là chuyện rất đường nhiên sau khi đánh bậy đánh bạ luyện được luồng chân khí đầu tiên tố chất thân thể của anh đã sớm không phải là thứ mà người thường có đủ khả năng so sánh được nữa rồi nếu vứt vào trong quân đội đặc trùng chỉ sợ sẽ thành binh sĩ đứng đầu trong đứng đầu vừa rồi nếu không phải là anh nương tay cả cánh tay của long ca đã bị đánh cho tàn phế bây giờ chỉ gãy xương đã coi như là nhẹ rồi đáng tiếc long đen lại không biết những điều này gã chỉ biết ở trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi này kia mất sạch cả rồi. Gã đỡ lấy cánh tay bị gãy xương, nhìn về phía đường Tuấn, trong đôi mắt là thù hận khắc sâu vào xương tủy. Gã khá là đàn ông, vẫn còn đứng lên được, giọng nói lạnh lùng. Thằng nhãi, có dám báo tên họ hay không? Đường Tuấn, đường Tuấn khẽ nói. Anh cũng không sợ thân phận của mình bị lộ. Hoa hạ có 1,6 tỷ người, tên đường Tuấn không có 1.000 thì cũng có 800, mà anh từ nhỏ đã khổ luyện y thuật rất ít lộ mắt chỗ công cộng người khác căn bản là không thể liên hệ anh với đường tuấn đã chết trên báo đường tuấn được mày chờ đấy có bản lĩnh thì đừng chạy long đen cắn răng nói đường tuấn cười khẽ một tiếng nói được tôi chờ nếu như đã nhúng tay vào thật sự là anh không có ý định bỏ dở giữa chừng ai biết sau khi anh đi rồi gã thủ lĩnh lưu manh này có quay lại dở trò gì quá đáng với sạp báo hay không. Long đen oán hận nhìn đường Tuấn một cái, sau đó gạt đám người, nhanh chóng đi mất. Ở trên địa bàn của mình mà còn ăn và đau như vậy, gã không lấy lại danh dự, về sau còn đứng trên đất này kiểu gì. Chờ sau khi Long đen rời đi, trong đám người hóng hớt bu xem có người không tự chủ được mà nhìn về phía đường Tuấn, ánh mắt mang theo vẻ thương hại, ai nấy đều hiểu được Long đen đang chạy về gọi hội nhưng đường Tuấn còn ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Chẳng lẽ hàng này thật sự có can đảm một mình đánh một trăm? Này, anh bạn nhỏ, cậu còn không đi nhanh lên. Cuối cùng, không phải ai cũng lạnh lùng như vậy, có người trong đám đông hô lên. Long đen là đại ca cầm trịch khu này, dưới tay có mười mấy tên đàn em đấy. Cậu còn đánh được, còn có thể đánh thắng được chúng nó chắc. Đường Tuấn cười nói, cảm ơn đã nhắc nhở, chẳng qua nếu tôi đi rồi, ông cụ phải làm sao bây giờ? Đám đông bỗng nhiên trầm lặng trong chốc lát, đúng vậy, nếu như đường Tuấn đi rồi, vậy thì tất nhiên là cơn giận của Long Đen sẽ chút lên người ông lão. Khi đó còn có ai dám đứng ra thay ông chặn một đấm à? Mọi người tự hỏi lòng, bọn họ phát hiện bản thân mình không làm được. Yên tâm đi, Long Đen không phải là đối thủ của tôi. Đường Tuấn cười nói. Trong lòng mọi người thở dài thườn thượt, mặc dù bọn họ có hơi bội phục hành động của Đường Tuấn, nhưng bây giờ không phải là lúc khoe mẽ, có người hô lên. Bây giờ người ta có muốn một trọi một với cậu đâu, là kéo hội đến tần một mình cậu đấy, cậu còn không đi cho nhanh, chẳng lẽ cậu cho là có thể dựa vào sức một mình mà thắng được cả đám người long đen hả? Đường Tuấn lắc đầu, nhưng không giải thích. Xem ra cũng là một cậu nhóc dễ kích động. Trong lòng mọi người nghĩ thầm, hơn nữa cũng có tí tức giận, bọn họ đã nói trắng ra vậy rồi, đường Tuấn vẫn còn ra vẻ không quan trọng thôi bỏ đi, loại thanh niên này đoán chừng là cũng chưa từng bị thiệt thòi, lần này để cậu ta ăn đau một lần cho nhớ lâu, có một số chuyện không phải cậu ta có thể ra mặt. Có vài người nói thầm, bọn họ không dám ra tay giúp đỡ, đương nhiên sẽ đánh giá Đường Tuấn hơi thấp. Nghĩ đến tẹo nữa có thể xảy ra một trận hỗn chiến, cả đám đang đứng hóng hớt lập tức tránh xa sạp báo và Đường Tuấn, sợ bản thân sẽ bị đánh nhầm bọn họ không muốn vì hai người không liên quan mà chọc vào thứ cực kỳ phiền phức như gã long đen này. Đường Tuấn cũng không cảm thấy kinh ngạc gì, muốn đám đông này đứng hóng chuyện thì dễ, chứ muốn bọn họ ra tay trợ giúp thì khó còn hơn lên trời. Cũng may từ khi nhà họ đường xa sút anh đã thường xuyên gặp tình cảnh này, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc bi thương. Biểu hiện từ đầu đến cuối đều bị ông lão thu vào mắt, trong mắt ông lộ ra vẻ tán thưởng. Lúc này ông cũng mở miệng thử dò xét. Chàng trai trẻ, ý tốt của cậu tôi xin nhận nhưng gã lòng đen này cậu tuyệt đối không thể dây vào đâu tôi thấy cậu vẫn nên nhanh chóng đi đi lão già như tôi tuổi đã cao không sao đâu mặc dù ông không biết lòng đen nhưng vừa rồi từ trong miệng những người xung quanh cũng biết đối phương không phải dạng tử tế hiền lành gì đường tuấn lắc đầu nói cháu đã gặp được vậy thì không thể thấy chết không cứu ông ơi nếu sợ tí nữa sẽ bị thương vậy ông đi trước đi ông lão nghe vậy âm thầm vật đầu sau đó đi đến một bên trong sạp báo lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại hình như là gọi cho con của ông mày còn không tranh thủ thời gian chạy đến nhanh nếu không đoán chừng là mày không gặp được bộ xương giả này nữa đâu đến khi cúp điện thoại ông lão lấy chai nước từ trong tủ ra đưa cho đường tuấn an ủi uống miếng nước trước đi con trai tôi đang trên đường chạy đến không có việc gì đâu đường tuấn vật đầu uống mấy ngụm nước Đường Tuấn dứt khoát ngồi lên cái đôn đá trước cửa sạp báo, cầm một tờ báo tiếp tục đọc. Chàng trai trẻ, cậu đang tìm việc làm à? Ông lão nhìn thấy trang báo mà Đường Tuấn đang đọc, hỏi. Đường Tuấn gật đầu, anh đã đến thành phố Vinh gần một tuần. Mấy triệu bạc mang theo lúc trước đã tiêu hết, còn mấy tấm thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng đứng tên anh, anh không dám mang đi. Nếu như Đường Quang Hòa biết anh đang ở đâu, ông ta sao có thể buông tha cho anh? Cho nên, nếu như anh muốn sống sót để báo thù, chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải tìm được việc làm. Mặc kệ là cơ thể đã tu luyện được chân khí thần kỳ, muốn báo thù, anh vẫn cần một số lượng tiền rất lớn. Ông lão thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng đã có dự định. Đường Tuấn lại đọc báo, bên trên đăng mấy tin về mấy loại công việc như là bảo vệ hay bảo mẫu, hoặc là nhân viên bán hàng đang nghĩ xem chút nữa có nên đi tìm mấy công ty gia đình để phỏng vấn hay không thì đã thấy đám người ở đằng xa kêu ầm lên. Đường Tuấn ngẩng đầu lên nhìn thử, chỉ thấy một nhóm người mấy gã đàn ông đang đi về phía sạp báo. Đi đầu chính là Long Đen, chỉ là trên cánh tay gã đã được quấn băng gạc cố định. Mà mười mấy tên đàn ông bặm trợn đi phía sau, mỗi người đều cầm một thứ giống như gậy sắt, vẻ mặt hung thần ác sát như đi ép nợ. Ông lão từ trong sạp báo đi ra, đứng sóng vai với đường Tuấn đường tuấn cũng không ngăn cản cụ có anh ở đây đám người này không chạm vào ông lão được khặc khặc không nhìn ra là thằng nhóc nhà mày còn rất nói nghĩa khí đấy bọn người long đen quê kín đường tuấn và ông lão không để chừa kẽ hở nào chào phúng nói ánh mắt nhìn về phía đường tuấn không hề che giấu ý trêu tức mỉa mai giống như một con mèo đang trêu chọc con chuột sắp đến miệng đường tuấn quét ánh mắt qua đám người nói anh chỉ mang theo mấy người này thôi à Long đen khẽ giật mình, sau đó lại cười ha hả, dùng gậy sắt đang cầm trên tay chỉ vào đường Tuấn, nói. Chẳng lẽ mày còn cảm thấy từng này người còn chưa đủ à? Đúng, không đủ. Đường Tuấn thản nhiên nói. Mặc dù chân khí của anh chưa đến trình độ liên tục không ngừng, nhưng loại người như Long đen, ăn lắm cho nặng bụng cũng chỉ tính là vai u thịt bắp, có đến 100 người cũng không phải là đối thủ của anh. Ha ha, đúng là một thằng nhãi kiêu căng ngạo mạn đến mức mù quáng chờ chút để ông đây dạy mày cách làm người như thế nào long đen cười to hoàn toàn không xem lời đường tuấn nói là thật đang lúc hai bên sắp lao vào nhau ông lão khẽ nhíu mày bước lên phía trước một bước nhìn long đen nói long đen con trai tôi là lý quang huy nó đang trên đường chạy đến đây cậu chắc chắn là muốn ra tay hả? À? chương ba đến rồi lý quang huy long đen hơi cau mày nghĩ nghĩ trong chốc lát cuối cùng cũng nhớ ra Lý Quang Huy là ai. Thành phố Vinh rất lớn, hàng năm các ngành nghề đầu có vô số nhân tài nổi bật. Mà Lý Quang Huy chính là một trong vài người nổi tiếng nhất trong mấy năm nay, nắm trong tay một công ty đã lên sàn có giá trị mấy nghìn tỷ, hơn nữa người này còn là nhân vật lớn ăn sạch hai bên hắc đạo, bạch đạo. Nếu so sánh, lòng đen chỉ là chùm lưu manh các kẽ, Lý Quang Huy với gã mà nói, chính là nhân vật chỉ có thể nhìn thấy trên tivi hoặc báo chí trong lòng long đen hơi kinh sợ, không khỏi cẩn thận đánh giá ông lão thêm vài lần, nói. Cái dáng vẻ nghèo nát này của ông mà lại dám nói mình là ông bô của Lý Quang Huy, vậy tôi đây chẳng phải sẽ là anh trai của Lý Quang Huy à? Tôi không có loại con cái mất dậy như cậu, ông lão quát lớn. Hớ, lão già chết tiệt này, ông thật là coi mình thành ông già của Lý Quang Huy à? Mẹ nó, xem ra không cho ông tí sắc mặt, ông lại cho là long đen này dễ bắt nạt. Long đen vung tay, gào lên với đám đàn em đang kích động phía sau. Đánh bọn nó tàn cho tao, đánh nát hai tay hai chân thằng nhãi này cho tao, để tí nữa tao muốn đích thân trừng trị nó. Long đen vừa dứt lời, mấy người phía sau gã đã nhào tới chỗ đường Tuấn và ông lão, khua khoáng gậy sắt trong tay, không hề cố kỵ với tuổi tác của ông lão. Nếu một gậy này đánh xuống thật, không biết cụ có chịu nổi không nữa. Muốn chết hả? Trong mắt đường Tuấn hiện lên một đốm sáng, dùng cơ thể chặn trước người ông lão. Cũng không nhìn thấy đường Tuấn đã ra tay như thế nào, chỉ nghe mấy tiếng bốp bốp bang bang, vang lên, sau đó đám côn đồ vốn còn đang hung hăng, tất cả đều bay ngược ra ngoài. Trên mặt mỗi người bọn họ đều có một dấu tay đỏ chót. Chỉ trong chốc lát, một mình đường Tuấn đã đánh bay hơn 10 gã cao to ra ngoài. Đừng nói là long đen, ngay cả ông lão bên cạnh cũng nhìn đến ngây người. Thế này thì thật sự quá mạnh mẽ tất cả mọi người đến động tác của anh cũng không nhìn rõ loại tốc độ này có hơi nhanh quá mức quy định đây còn là người nữa hay sao chung quanh lập tức vang lên những tiếng nuốt nước bọt bây giờ bọn họ mới hiểu là đường tuấn thật sự không hề sợ hãi đánh đấm giỏi thế này chẳng trách không để long đen vào mắt trên mặt long đen là biểu cảm khiếp sợ mồm miệng há hốc không biết nên nói gì vẻ đắc ý cười nhạo trên mặt đã hoàn toàn cứng đờ thay vào đó là một sự sợ hãi tột cùng Hiện tại gã đã có chút hối hận rồi, hình như gã đã đắc tội với người không nên đắc tội. Đường Tuấn lại không có ý định bỏ qua cho Long Đen, từng bước bước đi về phía gã, trên mặt mang theo ý cười lạnh lẽo. Cánh tay quấn băng gạc của Long Đen không ngừng run rẩy, cuối cùng, hộc hộc một tiếng rồi ngã ngồi trên mặt đất, nói: "Đại ca, em sai rồi, xin anh bỏ qua cho em." Đường Tuấn vừa muốn nói chuyện, đám người lại vang lên tiếng ồn ào nhốn nháo liên tục có tiếng phanh xe vang lên, sau đó, năm chiếc xe Mercedes-Benz màu đen chỉnh tề như một dừng lại bên lề đường cách sạp báo không xa. Xe vừa dừng lại, cửa giữa đã bị mở ra, sau đó có một người đàn ông trung niên khoảng 4-50 tuổi nhanh chóng bước xuống. Giờ bên ngoài đổi thành mười mấy người mặc Âu phục đeo kính dâm cùng lúc xuống xe, bọn họ đứng bên cạnh người đàn ông trung niên, chờ đợi chỉ thị của ông ta. Người đàn ông này nhìn lướt qua cảnh tượng xảy ra ở sạp báo, con người lạnh lẽo, sau đó dẫn theo đám người đi về phía bọn đường Tuấn. Lúc này, đã có người nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên, đám người bắt đầu bàn tán ẩm ý. Đây không phải là Lý Quang Huy à? Sao ông ta lại tới đây? Chính là Lý Quang Huy của tập đoàn Thịnh Thiên Hà. Nói vớ vẩn, thành phố Vinh Trả lẽ lại có Lý Quang Huy thứ hai à? Nhưng không biết ông ta đến làm gì? Vừa nãy, hình như tôi nghe thấy ông cụ kia bảo Lý Quang Huy là con trai ông đám người không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Long Đen y như nhìn người chết, dám ở thành phố Vinh, mang nhiều người như vậy đến quê ông già của Lý Quang Huy, kết cục của Long Đen nhắm mắt vào cũng có thể nghĩ ra được. Lúc này, ngược lại thì bọn họ có chút ghen tị và hối hận, nếu như lúc này bọn họ có thêm tí can đảm nổi giận, nói không chừng có thể trèo lên cái cây cổ thụ Lý Quang Huy này rồi. Chỉ là bọn họ thật sự không nghĩ ra, ông lão nhìn nghèo nàn lạc hậu này lại thật sự là cha của Lý Quang Huy lý quang huy còn chưa đến gần ông lão đứng bên cạnh đường tuấn đã ném một tờ báo từ trong quầy ra tức giận nói thằng nhóc thối tha này cha già của mày suýt nữa thì bị người ra đánh chết bây giờ mày mới vác mặt đến lý quang huy là một nhân vật truyền kỳ ở thành phố vinh nhưng đứng trước mặt cha mình cũng không dám thở ra câu oán hận nào để mặc cụ nện tờ báo lên người sau đó khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia nở nụ cười nói cha cha vừa điện thoại xong thì con chạy đến ngay trên đường bị tắc lại một lúc. Ông lão nghe thấy vậy, lúc này cơn giận mới tiêu đi được một ít. Ông chỉ vào đường Tuấn nói. Mày phải cảm ơn anh bạn nhỏ này cho tử tế vào, nếu không có cậu ấy ra tay giúp đỡ, có khi lúc này mày đã phải sắm hòm cho tao rồi cũng nên. Lúc này Lý Quang Huy mới nghiêm túc nhìn đường Tuấn, khoảng 25,26 tuổi, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, vóc người có hơi gầy yếu nhưng ánh mặt lại sáng tỏ dị thường cho dù nghe thấy mình là Lý Quang Huy thì cũng không để lộ ra vẻ nịnh nọt lấy lòng như những người khác. Cảm ơn, Lý Quang Huy nói. Đường Tuấn gật đầu coi như trả lời, anh không phải người địa phương ở thành phố Vinh, nhưng lúc này cũng có thể nhận ra thân phận siêu phàm của Lý Quang Huy. Lặng lẽ thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng, tiếp theo, chắc là không có việc của anh nữa. Long đen cũng đã nhìn thấy Lý Quang Huy, thân thể nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng rên rỉ xin tha nhưng sắc mặt lý quang huy rất lạnh lẽo đưa mắt liếc nhìn đàn em phía sau lưng lòng đen lập tức bị kéo đi đến ông già của lý quang huy này mà cũng dám động vào đương nhiên ông ta không có ý định dễ dàng bỏ qua cha ăn mặc như vậy cũng được ạ à, lý quang huy nhẹ giọng nói ông lão khẽ gật đầu cha vậy chúng ta đi thôi ngọc mai cũng sắp đến rồi lý quang huy đang định đỡ cha mình rời đi ông lão lại vỗ một cái lên đầu ông ta làm cho đám vệ sĩ phía sau suýt nữa thì rất hết cầm. ở thành phố Vinh sợ là cũng có ông cụ trước mắt dám đánh ông chủ lớn của bọn họ như vậy. Thằng nhóc thối nhà mày, anh bạn nhỏ này đã cứu cha mày, mày cứ phủi đít đi như thế hả? Ông lão tức giận nói. Lý Quang Huy lộ ra vẻ bừng tỉnh, khẽ vươn tay, lập tức có người đưa qua một cái túi. Lý Quang Huy đưa cái túi đến trước mặt đường tân, nói. Anh bạn trẻ, chỗ này có 350 triệu, Tạm thời coi như biểu hiện lòng biết ơn của tôi, cảm ơn cậu đã cứu cha tôi." Còn không đợi Đường Tuấn từ chối, ông lão lại đập một cái lên gáy Lý Quang Huy, nói: "Mạng của cha mày chỉ đáng có 350 triệu hả?" Lý Quang Huy lộ vẻ bất lực, nói: "Cha, thế thì cha muốn con làm thế nào ạ?" À? Đường Tuấn nhìn cặp cha con quái đản này, trong lòng lại thấy hơi ấm áp. Người có thân phận địa vị như Lý Quang Huy mà vẫn có thể giữ đủ thái độ tôn kính với cha của mình thật sự là một việc rất khó có được. Ông lão không để ý đến con trai nữa, quay sang nói với Đường Tuấn. Anh bạn nhỏ, tôi thấy cậu cũng có vẻ đói rồi, không thì đi ăn với chúng tôi bữa cơm rau, cũng để lão già tôi cảm ơn cậu một tiếng. Đường Tuấn do dự, nhìn thoáng qua Lý Quang Huy. Cậu nhìn nó làm gì, là tôi mời cậu, có phải nó mời đâu? Ông lão nhận ra sự do dự của Đường Tuấn, chừng mắt lườm Lý Quang Huy nói. Đường Tuấn vốn không phải người hay để ý những việc vặt, đương nhiên sẽ không từ chối lời mời này, và lại đúng là anh đói bụng thật, tiền trong túi không còn nhiều, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi. Thấy đường Tuấn đồng ý, ông lão mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo cánh tay anh đi về phía đoàn xe xa xỉ kia. Dáng vẻ thân mật của hai người giống như hai ông cháu, ngược lại thì bỏ bẵng con trai ruột là Lý Quang Huy ở phía đằng sau. Lý Quang Huy cũng không để ý, chỉ nhìn bóng lưng đường Tuấn và mười mấy tên lưu manh đang lăn lộn dưới đất, vẻ mặt hình như là đã nghĩ đến điều gì đó. Tuy Long đen cùng đám đàn em của gã không lọt vào mắt Lý Quang Huy, nhưng một người có thể đánh bại mười mấy người, đủ để thấy bản lĩnh của đường Tuấn không tầm thường. Trên xe, mấy người tự giới thiệu một lượt, đường Tuấn lúc này mới biết ông cụ tên là Lý Quang Minh. Mặc dù Lý Quang Huy có thành tựu trong sự nghiệp, nhưng ông lão không thích hưởng thụ, mà lại mở một sạp báo, cộng thêm không thích bị mấy người vệ sĩ kia lúc nào cũng kè kè bên cạnh cho nên mới có một màn ngày hôm nay nói như vậy anh bạn nhỏ không phải là người bản địa ở thành phố vinh ngà đường tuấn gật đầu cũng không nói ý định tiếp về chuyện này mặc dù nhìn lý quang huy và lý quang minh cũng không tính là người xấu nhưng dính đến chuyện nhà họ đường anh vẫn cảm thấy giữ kín một chút thì tốt hơn lý quang minh là người thông minh thấy vậy tự nhiên sẽ không hỏi tiếp nữa Hình như sợ đường Tuấn ngồi trong xe sẽ cảm thấy xấu hổ, nên lôi kéo anh nói chuyện tiếp, ngược lại thì gạt Lý Quang Huy sang một bên. Chương 4 giới thiệu công việc. Nửa tiếng sau, đoàn xe dừng lại trước cổng một nhà hàng trang trí cực kỳ sang trọng, lập tức có nhân viên phục vụ bước ra đón tiếp. Rõ ràng Lý Quang Huy là khách quen của nhà hàng này, nói chuyện với tay quản lý chạy ra đón tiếp vài câu, đã được đưa đến phòng riêng trên tầng cao nhất của nhà hàng cánh cửa nặng nề theo phong cách cổ xưa được mở ra, đường Tuấn nhìn thấy bên trong có hai người đang ngồi trên ghế. Một người là cô gái còn trẻ, một người là phụ nữ đã có chồng ung um dung lộng lẫy. Hai người chỉ ngồi ở đó đã khiến cho người ta cảm thấy giống như một bức tranh tuyệt đẹp, càng khiến cho đường Tuấn chú ý chính là khuôn mặt hai người có nét giống nhau, rõ ràng là hai mẹ con xinh đẹp như hoa. Cha, ông nội, cô gái trẻ tuổi đứng lên, cất tiếng hô giòn tan. Lý Quang Minh nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đối với cô cháu gái này ông vẫn hết sức yêu thích vô xong người phụ nữ đứng dậy gọi lý quang huy đồng thời cũng gật nhẹ đầu với lý quang minh nhưng lý quang minh lại lạnh lùng hừ một tiếng đến một cái liếc cũng không muốn cho người phụ nữ này hai mẹ con xinh đẹp đứng lên đường tuấn mới phát hiện ra họ cực kỳ cao gầy cả hai đều cao gần một m bảy đặc biệt là cô gái trẻ so với người phụ nữ thì còn nhỉnh hơn một chút da thịt trắng nõn mềm mại giống như một miếng bạch ngọc không chút tạp chất. Tóc đen như suối buông xuống bờ vai của cô, ngũ quan tinh xảo giống như đã được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc thành, tìm không ra bất kỳ một khuyết điểm nào. Vẻ mặt cô lạnh nhạt, mặc một bộ váy trắng, rất trang nhã, làm cho người ta cảm thấy cô giống như một tiên nữ không dính khói lửa trần gian. Nhưng cố tình là kiểu con gái này lại có thể khiến đàn ông động lòng. Đường Tuấn không khỏi chăm chú nhìn thêm một lát, ngoại hình như vậy đặt ở thành phố Vinh, đúng là đè bẹp tất cả các chị em. Số nữ giới mà anh từng gặp không nhiều, e là cũng chỉ có người vợ chưa cưới đã từng gặp mặt vài lần của mình là so sánh được, mà người vợ chưa cưới kia lại xuất thân từ gia đình châm anh thế phiệt hàng đầu hoa hạ. Nhớ đến người con gái kia, Đường Tuấn không khỏi tự diễu ở trong lòng một tiếng. Lúc đó, dưới áp lực của gia tộc, cô ta mới đồng ý đính hôn với mình, bây giờ nghe tin mình đã chết, chỉ sợ là đến một giọt nước mắt cũng không có, thậm chí cô ta còn có thể cười trộm vài tiếng thấy ánh mắt đường tuấn đang quan sát mình cô gái trẻ giống như đã cảm nhận được nhíu mày tỏ ý không vui lý quang minh cảm thấy bầu không khí có hơi không vui tranh thủ giới thiệu đường tuấn với hai người cô gái trẻ tê là thi tuyền là viên ngọc quý trên tay lý quang huy cháu gái của lý quang minh người phụ nữ khoan thai kia là khổng ngọc lan vợ của lý quang huy nghe thấy Lý Quang Minh nói Đường Tuấn một mình đánh lại mười mấy người cứu mình, đôi mắt đẹp của Lý Ngọc Mai lóe lên một tia sáng, sau đó lập tức biến mất. Mà khổng Ngọc Lan sau khi hờ hững liếc qua Đường Tuấn thì không đặt tầm mắt lên người anh nữa, giống như anh là một người trong suốt vô hình. Đám người Đường Tuấn vừa ngồi xuống không lâu, đồ ăn đã bắt đầu được đem lên. Biết là tiệc trong nhà của Lý Quang Huy, người phụ trách của nhà hàng nào dám thờ ơ. Mỗi một món ăn mang lên đều vô cùng tinh tế ngon miệng giá cả đắt đến dọa người. Một tháng tiền lương của dân tri thức bình thường cũng không đủ để thanh toán một món ăn. Nhưng Đường Tuấn lại giống như đang ăn mấy món bình thường ở nhà. Sau khi Lý Quang Minh bảo anh cứ tự nhiên, Đường Tuấn thật sự bắt đầu ăn uống thoải mái. Tuy tướng ăn không khó coi, nhưng bởi vì anh thật sự đói meo nên tốc độ ăn rất nhanh. Từ lúc luyện được chân khí, hình như tốc độ tiêu hao thể năng của anh đã tăng lên rất nhiều. Khổng Ngọc Lan thấy vậy, tuy không nói gì thêm, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ khinh bỉ và coi thường bà ta xuất thân từ gia đình danh tiếng ngồi cùng bàn ăn cơm với bà ta đều là những nhân vật nổi tiếng ở thành phố vinh đã bao giờ phải ngồi cùng bàn với thằng nhãi cả người mặc toàn đồ vỉa hè như đường tuấn đâu mặc dù ngoại hình của đường tuấn không tệ nhưng dáng vẻ đói bụng ăn quàng này giống như đã tên ăn mày ba ngày ba đêm chưa được ăn cơm trong lòng bà ta khó tránh khỏi có chút kinh thường nghĩ xem làm thế nào để kiếm cớ đuổi cổ, ân nhân cứu mạng của cha chồng đi. Một bữa tiệc gia đình đang tốt đẹp, lại bị một người ngoài không đứng đắn thế này quấy dày, đương nhiên bà sẽ cảm thấy mất hứng. Lý Ngọc Mai cũng nhíu mày, sau hai lần gấp thì buông xuống. Tuy không nói, nhưng cũng có thể thấy được cô không mấy chào đón đường Tuấn. Ngược lại thì Lý Quang Minh lại cười ha ha, vuốt vuốt chòm dâu ngắn ngủn, giống như càng thưởng thức đường Tuấn hơn. Đến khi ăn no được 7, 8 phần, lúc này đường tuấn mới vừa lòng đặt đũa xuống ăn có đủ no không không đủ tôi gọi người làm thêm lý quang huy hỏi đáy lòng ông ta càng không nhìn thấu đường tuấn sau khi biết được thân phận của ông ta đường tuấn vẫn có thể giữ bình tĩnh trong bữa tiệc cũng chỉ yên lặng ăn cơm không hề mở miệng lấy lòng người trẻ tuổi có thể làm đến mức này chỉ sợ toàn bộ thành phố vinh cũng chẳng có mấy người mà những người kia mỗi người đều có bối cảnh không thua kém gì nhà họ lý nhưng chỉ là như vậy mà thôi ông ta cũng không quá đặt đường tuấn ở trong lòng đường tuấn khoát tay nói không cần hôm nay còn phải cảm ơn chú lý và ông đã chiêu đãi đã lâu rồi tôi không ăn ngon như vậy lúc trước anh là thiếu gia nhà họ đường dù cho là sơn hào hải vị để trước mặt anh cũng thấy chả khác gì đậu hũ rau luộc mấy ngày nay rời khỏi nhà họ đường anh hầu như đều ở trên đường lang thang bôn ba hoặc chạy chối chết chưa từng được ăn một bữa cơm no cho nên nói câu này cũng là từ đáy lòng đồ nhà quê lời nói của đường tuấn rơi vào tai khổng ngọc lan khiến bà càng có ác cảm với anh trong lòng thầm mắng một câu cha con thấy cha nên nghe theo vô song đi dứt khoát dọn về nhà chúng con cũng không thiếu chút tiền của cha khổng ngọc lan hơi bất mãn nói nếu cha sớm nghe lời chúng con sao có thể xảy ra chuyện như hôm nay được chứ trong lòng bà còn có nửa câu chưa nói nếu không phải vì ông cụ cả đời bà cũng không phải ngồi chung bàn với loại người thô bỉ như Đường Tuấn. Bà Đường Đường là tiểu thư nhà họ Khổng, là vợ của Lý Quang Huy, thế mà lại phải ngồi ăn cơm với một thằng nhãi giống như ăn mày, nói ra không biết sẽ làm trò cười cho bao nhiêu người. Lý Quang Minh, hừ, một tiếng, nhướn lông mày nói. Tôi biết cô cậu không thiếu chút tiền này, nhưng tôi ở với cô cậu thì làm được gì? Giúp cô cậu trông nhà hà. Cha, tiểu mạn không có ý này. Lý Quang Huy chừng mắt nước khổng ngọc lan, tranh thủ thời gian giải thích. Mặt sự nghiệp của Lý Quang Huy thì vui vẻ tiến tới, nhưng mâu thuẫn giữa vợ và cha già, ông lại không có cách nào hòa hoãn được. Ông lo mâu thuẫn giữa hai người sẽ ngày càng gay gắt, nên tranh thủ thời gian đổi đề tài, nói: Cha, không phải mới nãy bảo có chuyện muốn nói với con à? Chuyện gì vậy? Lúc này sắc mặt Lý Quang Minh mới dịu đi không ít, nhìn Đường Tuấn nói: Tiểu Đường gần đây đang tìm việc làm cha muốn mày giúp cậu ấy sắp xếp một chút. Đường Tuấn nghe vậy, lập tức sửng sốt, không ngờ Lý Quang Minh kéo mình đi ăn cơm là có ý muốn giới thiệu công việc. Trên mặt Lý Quang Huy lộ ra vẻ nhẹ nhóm, ông còn tưởng cụ sẽ đưa ra vấn đề khó khăn gì chứ. Lấy thân phận tổng giám đốc tập đoàn của ông ta, sắp xếp công việc cho một người trẻ tuổi không phải là chuyện chỉ trong nháy mắt thôi sao? Ông nhìn đường Tuấn, hỏi. Anh bạn nhỏ, không biết cậu am hiểu lĩnh vực nào nhỉ? còn chưa đợi đường tuấn trả lời khóe miệng khổng ngọc lan đã lướt qua ý cười nói không phải là cha nói cậu ấy đánh nhau rất giỏi hay sao vậy thì để cậu ấy đến tập đoàn thiên thịnh làm bảo vệ là được rồi em thấy cũng là dùng đúng tác dụng trong mắt bà đường tuấn có đánh giỏi thế nào đi nữa một người đánh chết năm sáu người còn cha chồng nói cậu ra giống như thần kỳ lắm bà không tin nếu thật sự lợi hại như vậy làm sao lại có thể lưu lạc đến tình trạng phải đi ăn trực như vậy chát lý quang minh trực tiếp vỗ một cái lên mặt bàn dâu tóc dựng hết cả lên tức giận nói cô muốn ân nhân cứu mạng của tôi đi làm chân canh cổng cho cô cậu à lý quang huy có chút đau đầu lúc đầu đúng là ông ta cũng có dự tính như vậy nhưng bây giờ làm sao dám há miệng ra nữa ông vỗ vỗ đùi khổng ngọc lan dưới bàn ra hiệu cho bà đừng nói tiếp rồi hỏi lại đường tuấn thêm một lần nữa tiểu đường cậu muốn dạng công việc thế nào, chỉ cần tôi có thể giúp được cái gì, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Đường Tuấn nhìn nụ cười lạnh của Khổng Ngọc Lan đánh cho mình, sao lại không biết tâm tư của bà ta, chỉ là lười mở miệng cãi cọ mà thôi. Anh suy nghĩ một lát, cực lì khiêm tốn nói. Cháu biết một chút về Trung Y. Trung Y à, Lý Quang Huy cao mày, cảm thấy việc này có hơi khó. Bây giờ Trung Y không nổi, mà lấy tuổi đời của Đường Tuấn, sợ là y thuật cũng không có gì đặc biệt. Đương nhiên ông có thể vào các mối quan hệ của mình, sắp xếp cho cậu vào bệnh viện tốt nhất, nhưng cái nghề y ngày không giống với các nghề nghiệp khác chức vụ nhàn nhã. Nếu như đến lúc đó Đường Tuấn chữa cho người ta mà có bất trắc gì, truy cứu trách nhiệm đến chỗ ông thì không dễ xử lý, gần đây ông bận rộn mở rộng nghiệp vụ công ty, nếu như lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của công ty. Làm sao Lý Quang Huy biết được, cái biết một chút kia chỉ là lời nói khiêm tốn của Đường Tuấn lấy trình độ y thuật hiện nay của anh, đặt khắp hoa hạ, cũng đủ để xếp vào top 10. Dù sao anh cũng được nhà họ đường công nhận là kỳ tài y học. Thấy dáng vẻ đắn đo của Lý Quang Huy, Lý Ngọc Mai vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, nói. Cha, gần đây đúng lúc trường con có tuyển nhân viên quản lý thư viện, nếu không thì để anh ấy đến đó làm nhé. Công việc nhàn nhã, còn có thể học được vài thứ, nếu như sau này ông nội có sắp xếp khác, đến lúc đó lại tính lý quang huy nghe vậy không dám tự tiện trả lời nhìn về phía cha già xin ý kiến sắc mặt lý quang minh hơi hoãn lại hỏi đường tuấn tiểu đường cậu cảm thấy thế nào đường tuấn suy nghĩ một lát nói vậy cũng được cháu cảm ơn ông trước nhé nói thật anh cũng không muốn vào bệnh viện làm việc thực lực của nhà họ đường ở ngành y dược khủng bố đến mức độ nào anh biết quá rõ ràng vào ngành này lúc nào cũng có thể bại lộ thân phận của anh đây cũng là lý do trước đó anh không muốn đến bệnh viện tìm việc, nếu không chỉ cần anh hơi để lộ y thuật, bệnh viện nào không nhắc anh lên mà cung phụng khấn bái chứ. Trên mặt Lý Quang Huy lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng Đường Tuấn cũng có tí tự mình biết mình, không nói ra mấy cái yêu cầu quá đà. Về phần Khổng Ngọc Lan, cũng không nói gì nữa. Ở trong mắt bà, một nhân viên quản lý thư viện hay một anh bảo vệ thì cũng không có gì khác nhau mỗi tháng số tiền bà bỏ ra nuôi chó mèo còn cao hơn không biết bao nhiêu lần số lương của họ. Được, vậy chúng tôi sẽ gọi điện cho hiệu trưởng Lâm, để ông ấy sắp xếp trước. Lý Quang Huy gõ bàn. Mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, lúc này Đường Tuấn mới đưa ra lời tạm biệt, công việc đã xong, anh cũng không muốn ngồi ở đây cho người ta khinh bỉ. Biết Đường Tuấn không có xe, Lý Quang Minh muốn để người đưa anh về, nhưng một lát Lý Quang Huy còn có cuộc họp sắp mở, không có cách nào rứt ra được cuối cùng vẫn là Lý Ngọc Mai đưa Đường Tuấn về, nhân tiện đưa anh đến trường học làm quen với hoàn cảnh trước. Nhưng trước khi đi, Đường Tuấn đã nói với Khổng Ngọc Lan: "Bà Lý, nếu mấy ngày tới bà có rảnh, tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần đi." Với y thuật của Đường Tuấn, khi nhìn thấy Khổng Ngọc Lan thì đã phát hiện khí sắc của bà có chỗ khác thường, khí huyết trong cơ thể không thông, nếu như không kịp thời khai thông, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng có ý tốt nên anh nhắc nhở một câu còn đối phương có muốn nghe hay không vậy thì không phải là chuyện anh có thể quyết định được sắc mặt khổng ngọc lan thay đổi đợi đến khi đường tuấn cùng lý ngọc mai rời khỏi phòng bà mới cười nhạt nói thật sự cho mình là thầy thuốc à thứ gì đâu về phần đường tuấn nhắc bà đến bệnh viện khám tổng quát căn bản là bà không hề để trong lòng bà sinh hoạt rất điều độ còn thường xuyên điều trị cơ thể sao có thể sinh bệnh được chứ lý quang minh nghe vậy hung hăng lườm khổng ngọc lan nói quản cái miệng cô cho tốt vào lý ngọc mai lái một chiếc bmw màu đỏ rượu màu sắc cực kỳ khoa trương hút mắt hoàn toàn tương phản với khí chất cô thể hiện ra ngoài đường tuấn ngồi ở ghế phụ quan sát cô từ khoảng cách gần một bộ váy liền ngang gối màu trắng bả vai cùng xương quai xanh tinh xảo bóng loáng nhìn xuống dưới cặp đùi trắng nõn thon dài rất đẹp căng tràn đầy co giãn tản ra thứ ánh sáng lộng lẫy mê hoặc loại con gái này đúng là con cưng của chúa, chỉ sợ là không có bất kỳ thằng đàn ông nào không liếc mắt nhìn. Lý Ngọc Mai bị ánh mắt nóng rực của đường Tuấn làm cho có chút không thoải mái, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, trong lòng thấy hơi xấu hổ. Nhưng cô lại không thể quảng đường Tuấn xuống giữa đường được, đành phải tìm chuyện để nói. Vừa rồi anh nói với mẹ tôi là thật à. Đường Tuấn thu tầm mắt lại, bình phục tâm thần hơi bị khuấy động, nói, ừ. Tuy anh là thiếu gia nhà họ đường, nhưng từ nhỏ giáo dục gia đình đã rất nghiêm, cho nên tới tận bây giờ anh vẫn là hàng nguyên đai nguyên kiệt, chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Lý Ngọc Mai mở miệng, anh cũng biết bản thân có hơi mất lịch sự, nào dám nhìn tiếp nữa. Nghiêm trọng không? Lý Ngọc Mai tùy tiện hỏi một câu, nhưng cũng không để những gì Đường Tuấn nói ở trong lòng. Đường Tuấn suy nghĩ một lát, nói: "Cũng không tính là nghiêm trọng, chắc là bệnh lý về mạch máu, nhưng nếu chữa trị muộn, rất có thể sẽ hình thành khối u." thậm chí khó giữ được tính mạng. Anh đơn giản liếc mắt nhìn một cái, chỉ có thể suy đoán ra đại khái như vậy. Két, két, tay cầm lái của Lý Ngọc Mai đột nhiên đánh sang một cái, chiếc xe suýt nữa thì đâm vào hàng rào phía trước, đợi đến khi xe ổn định lại, đôi mắt đẹp của cô mới hung hăng lườm đường Tuấn một cái, nói. Chuyện thế này sao có thể nói lung tung được? Đường Tuấn nhún vai, lúc trước, khi còn ở nhà họ đường, không biết có bao nhiêu người đến cửa cầu anh chữa bệnh, nhưng bây giờ thì hay rồi anh xem bệnh miễn phí cho người ta họ còn chẳng tin quả nhiên là thế sự khó đoán trong lòng lý ngọc mai có hơi tức giận nhìn cái tên đường tuấn này nói đến khối u sống chết cứ nhẹ như mây bay đoán chừng cũng chỉ là câu nói đùa cố ý dọa người mà thôi nghĩ tới đây cô lại không thấy giận nữa nói về sau đừng đùa như vậy nữa đường tuấn cười nhạt một tiếng lười phí lời giải thích nói đúng rồi Cô học xong thì làm việc ở thành phố Vinh luôn à?" Lý Ngọc Mai lắc đầu nói. "Không, tôi vẫn còn đang học đại học." Sau đó Đường Tuấn lại hỏi thêm vài vấn đề liên quan đến công việc, khi biết Đường Tuấn chưa từng lên đại học, trong lòng Lý Ngọc Mai vẫn có tí ti khinh bỉ, càng coi chuyện khối u anh nói vừa nãy là trò đùa. Một tên ngay cả cổng trường đại học còn chưa bước vào, thế mà chỉ bằng vài lần nhìn đã dám kết luận trong người mẹ cô có khối u, đúng là chuyện hoang đường. Trương Nam Lý Ngọc Mai bị trêu ghẹo. Đường Tuấn đến thành phố Vinh đã được một tuần, anh vẫn luôn ở nhà trọ có tên là Quán Trọ A Phương trong một xóm nhỏ. Khi chiếc xe BMW đỏ rực đỗ ở dưới lầu nhà trọ, quả thực đã hấp dẫn ánh mắt của một đám người. Chỗ này coi như là vùng ven hẻo lánh cách xa trung tâm thành phố, khách trọ ở đây cơ bản đều là vài anh nông dân lên thành phố làm thuê hoặc đám lưu manh các kẽ. Bình thường rất ít người lái xe, chứ đừng nói đến loại xe xịn như BMW, sờ vào một cái cũng mấy trăm triệu, hoàn toàn không phải là thứ bọn họ có thể mua nổi. Nhưng ngay sau đó, Lý Ngọc Mai từ trong xe bước xuống, những ánh mắt kia lập tức di chuyển, mặc kệ là nam hay nữ thì đều bị kinh diễm một trận. Cách đó không xa, vài gã lưu manh vô lại tóc tai đủ màu đang trợn tròn hai mắt, đánh giá thân thể mềm mại của Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai khẽ nhíu mày, cơ thể rụt lại phía sau. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô vẫn luôn sống như một nàng công chúa, ra vào đều là những nơi cao cấp, làm gì đã đi đến mấy chỗ như thế này, chịu loại đối xử như thế này. Nếu không, cô theo tôi lên, đường Tuấn do dự hỏi, dù sao Lý Ngọc Mai cũng đến đây lấy hành lý với anh, nếu xảy ra chuyện gì, anh thật sự có chút áy náy. Lý Ngọc Mai lắc đầu từ chối, nhìn về phía đường Tuấn, ánh mắt mang theo cảnh giác. Mấy tình tiết thế này cô đã xem không ít trên phim, trai đơn gái chiếc vào chung một phòng, nếu đường Tuấn động tay động chân với cô, thì đến chỗ gạo cứu mạng cô cũng không có Lý Đại Tiểu thưa tự nhận là mình không ngu như vậy Nếu vậy thì thôi, tôi sẽ xuống nhanh thôi Đường Tuấn nói Ừm, um. Lý Ngọc Mai cảm nhận được những ánh mắt nóng rực đang quét qua quét lại trên cơ thể mình Nói Vậy anh nhanh nhanh lên Trong lòng đường Tuấn thấy hơi buồn cười Rõ ràng là sợ muốn chết Lại cứ vở vịt làm ra vẻ không sợ trời không sợ đất Cô nàng này đúng là đã khiến người ta đoán không ra Đường Tuấn ở lầu 7, bởi vì không lắp hệ thống điều hòa không khí, cho nên ông chủ quán trọ này mới đặc biệt giảm giá. Đây là lý do lúc trước đường Tuấn chọn chỗ này. Căn phòng hơi bừa bộn, mấy bộ quần áo phơi ngoài ban công. Mấy món đồ này đều là do anh lén trộm từ hành lý của một người giúp việc trước khi rời khỏi nhà họ đường. Anh không dám mặc một bộ quần áo hàng hiệu chạy trốn, như vậy thì quá trói mắt, đúng là chán cơm thèm đất. Nhanh chóng thu dọn quần áo vào một cái túi sau đó anh mới đi đến bên giường, dùng mũi chân đẩy nhẹ thành giường, cả cái giường lập tức bị đẩy ra. Cái giường cần hai người trưởng thành mới có thể miễn cưỡng nhấc lên được, dưới chân anh lại giống như một thứ đồ chơi nhẹ bấng. Dưới giường có để một cuốn sách, trang bìa đã hơi ố vàng, viết vài chữ lớn, bút ký đường ra. Đường Tuấn nhanh chóng lật sách xem một lần, xác định từng chữ, ký hiệu cùng hình ảnh đều giống hệt trong trí nhớ xong, cũng không thấy anh đã làm gì, cuốn sách cũ trong tay cứ như vậy mà bốc cháy ánh lửa làm nổi bật khuôn mặt tranh tối tranh sáng của anh. Cuốn, bút ký đường ra, này là do anh lấy từ nhà tổ họ đường ra, toàn bộ y thuật và chân khí thần kỳ của anh đều từ đây mà ra. Nếu không có cuốn sách này, có lẽ đường Tuấn đã chết trong tay mấy tên sát thủ mà đường Quang Hòa sắp xếp. Cứ để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu đi. Đợi đến khi cuốn sách cháy sạch không còn sót lại gì, đường Tuấn hở hững nói một câu. Sau đó thu thập đơn giản một vài thứ, sách cái túi bên cạnh lên, quay người rời khỏi căn phòng nhỏ. Ở quầy ba cùng ông chủ tính toán sổ sách xong, trong túi Đường Tuấn cũng chỉ còn lại hơn 400.000, may mà anh sắp có việc làm. Nhà họ Đường cũng có một ít quan hệ ở thành phố Vinh, nhưng Đường Tuấn định chờ một thời gian nữa rồi mới tính. Ra khỏi cổng quán trọ, bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh từ con hẻm bên cạnh truyền ra. "Các người đừng qua đây, cha tôi là Lý Quang Huy." Là giọng nói của Lý Ngọc Mai. Lúc đầu Lý Ngọc Mai vốn đứng dưới lầu chờ đường Tuấn, mặc dù thường xuyên nghe hoặc thấy trên mạng nói về việc mấy cô gái trẻ bị xâm hại, nhưng cô thật sự không nghĩ có một ngày nó sẽ xảy ra trên người mình. Từ nhỏ cô đã được nuông chiều chăm bắm, mặc dù bằng cách này hay cách khác cũng có nghe được chút chuyện xấu xa, nhưng tự mình trải qua thì lập tức sợ chết khiếp. Nhưng tên côn đồ này đều là hàng vô công rồi nghề, còn có mấy gã vẫn đang là học sinh của các trường dạy nghề gần đây, một cô gái đẹp như Lý Ngọc Mai, lại còn phối hợp với xe xịn, bọn họ đã quạnh quẽ đã lâu, bình thường chỉ có thể dựa vào hai tay để giải quyết vấn đề sinh lý thì làm sao có thể bỏ qua con mồi lạc này được. Đứng trên đầu là một tên con trai còn trẻ tóc tai vàng khè, trên người mặc một cái áo thể thao, mồm phi phèo thuốc lá, nhờ mắt nhìn Lý Ngọc Mai, trên mặt là biểu cảm đắc ý. Ở phía sau gã, có bảy tám thanh niên bộ dạng hư hỏng đang kích động, cười thô bỉ. Hố hố, con gái Lý Quang Huy, chật chật, vậy thì tốt quá còn gì, anh đây rất muốn biết con gái Lý Quang Huy có gì khác mấy ả à đàn bà khác không? Nói không chừng anh còn có cơ hội làm con rể Lý Quang Huy kia. Ha ha ha, đầu lông vàng nghe thấy ba chữ, Lý Quang Huy, không những không sợ mà còn cười ngặt nghẽo. Nét kinh hoàng trên mặt Lý Ngọc Mai càng đậm, chung quy thì cô cũng chỉ là một cô gái mới 20, không đối phó được với tình cảnh như vậy. Vào thời điểm này, cô bỗng nhiên hy vọng cái tên ghê tởm đường Tuấn kia có thể tranh thủ thời gian xuống nhanh một chút, cho dù để một mình anh ta đối phó với bảy tám người đúng là không thực tế, nhưng ít ra cô còn có thể an tâm một chút. Này, chúng mày đang làm gì đấy? Giọng nói hờ hững của đường Tuấn vang lên bên ngoài ngõ nhỏ. Lý Ngọc Mai và mấy tên lưu manh mất dậy đồng loạt quay đầu lại. Ngõ nhỏ âm u, phía sau đường Tuấn lại là một khoảng trời sáng rỡ, làm nổi bật anh giống như một thiên thần giáng xuống. Lý Ngọc Mai hoảng hốt trong chốc lát, chỗ mềm mại nào đó trong lòng đột nhiên rung động, thằng danh biết điều thì mau cút ra ngoài nhanh lên đầu lông vàng nhíu mày vẻ mặt hung ác nói nếu không tao lại xin mày tí huyết trước lúc gã nói chuyện mấy tên đồng bọn móc từ trong túi ra vài con dao quạt cầm ở trong tay lý ngọc mai cao mày sắc mặt phức tạp nhìn đường tuấn cô không hy vọng đường tuấn bị đám côn đồ này làm cho bị thương nhưng lại không muốn anh vứt bỏ cô mà đi đường tuấn lắc đầu đi về phía đám người lông đầu vàng hoe muốn chết hả mày, một tên nhóc này nhìn giỏi lắm chỉ chừng 20, thấy thế trong mắt lộ ra hung quang, dao quạt đột nhiên đâm về phía bụng đường Tuấn. Vẻ mặt gã điên cuồng, ra tay không biết nặng nhẹ, căn bản là không biết một dao kia có chết người hay không. Rác, rác, giòn tan, giống như tiếng cương cốt ma sát vang lên trong ngõ nhỏ. Không ai thấy rõ làm thế nào mà đường Tuấn nắm được cổ tay người kia, chỉ thấy anh vặn tay một cái, cái gã vừa mới có vẻ mặt điên cuồng lập tức phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Khớp nối cổ tay của gã đã bị đường tuấn tháo bỏ, bày ra tư thế xoay ngược 90 độ, nhìn có chút khiến người ta phát khiếp. Con dao quạt kia cạnh, một tiếng, rơi xuống mặt đất ẩm ướt sơ bẩn. Những người khác đều ngây người, động tác của đường tuấn quá nhanh, nhanh đến mức vài gã lưu manh, trên mặt vẫn còn giữ lại vẻ tươi cười đắc ý. Mà Lý Ngọc Mai sau khi qua cơn khiếp sợ, trên mặt lại lộ ra chút ý cười cô chợt nhớ tới ông nội từng đánh giá anh chàng này có lẽ bản lĩnh của anh ta thật sự rất không tầm thường nghĩ tới những thứ này trong lòng cô dần dần an ổn lại nếu như chúng mày không muốn giống nó thì lập tức cút đi cho tao đường tuấn hất cằm lạnh giọng nói mấy gã côn đồ run lên nhưng ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về thằng nhóc lông đầu vàng hoe thanh niên tóc vàng mặc dù hai chân đã nhũn ra động tác vừa rồi của đường tuấn thật sự đã dọa gã chết khiếp nhưng lúc này tính háo gái đã nổi lên, đâu có dễ từ bỏ như vậy. Thằng nhóc, tao thừa nhận mày rất biết đánh đấm, nhưng mày dám tiến lên một bước, có tin trên mặt tiểu thư xinh đẹp này sẽ có thêm vài đường cơ bản hay không? Thanh niên đầu lông vàng hô hô con dao trước khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai. Con dao quả chỉ cách mặt cô mười mấy cm, mà đường Tuấn còn đang ở đầu hẻm, cách chỗ này tầm 7-8 mét, hoàn toàn không kịp ngăn cản gã. Đầu lông vàng quơ con dao quạt, nói tao khuyên mày nên biết điều một tí đi, dù sao bọn tao cũng chỉ chơi với cô em này một lúc, cũng không định làm trò bị ổi gì. Hố hố, nếu mày không biết điều, tao không dám hứa chắc con dao này có thể. Vạch lên mặt em gái xinh đẹp này mấy đường hay không? Tao nghĩ, đây cũng không phải điều mày muốn thấy đâu nhờ. Lúc gã nói chuyện, còn đắc ý nhìn đường Tuấn, ra cái vẻ ăn chắc đối phương. Gã thấy, vũ khí và người đều ở trong tay mình, nói thế nào cũng là mình chiếm quyền chủ động hớ, muốn anh hùng cứu mỹ nhân à, hỏi giao quạt trong tay gã trước đi rồi nói chuyện tiếp. Chỉ tiếc, trên mặt đường Tuấn chưa từng xuất hiện biểu cảm mà gã tưởng tượng là toàn, sợ hãi và kinh ngạc, trên gương mặt thanh thú của anh chỉ viết đầy hai chữ, bình tĩnh. Chương 6 muốn tôi nhìn giúp cô không? Đầu lông vàng không ngờ đường Tuấn lại không biết thời thế đến vậy, trong lòng không khỏi bốc hỏa, cười gần nói với Lý Ngọc Mai. Ha, à, muốn trách thì trách thằng bạn trai không biết tốt xấu của cô đi. Cùng lúc đó, dao quạt trong tay gã vung về phía gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Lý Ngọc Mai. Đặc biệt là vẻ kinh hoàng trên mặt cô càng làm cho lòng gã nảy lên một cơn hưng phấn không rõ lý do. Chỉ là hơi đáng tiếc, em gái xinh đẹp thế này mà bị hủy dung. Còn hậu quả, cùng lắm thì chuyện này, một mình gã bỏ trốn khỏi thành phố tránh nạn là xong. Suốt cuộc Lý Ngọc Mai cũng lộ ra vẻ hoảng sợ tột cùng, nếu như trên mặt cô bị rạch lên mấy dao, vậy sau này cô làm sao mà gặp người khác được. Nghĩ tới đây, cô có chút oán hận nhìn về phía đường Tuấn, thầm nghĩ. Nếu không phải vì đi cùng tên khốn này đến đây, sao cô có thể gặp phải những chuyện như này chứ? Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh trên mặt đường Tuấn, càng khiến cô kích động, có cảm giác muốn đánh cho anh ta một trận niên thân. Đã đến lúc này, anh ta còn trưng cái vẻ không có gì quan trọng ra. Nếu hôm nay cô thật sự bị hủy dung, cô thề, tuyệt đối không bỏ qua cho đường Tuấn. Hẻm nhỏ âm u ẩm ướt, mặt đất khá trơn lúc gã đầu lông vàng vung vẩy con dao quạt trọng tâm bất ổn dưới chân bị trượt một cái cả người vì vậy mà nhào về phía lý ngọc mai hướng đi của con dao vốn là mặt thì nay lại biến thành đâm vào ngực cô trên mặt gã này cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm khiếp sợ nhưng đã không kịp thu tay lại nữa đả thương người là một chuyện nhưng gây ra chuyện chết người lại là một chuyện hoàn toàn khác dầm nhưng mà ngay vào lúc gã tóc vàng thất kinh cả người hắn đã bay lên không trung sau đó đập vào bức tường đen nhánh dầu mỡ trong hẻm nhỏ tiếp theo một cơn đau ập đến khiến cả người gã co lại cuộn tròn trên mặt đất như một con tôm chết đủ loại cặn bã dơ bẩn từ trong miệng gã phun hết ra ngoài mà lúc này đường tuấn đang đứng ngay tại vị trí lúc nãy của gã anh chậm rãi thu chân lại lạnh lùng nhìn gã lưu manh ngã sóng xoài trên mặt đất đau đến chảy cả nước mắt nước mũi vừa rồi nếu không phải anh giữ lại mấy phần lực một cước kia đủ để đá nát bộ đồ lòng của đối phương sau khi nhà họ đường liên tiếp xảy ra chuyện anh sớm đã không còn là thiếu niên ngây thơ nữa anh lý ngọc mai vô cùng khiếp sợ nhìn đường tuấn vừa nãy cô đã nghĩ có thể mình sẽ chết ở chỗ này nhưng trước mắt nhoáng lên một cái gã côn đồ bay ra ngoài mà đường tuấn thì đã đứng trước mặt cô loại tốc độ này quả thực là giống như đang đóng phim võ hiệp tràn đầy cảm giác không chân thật nhưng cô còn chưa nói hết câu đột nhiên cảm thấy ra thịt chỗ ngực bụng mắt lạnh cúi đầu nhìn thử, vừa rồi gã đầu lông vàng không thành công, nhưng dao quạt vẫn cắt rách một đường trên quần áo của cô, lộ ra da thịt trắng nõn trơn nhẵn, còn có một vết máu nhàn nhạt, nhạt xuất hiện trên đó. Vết máu lấm tấm thấm qua lớp vải nhìn có vẻ dữ tợn. Hiện tại, Đường Tuấn cũng đã phát hiện ra việc này. A, à, cuối cùng Lý Ngọc Mai cũng kịp phản ứng lại, lúc này cô cũng không lo đến đau hay không đau, chỉ còn lại cảm giác thẹn thùng của một cô gái trẻ. Đường Tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, thu ánh mắt lại. Lý Ngọc Mai giận dữ nhìn thoáng qua đường Tuấn, sau đó dậm chân đùng đùng, quay người đi ra khỏi con hẻm nhỏ, chỉ là hai tay cô che trước bụng, tướng đi lắc la lắc lư, dáng vẻ ngược lại có chút đáng yêu. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy thằng nhãi đang run như cầy sấy và đầu lông vàng vẫn chưa bỏ dậy được, trong mắt lóe lên tia sáng, hừ lạnh một tiếng. Đại ca, đại ca, chúng em không dám nữa, xin anh bỏ qua cho bọn em đám côn đồ này vẫn còn có tí mắt nhìn thấy vậy thì lập tức quỳ dạp xuống trước mặt đường tuấn xin tha đường tuấn lại không hề để ý đến bọn chúng ánh mặt nhìn về một chỗ nào đó sâu trong con hẻm lẩm bẩm nói sao cho mấy người đấy lý ngọc mai là con gái rượu của lý quang huy bên cạnh sao lại không có vệ sĩ ẩn mình chứ vừa rồi cho dù anh không ra tay lý ngọc mai cũng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng nói xong câu đó đường tuấn mới đi ra ngoài đợi đến khi bóng dáng anh biến mất trong tầm mắt của đám lưu manh từ trong bóng tối đoạn đường tắt đột nhiên có một nam một nữ đi ra người nam mặc áo sơ mi biểu cảm hơi lạnh nữ thì để tóc ngắn ngang tai cho người ta cảm giác khá giả dặn hai người nhìn đám lưu manh trên mặt đất ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ dứt khoát đánh ngất hết cả bọn sư huynh anh thấy rõ không chờ đến khi làm xong mọi chuyện cô gái mới hỏi người con trai người con trai lắc đầu nói không nhìn thấy vừa rồi nếu đổi lại là anh cũng sẽ không tránh được cú đá kia trong chốc lát khuôn mặt cô gái đầy vẻ kinh hãi vị sư huynh này của cô chính là người được các sư phó gọi là kỳ tài luyện võ nếu không phải là bọn họ có tí quan hệ dây dưa thì họ lý căn bản là không mời nổi hai người cô không ngờ sư huynh luôn kiêu ngạo thế mà lại tự nhận không bằng người khác người con trai thì lại thẳng thắn hơn cười nói anh cũng không phải là vô địch thế giới việc này có gì mà phải kinh ngạc nhưng mà anh cô gái trẻ ấp a ấp úng nói yên tâm đi chắc là anh ta không có định ý với tiểu thư trong mắt người con trai bỗng nổi lên một vệt sáng nói nếu anh ta có ý nghĩ khác cho dù anh không địch lại cũng sẽ khiến anh ta trả một cái giá siêu đắt ừm um, em biết rồi sư huynh cô gái nói chuyện này vẫn nên nói cho lý quang huy biết đi sau khi trầm ngâm một lúc người con trai nói nửa tháng nữa trưởng bối của sư môn sẽ đến làm việc đến lúc đó anh lại đi gặp anh chàng kia một lần cô gái gập đầu đồng ý lý ngọc mai ngồi ở trong xe vẫy vẫy tay gọi đường tuấn mặc dù khi nãy có mấy hành động xấu hổ với đường tuấn nhưng cuối cùng cô vẫn không bỏ ân nhân cứu mạng của mình lại được chờ ngồi vào trong xe tùy tiện vứt cái túi trong tay ra ghế sau lúc này đường tuấn mới để ý trên người lý ngọc mai đã có thêm một cái áo khoác xin Áo khoác vốn có sai tương đối nhỏ, cộng với việc Lý Ngọc Mai kéo hết khóa lên, lập tức đường cong trên cơ thể cô đường bày ra không sót một chút nào. Cô không sao chứ? Đường Tuấn vô thức nuốt nước miếng, anh không ngờ là cô gái này nhìn có vẻ gầy gò yếu ớt, thế mà dáng người lại có thể đẹp như vậy. Sắc mặt Lý Ngọc Mai ửng đỏ, đôi mắt đẹp liếc xéo qua đường Tuấn, cắn răng nói. Không có việc gì. Đường Tuấn biết cô hiểu lầm mình, chỉ vào cái áo khoác xin bị cô kéo khóa lên tận cổ, không để hở ra chút nào, giải thích. Vừa nãy hình như tôi thấy cô bị thương, có muốn tôi nhìn giúp cô một chút không? Lý Ngọc Mai cười khẩy nói. Mới vừa rồi còn chưa nhìn đủ hả? Trung Quy thì cô vẫn là con gái của Lý Quang Huy, rất nhanh đã thoát ra khỏi trạng thái xấu hổ kia. Đường Tuấn bất đắc dĩ, cười một tiếng rồi nói. Nếu đã vậy thì tùy cô, nhưng lúc đó để lại sẹo, cũng đừng có trách tôi bàn tay đang cầm lái của Lý Ngọc Mai run lên, khẽ nhếch miệng nhưng vẫn không nói gì. Làm gì có cô gái nào tình nguyện để trên người mình để lại sẹo đâu. Chỉ là nhớ đến ánh mắt nóng rực của Đương Tuấn khi nãy, Lý Ngọc Mai có hơi mất tự nhiên, hơn nữa cô cũng không thấy anh thì có liên quan gì đến mấy chữ y thuật cao minh. Nếu thật sự có y thuật cao, còn cần cha cô sắp xếp cho một công việc à. chương 7 trị liệu. Sau đó, suốt dọc đường đi không nói chuyện chiếc bmw đỏ rượu tiến vào đại học thành phố vinh rõ ràng lý ngọc mai là nhân vật nổi tiếng trong trường xe chạy trong sân trường ven đường có không ít người đưa mắt nhìn về phía cô đồng thời khi bọn họ nhìn thấy đường tuấn ngồi trên ghế phụ thì thấy vô cùng chấn động lại có đàn ông ngồi được vào trong xe của nữ thần băng giá đại học vinh đây chắc chắn là tin tức bát quái nhất đại học vinh xe chạy tới chỗ sâu nhất trong trường chúng ta cần phải đi đâu Đường Tuấn nhận thấy được những ánh mắt này, nhưng trong lòng lại không có chút cảm xúc nào. Mặc dù tuổi của anh cũng không mấy tranh lệch so với những học sinh này, nhưng tâm trí là trưởng thành hơn không biết bao nhiêu lần. Thời điểm những học sinh này còn ở trong tháp ngà mơ mộng về tương lai, trên vai anh đã gánh vác thù hận gia tộc và lo lắng xem phải tiếp tục sống như thế nào. Lý Ngọc Mai đỏ mặt, nói. Đi tới ký túc xá của tôi trước đã, tôi muốn thay bộ quần áo khác. Cô cũng không muốn ăn mặc thế này mà dắt đường Tuấn đi báo danh, đến lúc đó, chỉ sợ là ngày mai toàn bộ diễn đàn của trường đều là mấy chuyện bát quái đáng xấu hổ của cô. Mặc dù Lý Ngọc Mai đã trở thành sinh viên đại học Vinh nhưng lại có một căn chung cư mini riêng, xem ra Lý Quang Huy đã tốn không ít công sức lên người cô con gái này. Chung cư mini của đại học thành phố Vinh ở sâu trong trường, cao khoảng mười mấy tầng lầu. Bình thường, ngoại trừ một vài giáo sư của trường, có thể ở chỗ này, cơ bản đều là những sinh viên trong nhà có tiền hoặc con ông cháu cha. Bọn họ không muốn chen chúc với 5-6 người trong một gian ký thúc xá, người lớn trong nhà lại không yên tâm để họ một mình thuê nhà ở bên ngoài. Loại ký túc xá dạng chung cư mini như thế này đã trở thành lựa chọn tốt nhất. Lý Ngọc Mai ở trên lầu 5, cô đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, thì cánh cửa đối diện đã bị người khác đẩy ra, một cô gái mặc quần sót xin cùng một chiếc áo t-shirt trắng đứng nghiêng nghiêng tựa vào cửa cô gái cũng cỡ tuổi Lý Ngọc Mai, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp mang đậm ý cười, chỉ là kiểu cười này xuất hiện trên mặt của cô, lại cực kỳ không phù hợp. Ồ, đây không phải là hoa khôi trường chúng ta à? Cô gái nhìn lướt qua Lý Ngọc Lan và Đường Tuấn ở bên cạnh nói. Đường Tuấn lập tức nghe ra được địch ý trong câu nói đó, dường như cô nàng này không hợp cả với Lý Ngọc Lan cho lắm. Lý Ngọc Lan đang mở khóa thì khựng lại, nhìn khóe môi đang nhếch lên của cô gái thì khẽ nhíu mày cô nàng lại không có ý định bỏ qua lý ngọc lan thoáng nhìn đường tuấn nói tôi còn tưởng đại hoa khôi của chúng ta thanh thuần lắm cơ thì ra cũng này nọ với đàn ông chỉ là gu chọn đàn ông của cô đúng là không dám khen anh trai này tuy là ngoại hình cũng khá nhưng dáng vẻ nghèo kiết xác này không phải lý tiểu thư bao nuôi trai trẻ đấy chứ trên mặt lý ngọc lan lộ ra vẻ tức giận nói anh ấy chỉ là bạn của tôi bạn cô thấy có đứa ngu nào tin à tôi còn chưa từng nghe thấy một thằng đàn ông nào bước chân vào được trung cư của hoa khôi lý đâu cô gái cười cợt nói nếu để cho lâm tề và mấy gã theo đuổi cô biết chuyện này không biết sẽ thế nào đây đến lúc đó không biết bọn họ có nổi điên không nhỉ ha 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 trên mặt cô gái có thêm nhiều biểu cảm khác nói chuyện cũng không hề kiêng kỵ lê nhược nam đừng quá đáng lý ngọc mai hạ giọng nói tôi quá đáng lắm hả tôi chẳng thấy Cô ta nhìn đường Tuấn, nói. Anh trai này, anh đúng là vinh hạnh lắm luôn đấy, may mắn thành vị khách quý đầu tiên của hoa khôi trường chúng tôi. Đường Tuấn hơi im lặng, mình nằm không sao cũng trúng đạn vậy trời. Chẳng qua, lúc này anh cũng không dám tiếp lời. Hừ, rõ ràng là Lý Ngọc Mai cũng chả mấy chào đón Lê Nhược Nam này, cô mở cửa phòng, không buồn liếc nhìn đối phương một cái đã vào đi vào. Chờ đến lúc đường Tuấn cũng vào theo, ánh mắt Lê Nhược Nam hít lại, dùng đầu lưỡi non mềm liếm liếm môi, nói. Lý Ngọc Mai, cứ đợi đấy. Căn hộ của Lý Ngọc Mai là dạng một phòng khách một phòng ngủ, không rộng lắm. Trong phòng có một chiếc sofa đôi, phong cách trang trí ở đây là theo tông hồng mấy cô gái trẻ yêu thích. Đường Tuấn không ngờ, Lý Ngọc Mai bề ngoài nhìn lạnh lùng, thế mà lại thích phong cách này, chắc là còn giữ lại sở thích thiếu nữ. Gương mặt Lý Ngọc Mai có hơi nóng, đây là lần đầu tiên cô đưa một người đàn ông xa lạ đến đây, đến ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Có lẽ là vì vừa nãy anh ta đã cứu mình, Lý Ngọc Mai tự giải thích thầm trong lòng. Anh ngồi đây chờ đi. Lý Ngọc Mai nói. Nói xong, cô lập tức đi vào trong phòng. Xâm, một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Đường Tuấn sờ sờ cầm, trong tay vẫn cầm theo cái túi, tự nhiên ngồi xuống sofa, lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra để uống, cũng không hề coi mình là người ngoài. Không bao lâu sau, cửa phòng một lần nữa được đẩy ra, Lý Ngọc Mai đã thay một bộ đồ thủy thủ ngắn tay, chỉ là lông mày cô hơi hơi nhíu lại, hình như đã gặp chuyện gì đó. Không cần đường Tuấn hỏi, Lý Ngọc Mai đã tự nói. Anh vừa mới nói, anh có thể giúp tôi chữa khỏi vết sẹo kia, có phải là thật không? Đường Tuấn thản nhiên gật đầu, truyền nhân kiệt xuất của y thánh thế ra, nếu ngay cả một vết sẹo cũng không xử lý được, đây chẳng phải là chuyện khiến cho người ta cười dụng răng hay sao? lúc trước một nghệ sĩ nữ hàng đầu đóng phim điện ảnh bị thương phần lưng bị bỏng một diện tích rất lớn các bệnh viện lớn trong nước đều bó tay chịu thua cuối cùng vẫn phải tìm tới nhà họ đường được ông cụ đường ra tay chữa khỏi lý ngọc mai cắn môi ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường tuấn một lát sau cô lạnh lùng nói anh theo tôi vào đây ngay bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại lựa chọn tin tưởng vào đường tuấn chẳng lẽ lại vì cùi không sợ lở đường tuấn đã nhìn một lần cùng lắm thì để anh ta nhìn thêm lần nữa. Hoặc là trong lòng cô cũng muốn thử xem y thuật của Đường Tuấn có thật sự thần kỳ như vậy không. Tôi phải làm gì?" Lý Ngọc Mai bình tĩnh nói, chỉ là gương mặt xinh đẹp đỏ ửng ngượng ngùng đã làm lộ việc trong lòng cô cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Đường Tuấn chỉ vào chiếc giường lớn trong phòng, nói: "Cứ nằm xuống là được." Lý Ngọc Mai khẽ giật mình, cảnh cáo: "Tốt nhất là anh đừng có ý nghĩ khác đấy." Đường Tuấn khoát tay, Biết rồi. Chờ đến khi Lý Ngọc Mai nằm lên giường, lúc này Đường Tuấn mới ngồi xuống mép giường, bình tâm tĩnh khí, để tâm cảnh bản thân không còn gì vướng bận. Hai mắt Lý Ngọc Mai nhắm chặt, vẻ lạnh lùng thường ngày đã hoàn toàn tan dã, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng giống như áng mây chỗ chân trời ngày hè. Đôi tay nhỏ nắm chặt ga giường bên dưới, thân thể cũng khẽ run lên, biểu hiện nỗi bất an trong lòng cô. Đường Tuấn kéo áo T-shirt của cô lên một chút, anh có thể nhìn thấy một vết máu nhàn nhạt, nhạt. Thở dài, bàn tay Đường Tuấn đặt lên vết thương dài khoảng 78cm trên bụng Lý Ngọc Lan. Nếu là ngày trước, anh muốn trị liệu vết thương thế này, có lẽ cần tốn khá nhiều sức lực, nhưng từ khi có chân khí về sau, chỉ cần không tổn thương đến nội tạng, nếu không thì cũng không nguy hiểm. Đường Tuấn cũng không có bao nhiêu tâm tư khác thường, chân khí vô hình mỏng manh xuất hiện đầy trên bàn tay, sau đó từng chút từng chút bị nắm giữ. Rất kỳ lạ, theo bàn tay anh di chuyển, Vết thương vẫn còn ứa máu nhàn nhạt, nhạt bắt đầu biến mất không còn dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện. Mà từ đầu tới cuối, Lý Ngọc Mai đều không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, chỉ cảm thấy hơi lạnh từ bàn tay Đường Tuấn thẩm thấu vào vết thương của mình, khiến cô cảm thấy hết sức thoải mái. Được rồi." Đường Tuấn thản nhiên nói, sau đó rút tay về. Lý Ngọc Mai nhìn vị trí vài phút trước còn là một vết thương, bây giờ đã trơn nhẵn giống như được làm mới, cái miệng nhỏ khẽ nhách lên nhìn về phía đường Tuấn, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Vết thương kia mặc dù không lớn, nhưng bị anh ta xoa bóp mấy lần đã hoàn toàn biến mất, đây đúng là y thuật hay sao? Bản lĩnh khủng khiếp, y thuật thần ký, rốt cuộc thì anh ta là ai? Lý Ngọc Mai càng thêm tò mò về đường Tuấn. Đường Tuấn sờ sờ cầm, nói. Nhìn tôi như thế làm gì? Lý Ngọc Mai không biết phải dùng từ gì để hình dung, chỉ có thể nói. Anh thật biến thái. Đường Tuấn im lặng, Rốt cuộc thì cô nàng này đang khen anh hay đang chửi anh vậy? Lý Ngọc Mai sửa soạn lại một chút, nhìn thời gian, lúc này mới tranh thủ đứng dậy, nói: Suýt nữa thì quên mất việc chính, thôi, để tôi dẫn anh đến thư viện trường báo danh. Được Lý Quang Minh đề cử, còn có vị đại tiểu thư nhà họ Lý này đích thân dẫn đường, thủ tục làm rất thuận lợi. Lý Ngọc Mai lại dẫn anh đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh thư viện, cũng chính là chỗ sau này Đường Tuấn sẽ làm việc. Công việc của nhân viên quản lý thư viện rất đơn giản, chính là mã hóa sách mới, chỉnh lý sách cũ và mấy việc như trưng bày lại sách được trả. Đường Tuấn đi theo người phụ trách thư viện học một lượt, rất nhanh đã học xong. Người phụ trách thư viện họ Trương là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 30 tuổi. Ban đầu, loại chuyện như chỉ dẫn cho người mới này không cần anh ta đích thân làm, nhưng bởi vì đối phương là do Lý Ngọc Mai dẫn tới, anh ta không dám lười biếng. Đợi đến khi dạy xong, anh ta mới quay về phía Đường Tuấn nói: "Quá trình cơ bản của công việc là như vậy, bình thường cũng không có việc gì, cậu có thể tìm sách trong thư viện để xem." Đường Tuấn gật đầu, công việc ở thư viện nhàn rỗi, trước mắt đối với anh mà nói thì đây là một công việc tương đối thích hợp. "Được rồi, vậy thì cậu bắt đầu đi làm từ ngày mai nhé." Anh Trương nói. Sau khi rời khỏi thư viện, Lý Ngọc Mai lại dẫn Đường Tuấn đi sắp xếp ổn thỏa ký túc xá cho nhân viên ở trường. Ký túc xá của anh đương nhiên không thể nào so sánh với loại chung cư mini chỗ Lý Ngọc Mai, là loại phòng hai người, nhưng trước mắt chỉ mới có Đường Tuấn dọn vào, may mắn là cũng có phòng vệ sinh riêng và ban công, với anh mà nói thì vậy là đủ rồi. Đường Tuấn đánh giá căn phòng có vẻ trống trải, trong lòng hơi cảm khái, một đoạn thời gian dài tiếp theo, rất có khả năng là anh sẽ phải ở chỗ này. Lý Ngọc Mai từ ngoài ban công đi vào, cô vừa mới đi nhận điện thoại, trên mặt có vẻ áy náy. Sao thế? Đường Tuấn hỏi. Lý Ngọc Mai áy náy nói: "À thì, vừa nãy bạn tôi gọi điện thoại rủ đi ăn, cho nên." Đường Tuấn cười nói: "Nếu có việc, cô cứ đi trước đi." Vừa rồi Lý Ngọc Mai nói muốn mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn, bây giờ nhìn vẻ mặt này thì có vẻ là không đùa. Lý Ngọc Mai nói: "Ngại quá." nhưng sau này anh ở đây, cách chỗ tôi cũng gần, chờ mấy hôm nữa xong việc, mời anh sau nhé. Đường Tuấn mỉm cười, sau đó nhớ ra điều gì, có chút lúng túng nói. Cô có thể cho tôi mượn ít tiền trước được không? Cái gì cơ? Lý Ngọc Mai giống như không nghe thấy. Cô từ miệng ông nội biết được anh trai này đến 350 triệu còn không để vào mắt, thế mà bây giờ lại vay tiền cô. Đường Tuấn cười khổ, trong túi anh chỉ còn hơn 400 nghìn, khoảng cách đến ngày phát lương tháng sau còn tận hơn một tháng. Hình như nhận ra được sự thất thố của mình, Lý Ngọc Mai ngượng ngùng nhìn thoáng qua Đường Tuấn, nói. Anh cần bao nhiêu? Đường Tuấn suy nghĩ một chút, nói. Khoảng 3 triệu rưỡi là đủ rồi, tháng sau lĩnh lương tôi trả lại cho cô. Lý Ngọc Mai lấy ví, rút ra 7 tờ 500, nói. Không cần trả lại đâu. Thân là con gái độc nhất của Lý Quang Huy, đúng là cô không thiếu hơn 3 triệu bạc này. Đường Tuấn lắc đầu, kiên quyết nói. Tôi sẽ trả lại. Lý Ngọc Mai bất đắc dĩ, đành phải thôi, không nói thêm nữa. Sau khi tiến Lý Ngọc Mai về, đường Tuấn dọn dẹp lại ký túc xá có hơi bừa bộn, lúc này mới giống chỗ cho người ở. May là từ nhỏ anh đã đi theo ông cụ đường, năng lực tự lo liệu cho bản thân vẫn phải có. Chờ đến khi làm xong mọi việc, cũng đã hơn 6 giờ tối. Buổi tối thời tiết ở thành phố Vinh mát mẻ hơn nhiều, Ký túc xá nhân viên ở bên canh một con đường nhỏ, có vài cặp đôi hoặc tốp 5 tốp 3 các nhóm bạn rủ nhau ra ngoài. Bụng phát ra tiếng kêu ủng ục, trên mặt đường Tuấn lộ ra nụ cười khổ. Mặc dù anh không hiểu thấu lý do tu luyện chân khí, nhưng Trung Quy cũng không phải những nhân vật thần tiên đã tích cốc kia. Nhà ăn Đại học thành phố Vinh, chỉ có lác đác vài người đang vùi đầu ăn cơm. Cơm ở canteen, đồ ăn tuy rẻ nhưng lại không ngon lắm đa số sinh viên có điều kiện đều tình nguyện bỏ ra vài chục nghìn gọi thức ăn ngoài. Bên một chiếc bài dài hẹp, có năm sáu nam sinh đang ngồi, bọn họ thấp giọng buôn chuyện. Nghe nói gì chưa, hôm nay Lý Ngọc Mai chờ một thằng đến trường đấy. Vậy thì đã là gì, tao còn nghe nói Lý Ngọc Mai mang theo gã kia đến ký túc xá, nghe nói là ở trỏng đúng hai tiếng, đoán chừng là việc gì cần làm cũng làm xong miệng nó rồi. Ôi, nữ thần của tao xa đọa rồi. Rốt cuộc thì cha nào lợi hại dữ vậy, câu được cả hoa khôi trường mình. Khửa khửa, vấn đề này đoán chừng có người còn muốn biết hơn mày ý. Tao nghe nói Tề Hưng bên kinh tế sắp phát điên rồi kìa, đi khắp nơi tìm người. Còn tuyên bố là nếu bắt được, nó muốn băm thằng kia cho cá ăn. Xem ra sắp có trò hay để xem rồi. Đại học Vinh này ai chẳng biết Tề Hưng đã theo đuổi Lý Ngọc Mai nhiều năm rồi, lại dám cùng Tề đại thiếu tranh gái, không biết đầu thằng kia nghĩ gì luôn. Ai biết được, nhưng mà có thể cưa được loại con gái như Lý Ngọc Mai, hắc hắc, có chết làm quỷ cũng phong lưu nha mày. Mấy người nói chuyện, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, không hề phát hiện ra những lời này đã lọt hết vào tai Đường Tuấn đang cúi đầu ăn cơm ở cách đó không xa. Bọn họ càng không thể ngờ được, Đường Tuấn chính là gã đã cưa được Lý Ngọc Mai trong miệng bọn họ. Xem ra cô nhóc này rất được hoan nghênh đây. Đường Tuấn tự giễu cười một tiếng bây giờ anh thật sự có cảm giác tắm bằng ô mô cũng không tẩy sạch được vì lý ngọc mai anh đã trở thành kẻ thù của rất nhiều nam sinh đại học vinh mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng đường tuấn cũng không muốn giải thích với người khác mấy chuyện thế này vốn là càng giải thích càng không rõ ràng mà bây giờ thời gian đối với anh chính là thứ quý giá nhất anh không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện thế này cơm nước xong xuôi sau khi rời khỏi nhà ăn đường tuấn lại không vội về ký túc xá cư như vậy, một mình đi dạo trong sân trường. Nhắc đến thì anh chưa từng tiếp nhận giáo dục chính quy. Ngoại trừ vỡ lòng biết chữ là ông cụ đường mời người đến dạy, những thứ khác cơ bản thì đều do ông và cha mẹ dạy bảo anh. Vừa nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại ông nội vừa hiền lành lại vừa nghiêm khắc, sát ý trong lòng anh liên tiếp xuất hiện. Nhà họ đường khổng lồ như vậy lại sụp đổ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, nếu như nói phía sau không có ai thao túng, nói thế nào anh cũng không tin đi dạo trong trường một lúc, tìm tòi kỹ càng một vài chỗ xong anh mới quay về ký túc xá. Đáng nói là ký túc xá của anh cách chung cư mini của Lý Ngọc Lan không tính là quá xa, đi khoảng 2 phút là đến. Trường 8 Tề Hưng đến điều tra. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đường Tuấn đã thức giấc. Vệ sinh đơn giản, đường Tuấn liền mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái đi ra ngoài. Dọc theo cầu thang trèo lên, nhẹ nhàng như một con mèo, im lặng tiếp đất anh nhanh chóng đi đến tầng cao nhất, cái khóa gì xét bị anh nhẹ nhàng vặn xuống. Tòa ký túc xá nhân viên này có tổng cộng 13 tầng lầu, có thể nói là tòa nhà cao nhất trong Đại học Thành phố Vinh. Tìm một vị trí quay về phía đông, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt đường Tuấn không buồn không vui, điều chỉnh nhịp tim và hô hấp của mình. Cứ như vậy, đường Tuấn đợi khoảng 10 phút thì chân trời phía đông đột nhiên nhảy ra một vòng tử khí mà mắt thường khó mà nhìn thấy được. Đường Tuấn bỗng chốc mở mắt, bờ môi khẽ nhếch, làm ra động tác hút vào phòng tử khí kia giống như bị thứ gì đó hấp dẫn phóng tới chỗ của đường tuấn uyển chuyển linh động như một con rắn nhỏ tử khí bị đường tuấn hút vào trong miệng lại trải qua chân khí trong cơ thể dẫn đạo luyện hóa cuối cùng hóa thành một phần chân khí trong cơ thể anh chờ đến khi làm xong những việc này đã qua hơn nửa tiếng cảm nhận được chân khí bên trong cơ thể tăng trưởng được thêm một chút trên mặt đường tuấn lộ rõ ý cười siết chặt nắm đấm lập tức phát ra những âm thanh lốp bốp cách hô hấp thổ nạp này là do anh vô tình tìm được trong cuốn Bút ký đường ra. Lúc đầu chỉ là các phương pháp rèn luyện, bài tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh mà tổ tiên nhà họ đường tùy tiện ghi chép lại. Nhưng cách đây không lâu, anh chạy trốn khỏi nhà họ đường, nhờ trời run rủi, thế mà lại luyện ra được một sợi chân khí. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cho dù thế nào, sợi chân khí này cũng cho đường tuấn vốn liếng báo thủ và lòng tin. Anh lờ mờ cảm nhận được, nếu như mình có thể tu luyện chân khí đến mức lớn mạnh hùng hậu, có lẽ sẽ thu hoạch được những thứ không thể tưởng tượng được. Đường Quốc Hoa, có phải là tôi nên cảm ơn ông cho tử tế không? Đường Tuấn nhìn về mặt trời mới lên đỏ rực phía chân trời xa xôi, trên gương mặt thanh tú nở rộ nụ cười tàn nhẫn. Sau khi ăn sáng xong, Đường Tuấn vẫn luôn đợi ở ký túc xá. Bây giờ ký túc xá chỉ có một mình anh, ngược lại rất thích hợp để tu luyện đồng thời anh cũng đang nghiền ngẫm lại tính toán của mình. Hôm nay anh tay trắng không còn gì, muốn dựa vào bản thân để vặn đổ đường quốc hoa, nếu không tính toán cẩn thận, không thì khác gì người sai nói nhảm. Gần đến trưa, cửa phòng đường Tuấn lại bị gõ vang. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, hôm qua anh mới tới đại học Vinh, trước mắt chỉ quen biết với mỗi Lý Ngọc Mai, chẳng lẽ lại là cô nhóc kia. Ôm theo chút ngờ vực, đường Tuấn đờ mở cửa. Người đến không phải là Lý Ngọc Mai, mà là một nam sinh lớn lên có chút đẹp trai, tuổi chừng 20, kiểu tóc đánh rối, ngũ quan giống như đao tước, cảm giác cực kỳ góc cạnh. Thân hình hơi cơ bắp, hai cánh tay lộ ra còn to hơn đường tuấn mấy phần, lại phối hợp với chiều cao gần 1m9, đúng là rất có sức uy hiếp. Anh là ai? Đường Tuấn hỏi, anh không nhận ra người con trai này. Chàng trai nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóc, đưa tay về phía đường Tuấn, nói. Tôi là Tề Hưng tề hưng à đường tuấn thấy cái tên này khá quen tai nghĩ nghĩ một lát cuối cùng cũng nhớ ra là ai đây không phải là cái tên hôm qua anh mới nghe được từ trong miệng mấy nam sinh khác đó sao hình như là người theo đuổi lý ngọc mai mạnh mẽ nhất nhưng anh ta đến tìm mình làm gì đường tuấn bắt tay với tề hưng hai người đều không có ý âm thầm phân cao thấp đơn giản là nắm một chút liền buông ra không có ý định mời tôi vào à tề hưng cười nói biểu hiện của tề hưng khá ôn tồn lễ độ giống như hai người bạn đã lâu không gặp cực kỳ thân mật đường tuấn nghiêng người để tề hưng đi vào rồi mới đóng cửa lại anh tên đường tuấn đúng không nhỉ sau khi tề hưng tiến vào tự nhiên ngồi xuống sofa ngẩng đầu đánh giá đường tuấn giống như anh ta mới chính là chủ nhân của căn phòng này mà đường tuấn chỉ là khách ghé chơi anh ta nhìn đường tuấn vẻ mặt bình tĩnh nói tiếp tôi không chỉ biết anh tên là đường tuấn mà còn biết anh đã cứu mạng ông Lý, hơn nữa còn đánh cho gã long đen kia một trận. Mặc dù giọng nói của Tề Hưng cực kỳ bình tĩnh, nhưng ngữ điệu lại có một loại ăn trên ngồi trước, giống như cấp trên đang nói chuyện với thuộc hạ. Đó là một tên nhóc nội tâm rất kiêu ngạo. Anh điều tra tôi. Trong mắt Đường Tuấn hiện lên cảm xúc lạnh lẽo, nói. Tề Hưng không vì biểu cảm của Đường Tuấn mà sợ hãi, ngược lại còn cười nói. Điều tra, không thể nói vậy, ở thành phố Vinh này, chỉ cần tề hưng tôi muốn biết còn chưa có gì giấu được tôi đâu anh ta chỉ vào đường tuấn nói anh cũng vậy đường tuấn nhìn xuống tề hưng hỏi anh đến tìm tôi làm gì tề hưng cười cười không cần căng thẳng nếu như tôi thật sự muốn làm gì anh ít nhất cũng có cả trăm cách ha ha hôm nay tôi tới tìm anh chỉ là muốn nói chuyện vài câu thôi đường tuấn im lặng chờ đợi tề hưng nói tiếp nghe nói hôm qua anh đợi trong phòng của Lý Ngọc Mai hơn 2 tiếng. Nói cho tôi biết, các người đã làm gì trong đó. Tề Hưng lạnh nhạt nói. Đến ngay cả chữ, mong, anh ta cũng không nói, không giống hỏi thăm, ngược lại thì giống như đang ép hỏi. Đường Tuấn nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống. Xem ra thằng nhóc này chỉ vì mình tiếp cận Lý Ngọc Mai nên mới mỏ đến. Anh mỉm cười nhìn Tề Hưng, nói. Ha ha, không phải anh vừa mới nói chỉ cần anh muốn không chuyện gì ở thành phố vinh mà anh không biết không ai có thể giấu giếm được anh à vậy anh còn đến hỏi tôi làm gì tề hưng sướng sờ trong lòng có hơi tức giận nói nói cho tôi biết đường tuấn kéo một cái ghế rồi ngồi xuống nói tại sao tôi phải nói cho anh biết anh muốn biết thì đến hỏi ngọc mai không tốt hơn à anh cố ý bỏ bớt đi chữ lý để nghe hai chữ ngọc mai có vẻ thân mật hơn một chút Quả nhiên, sau khi Tề Hưng nghe xong, trong đôi mắt lướt qua một thoáng rét lạnh. Hôm qua khi biết Lý Ngọc Mai chờ một người đàn ông xa lạ vào Đại học Vinh, anh ta lập tức đứng ngồi không yên, cố ý cho người điều tra Đường Tuấn. Kết quả điều tra đã làm cho anh hơi hơi yên tâm, nhưng Đường Tuấn cùng Lý Ngọc Mai ở riêng với nhau suốt hai tiếng đồng hồ, giống như một cái gai kẹt cứng trong cổ họng Tề Hưng. Lý Ngọc Mai giữ mình trong sạch, đừng nói là căn chung cư mini kia, đến ngay cả chiếc bmw cũng chưa từng có người khác phái nào ngồi vào được đương nhiên tề hưng sẽ không đi hỏi lý ngọc mai cho nên sau khi nghĩ ngợi mấy lần thì đi tìm đường tuấn anh ta cho rằng chỉ cần nói ra thân phận của mình chắc chắn đường tuấn sẽ lập tức kể hết mọi chuyện ra không ngờ đối phương sẽ không biết tốt xấu như vậy tề hưng đáng giá đường tuấn bỗng nhiên cười nói tôi vốn còn thấy hơi lo lắng nhưng nhìn thấy thái độ này của anh tôi lại thấy yên tâm rồi Tề Hưng lướt nhìn căn phòng ký túc xá chưa đến 20 mét vuông, lại thấy bộ quần áo trên người Đường Tuấn còn chưa đến 700 nghìn. Ăn mặc còn không bằng vệ sĩ của anh ta, nên cười khẩy nói. Nếu không phải là anh đã từng cứu ông Lý, chỉ sợ là loại người như anh cả đời cũng không có cách nào lọt được vào trong mắt Ngọc Mai. Ngọc Mai làm sao có thể để ý đến anh được? Đường Tuấn nhún vai, vẻ mặt lơ đãng nói. Ha ha, anh ăn mặc ra dáng như thế, Ngọc Mai còn không ngứa mắt. Có lẽ cô ấy thích loại như tôi thì sao đối với tề hưng đường tuấn thật sự không có cảm tình gì cho nên cách nói chuyện cũng không tính là ôn tồn lễ độ câu nói này của đường tuấn giống như một con dao đâm vào tim tề hưng chuyện anh ta sợ nhất chính là những gì mà đường tuấn nói cho nên anh ta mới chạy đến chỗ đường tuấn để mong có được lời xác nhận từ rất nhiều năm trước một lần gặp lý ngọc mai anh ta đã coi cô như vật sở hữu riêng của mình quyết không cho bất kỳ kẻ nào động vào nếu không phải nhà họ Lý phía sau Lý Ngọc Mai có thực lực không thua kém gì nhà họ Tề, thì sợ là anh ta đã sớm dùng sức mạnh cưỡng ép cô. Đại thiếu gia nhà họ Tề như anh ta muốn thứ gì thì nhất định phải có được. Vẻ mặt Tề Hưng đột nhiên trở nên hơi hung ác, nói: "Anh biết tôi là ai không?" Đường Tuấn cười cười, "Đại thiếu gia nhà họ Tề, mấy ngày nay, Đường Tuấn thông qua rất nhiều con đường, đã biết được một số tin tức liên quan đến những gia tộc đứng đầu thành phố Vinh." Trong đó, trói mắt nhất là gia tộc lớn, bao gồm nhà họ Lý, nhà họ Tề và nhà họ Diệp. Sản nghiệp của ba nhà chiếm đến sáu, bảy phần 10 toàn bộ nền kinh tế của thành phố Vinh, đúng là đại gia tộc hàng thật giá thật. Nghĩ đến nhà họ Diệp, trong lòng đường Tuấn có hơi xúc động, vài cảm xúc khác thường cũng dâng lên. Nhưng mà, tâm tình này trong nháy mắt đã bị anh dứt bỏ. Trương Chín anh ta sẽ không dọn gạch chứ. Nụ cười của Tề Hưng có chút quỷ dị, nói. Nếu đã biết nhà họ tề, anh còn dám nói với tôi bằng cái giọng đấy, muốn chết à. Mấy năm nay, có không ít người theo đuổi Lý Ngọc Mai, đều bị anh ta đích thân dọa chạy, hoặc là thần không biết quỷ không hay biến mất. Tề Hưng nhìn đường Tuấn, nói. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là tôi cho anh một khoản tiền, anh lập tức biến khỏi thành phố Vinh cho tôi, cả đời không được xuất hiện bên cạnh Ngọc Mai. Hoặc là, ha ha, tôi cho người đưa anh đi tề hưng cảm thấy đường tuấn không có can đảm từ chối tề hưng ở trong mắt người bình thường chính là sự tồn tại cao không thể chạm tới chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn đáng tiếc người anh ta đụng phải lại là đường tuấn đường tuấn cười nhạt một tiếng nói thật sự uy phong ghê gớm luôn xem ra tôi chỉ có đồng ý với yêu cầu của anh ha anh biết là tốt rồi tề hưng hơi hơi đắc ý anh ta thấy đường tuấn không có sự lựa chọn nào khác anh ta muốn đem tất cả những người không an phận bên cạnh lý ngọc mai bóp chết trừ trong trứng người con gái kia chỉ có thể là của anh ta ánh mắt đường tuấn đột nhiên trở nên sắc bén nói nhưng mà con người tôi có cái tật ăn mềm không ăn cứng nếu anh nói chuyện tử tế với tôi nói không chừng tôi sẽ thật sự không lượn lờ quanh lý ngọc mai nữa đáng tiếc anh càng nói vậy ngược lại tôi càng cảm thấy có hứng thú với lý ngọc mai con gái rượu của lý quang huy dễ hiền nhà họ Lý, ai mà không muốn. Ý cười trên mặt tề hưng cứng đờ, giọng nói lạnh lùng. Chỉ bằng anh à, tôi biết nhà họ Lý sắp xếp cho anh công việc quản lý thư viện, vậy thì chắc anh phải biết vị trí của mình ở đó. Chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ như mắt mũi cũng phải nhờ nhà họ Lý mới có được, anh dựa vào cái gì mà tranh với tôi, dựa vào để tranh thắng tôi. Tề hưng nở nụ cười nghiền ngẫm nói, cười nhạo đường Tuấn không biết tự lượng sức mình. Đường Tuấn không hề kinh ngạc, nếu Tề Hưng đã điều tra mình, những chuyện này chắc hẳn là không gạt được anh ta. Còn thân phận sâu xa của anh, nhà họ Tề còn chưa đủ tư cách biết. Đường Tuấn nhìn Tề Hưng, nói. Vậy anh còn đến đây làm gì? Ra oai với tôi à? Tề Hưng nghẹn lời, anh biết hôm nay mình thật sự đến nhầm chỗ rồi. Từ lúc mới bắt đầu anh ta đã rơi vào thế bị động, quan trọng nhất là thằng nhãi đường Tuấn này căn bản là không thèm để ý đến thân phận đại thiếu gia nhà họ Tề của anh ta, Hoàn toàn là một thằng trẻ danh miệng còn hôi sữa, ngé con không sợ hổ. Đây chính là chỗ khiến Tề Hưng cảm thấy bực bội nhất. Tề Hưng đứng dậy, đi ra ngoài cửa, trước khi rời khỏi đây còn nói. Nếu anh đã cứng đầu như vậy, thế thì chúng ta cứ chờ mà xem. Hắc hắc, vị trí nhân viên quản lý thư viện cũng không dễ làm như vậy đâu. Đến lúc đó anh đừng có mà đến cầu xin tôi. Đường Tuấn xua tay, lười cùng thằng nhóc tự cao tự đại, không coi ai ra gì này tranh luận tiếp lúc này Tề Tuấn mới sập cửa rời đi. Xem ra ông nội nói không sai, phụ nữ xinh đẹp luôn có thể mang đến phiền phức. Đường Tuấn cười khổ nói. Chẳng qua, trong lòng anh cũng chẳng coi Tề Hưng ra gì, đừng nói là Tề Hưng, đến cả nhà họ Tề Anh cũng chưa để vào mắt. Nhà họ Tề mặc dù được cho là hàng đầu ở thành phố Vinh, nhưng so sánh với loại quái vật khổng lồ như hà họ đường, chỉ có thể coi là chó con mèo con. Mục tiêu của anh là nhà họ đường, y thánh thế gia sừng sững mấy trăm năm ở Hoa Hạ, chứ không phải nhà họ Tề ở thành phố Vinh. Đường Tuấn biết thằng nhãi Tề Hưng này nhất định sẽ âm thầm dở trò với mình, nhưng không nghĩ anh ta lại ra tay nhanh như vậy. Ngày thứ hai, sau khi anh ăn sáng ở căn tin xong, thì canh đúng giờ đi đến thư viện. Anh Trương, người phụ trách thư viện đã thay đổi thái độ nhiệt tình lúc trước, chỉ vào bảy tám đống sách chồng chất lên nhau, nói. Tiểu đường, công việc sáng nay của cậu là đem đống sách này trả về đúng giá sách quy định. Đường Tuấn nhìn sơ những đống sách kia, ít nhất cũng phải hai ba trăm cuốn, lại còn phân loại lộn xộn từ văn học, xã hội đến triết học, có vài thứ còn để ở mấy tầng khác nhau, giải rác đủ năm tầng lầu của thư viện. Muốn đem toàn bộ số sách vở này để về vị trí cũ, đừng nói tới trưa, mà đến cả ngày cũng không xong được. Rõ ràng là anh Trương này đang cố ý gây phiền phức cho anh. Đường Tuấn hỏi, chỉ có một mình tôi anh trương có hơi khó nói đúng thế những người khác còn có việc rất quan trọng chỉ có thể làm phiền cậu cố gắng làm xong trước giờ ăn trưa anh biết thời gian có hơi gấp gáp nhưng người tài luôn có nhiều việc để làm mà thanh niên rèn luyện nhiều một chút thì tốt hơn trong lòng đường tuấn cười lạnh anh vừa thấy mấy người kia đang nghịch máy tính anh nhìn anh trương nói nhưng nhiều sách quá lỡ em không làm xong thì sao trong lòng anh Trương thấy hơi đắc ý, nghe vậy, trên mặt lại vờ vịt là đang giải quyết việc chung, nói. Vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể trừ lương cậu thôi. Cái này cũng coi như một bài kiểm tra với cậu, nếu như ngay cả một việc nhỏ như vậy cũng không làm được, thì sợ là cậu không đảm nhiệm được công việc ở đây đâu. Là tề hương sai anh làm như vậy à? Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Cái gì cơ? Anh Trương sướng sờ, thất thanh nói xem ra chắc là Tề Hưng đã cho anh không ít chỗ tốt đây. Đường Tuấn nói tiếp, anh Trương trong lòng cảm thấy xấu hổ, chỉ vào Đường Tuấn nói, cậu sao lại ngậm máu phun người thế hả? Tôi chỉ sắp xếp công việc cho cậu, liên quan gì đến cậu Tề? Hừ, nếu không phải nể mặt nhà họ Lý, loại danh con muốn năng lực không có năng lực, muốn bằng cấp không có bằng cấp, vị trí này đến lượt cậu chắc. Buổi nhận được điện thoại của Tề Hưng, bảo gã ngáng chân Đường Tuấn lúc đầu gã còn có hơi do dự, nhưng dưới sự hứa hẹn sẽ cho rất nhiều chỗ tốt của Tề Hưng, sự do dự của gã cũng chỉ kéo dài không đến 10 giây đồng hồ. Vốn đang có chút áy náy với Đường Tuấn, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, Đường Tuấn lại nói ra mấy câu làm gã vừa xấu hổ vừa khó xử. Phần áy náy kia trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Thằng nhãi không biết điều này, không biết là có một số chuyện để trong lòng thì sẽ tốt hơn à. Trong lòng anh Trương thầm oán hận. Lúc này, những người khác cũng đã dừng công việc trên tay lại hài hước nhìn đường tuấn một bà cô có dáng vẻ mập mạp khuyên nhủ tôi nói này tiểu đường thật ra anh trương không có ý gì khác đâu chủ yếu là muốn rèn luyện năng lực cho người mới thôi với lại tất cả mọi người đều đang bận chuyện đợi chúng tôi làm xong tự nhiên sẽ giúp cậu bận việc đường tuấn cười lạnh sau đó chỉ vào máy tính phía sau người phụ nữ nói chơi bài trên máy tính cũng gọi là bận việc à anh lại chỉ về hướng một người khác. Xem phim trên máy tính cũng coi là bận việc à. Thư viện cũng chỉ có 7-8 nhân viên, theo từng cái máy tính đường Tuấn chỉ qua, sắc mặt mỗi người đều hiện đầy vẻ kinh ngạc, đặc biệt là người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang xem phim hành động, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt trướng thành màu gan heo. Nhưng sau việc này, trong đầu tất cả mọi người đều có chung một nghi vấn. Máy tính của họ để quay lưng về phía đường Tuấn, tại sao thằng nhóc này lại biết họ đang làm gì trên đó. Đường Tuấn thấy phản ứng của bọn họ, trong lòng âm thầm cười nhạt. Sau khi luyện được chân khí, thính lực, thị lực của anh đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, những việc này căn bản là không thể gạt được anh. Hừ, chuyện người khác còn chưa đến lượt cậu quản, sáng nay nếu không sắp xếp xong chỗ sách này về vị trí cũ, buổi trưa cậu cũng đừng nghĩ đến việc đi ăn cơm, chuẩn bị ăn đồ thừa của người khác đi. Anh Trương cười lạnh nói gã thầm nghĩ nhãi danh cỡ mày cũng muốn đấu với tao hả xem tao có trừ sạch lưng của mày hay không ai bảo cái thằng không quyền không thế như mày mà cũng dám đắc tội với cậu tề trong lòng những người khác cũng mừng thầm bày ra vẻ chuẩn bị xem kịch vui lời nói vừa rồi của đường tuấn không để lại tí thể diện nào cho bọn họ đương nhiên bọn họ cũng muốn coi đường tuấn như con khỉ mà chơi đùa đường tuấn lười nhìn đám tiểu nhân bợ đỡ này đi đến phía trước một chồng sách sau đó ôm lên đặt ở một bên xe đã chuẩn bị trước. Động tác thành thạo giống như đã từng làm vô số lần. Một chồng sách còn cao hơn cả người trưởng thành thế mà bị anh tùy tiện ôm lên, mà còn không rơi một cuốn nào. Cả đám người, bao gồm cả anh Trương ở trong đó đều há hốc mồm không nói ra lời, trong lòng nghĩ thầm. Con hàng này lúc trước không phải là nhân công bốc xếp gạch đấy chứ. Chờ đến khi đường Tuấn đẩy chiếc xe chất đầy sách vở kia đi, bọn người anh Trương mới hồi thần lại. Anh Trương, nó có thể chuyển thì sao chứ? Đống sách kia cũng không được sắp xếp, chỉ cần chạy đi chạy lại mấy tầng lầu cũng đủ mệt chết nó, anh cứ thoải mái đi. Người phụ nữ trung niên mập mạp nói. Lúc này anh Trương mới hơi hơi yên tâm, nghĩ xem sau này phải dùng cách nào để chỉnh chết đường Tuấn. Đường Tuấn đẩy một xe đầy ụ sách, ánh mắt quét qua một lượt, lập tức ghi nhớ hết tựa sách cùng số thứ tự vào trong đầu. Từ khi chào đời đến nay, anh đã có bản lĩnh đã gặp là không quên, nếu không làm sao mà học được hết đống y thư khổng lồ của nhà họ Đường. Chỉ thấy Đường Tuấn đẩy chiếc xe kia đi giữa những kệ sách, nhìn lướt qua bốn phía, sau khi phát hiện không có người, anh mới âm thầm phát động chân khí trong cơ thể, sau đó từng cuốn từng cuốn sách trong xe tự động bay lên, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang cầm lấy chúng, nhét về vị trí vốn có của chúng. Anh nhàn nhã đi lại qua từng giá sách trong tầng lầu, sau đó số sách trên xe đã ít đi hơn một nửa. Vậy mà đến ngay cả ngón tay anh còn chưa động đậy. May mà lúc này thư viện không có sinh viên, nếu không một màn này cũng đủ để Đường Tuấn trở thành một trong 10 tin tức kỳ lạ nhất ở Đại học Vinh. Vẻ mặt Đường Tuấn bình tĩnh làm việc, thủ đoạn các không thu vật này chẳng qua chỉ là ứng dụng cơ bản nhất của chân khí mà thôi. Mặc dù chân khí trong cơ thể anh cũng không mấy hùng hồn, không có cách nào rời núi lấp biển giống như mấy tiên nhân trong phim, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt như trả sách này thì vẫn thừa sức làm chương 10 thiên nữ tán hoa. Một xe đầy sách, khoảng chừng mấy chục cuốn, người khác có thể phải mất 3-40 phút mới sắp xếp xong. Nhưng đường Tuấn thì ngay cả 10 phút đồng hồ cũng chưa đến đã làm xong, mà tuyệt đối chưa từng xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Nếu để cho anh Trương kia biết, không biết là sẽ có cảm thưởng thế nào đâu. Đường Tuấn tìm một chỗ ngồi xuống, để chiếc xe đẩy nhỏ đã trống trơn ở bên cạnh. Anh chuẩn bị nghỉ ngơi một lát mới xuống lấy thêm sách nếu không, để bọn người anh Trương Sinh Nhi thì sẽ không hay. Trong tay anh cầm mấy cuốn sách liên quan đến Trung Y, đây là lúc nãy anh thuận tay rút trên giá xuống, thừa dịp nghỉ ngơi thì tranh thủ lật xem vài trang. Lại nói, tuy đường Tuấn học y từ nhỏ, đọc không ít y thư, nhưng những thứ anh xem cơ bản là đều là một ít cổ tích quý giá mà ông đường cất giữ. Đối với những sách thuốc được xuất bản bên ngoài thế này thì chưa từng tiếp xúc qua, tự nhiên không khỏi có chút tò mò. Lật xem một lát, lông mày đường Tuấn hơi nhíu lại. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao từ xưa đến nay ông nội không để anh đọc những cuốn sách xuất bản hiện đại này. Những cuốn sách thuốc này nhìn cực kỳ nặng nề, nhưng bên trong lại rất ít hình minh họa cây cỏ, cơ bản là đều nói về một ít thứ lộn xộn vô dụng, có nhiều chỗ, ngay cả tác giả cũng không có cách nào tự giải thích, nên cứ viết qua loa rồi lướt qua, không có tí trách nhiệm nào. Những sách cổ về y dược mà nhà họ đường cất giữa thì không giống vậy, thậm chí trong đó còn có rất nhiều sách thuốc cổ đã thất truyền, mỗi một bản nếu thả ra ngoài đấu giá đều đủ để thu về cái giá trên trời. Đứng trên vai gã khổng lồ họ Đường, đám sách vở được xuất bản bên ngoài này rơi vào mắt Đường Tuấn thì chẳng khác gì một người học toán cao cấp rồi quay lại giải mấy bài toán tiểu học đơn giản không có gì thú vị. Ha ha, chàng trai trẻ, thích kỹ thuật truyền thống à. Đúng lúc này, giọng nói mang theo ý cười bỗng nhiên vang lên ở ngay bên cạnh Đường Tuấn trong lòng đường tuấn kinh hãi không nhỏ vừa rồi anh ngồi đọc quá nhập tâm thế mà lại không phát hiện có người đến gần mình anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một ông cụ mặc đường trang mái tóc bạc trắng đang chắp tay sau lưng vẻ mặt đầy nét cười nhìn mình đường tuấn tranh thủ thời gian khép cuốn sách trong tay lại chào ông ạ à. ông lão gật đầu trong mắt mang theo vài phần chờ mong hỏi chàng trai trẻ cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy cậu thích trung y à Đường Tuấn cười cười gật đầu, nhà họ Đường là y thánh thế gia thừa truyền gần 200 năm tinh hoa ở Hoa Hạ, là gia đình có truyền thống học hành. Trong sự hun đúc từ nhỏ, anh đối với Trung y sao chỉ dùng hai ưa thích để hình dung được. Có thể nói, Trung y đã hòa tan trong huyết dịch của anh, trở thành một phần thân thể anh. Ông lão nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn một lát, cười nói: "Ha ha, bây giờ không có nhiều người trẻ tuổi yêu thích Trung y." Ánh mắt ông rơi vào cuốn sách Đường Tuấn đó là một cuốn sách liên quan đến châm cứu trong lòng ông khẽ rung động bỗng nhiên sinh ra ý muốn kiểm tra hỏi khi nào dùng chín dương khi nào dùng sáu âm vẻ mặt đường tuấn trở nên nghiêm túc hơn mấy phần nói từ từ đến buổi trưa trái hành vi bổ từ buổi trưa đến tử phải hành vi tiết xoay trái dùng chín dương rẽ phải dùng sáu âm ông lão vuốt râu mà cười ý tán thưởng trong mắt phát ra càng nồng đậm Câu hỏi vừa rồi của ông cũng không phải là kiến thức trong cuốn sách mà Đường Tuấn cầm. Nhưng chàng trai trước mắt lại có thể nói ra không một chút do dự, có thể thấy được cậu ta thật sự rất có hứng thú với Trung Y, cũng đã hao tốn sức lực thời gian đi tìm hiểu nghiên cứu, đọc lướt qua khá rộng. Nghĩ tới những việc này, ông lại hỏi thêm một vấn đề khác. Hai người một hỏi một trả lời, gần như là không có bất kỳ sự do dự ngừng lại nào. Vấn đề ông lão hỏi càng lúc càng tối nghĩa, phạm vi cũng mở rộng rất nhiều, từ châm cứu đến bốn cách xem bệnh là vọng văn vấn thiết, cuối cùng, thậm chí ngay cả kiến thức xoa bóp, nhổ bẻ cũng dính đến. Ông lão càng hỏi càng kinh ngạc, có một vài vấn đề là do ông cố ý làm khó, nhưng Đường Tuấn đến mắt cũng không thèm chớp đã nhẹ nhàng trả lời được rồi. Phải biết là vài vị tiến sĩ trung y dưới tay ông cũng không thể dễ dàng tùy ý giải đáp như chàng trai trẻ này đâu. Liêu tục hỏi mười mấy vấn đề xong, ánh mắt ông lão nhìn về phía Đường Tuấn trở nên nóng rực. Nhân tài đây tuyệt đối là một nhân tài. Đường Tuấn nhìn ông lão, trên mặt là biểu cảm bình tĩnh đến cực điểm, giống như đây là những chuyện đương nhiên. Anh có bản lĩnh đã đọc qua thì sẽ không quên, sách thuốc ở nhà họ đường đã sớm bị anh đọc hết. Vào hai năm trước, ông đường, ông nội của anh đã từng nói rằng kiến thức trung y của Đường Tuấn đã vượt qua cả ông, khuyết điểm duy nhất chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Phải biết rằng, ông nội của anh được xưng là nhất đại thần y của Hoa Hạ, đến ngay cả ông cũng nói vậy, có thể thấy đường Tuấn lợi hại đến mức nào. Ông lão im lặng một lát, hơi nén sự kích động trong lòng xuống, nói. Không biết anh bạn nhỏ đang học ở học viện nào, có hứng thú theo ông học y không? Người tài giỏi như vậy nhất định phải kéo về dưới chướng mình, nói không chừng tương lai còn có thể kế thừa y bát của ông, đem mấy ngón bản lĩnh của ông thừa truyền tiếp. Đường Tuấn sững sờ, lắc đầu nói. Thật xin lỗi, ông lão không ngờ đường Tuấn sẽ từ chối mình, có chút giật mình bình thường có không biết bao nhiêu người trăm phương nghìn kế muốn đi theo ông học y, nhưng hôm nay ông lại bị người ta từ chối. Tại sao, chẳng lẽ cậu cảm thấy ông già này không xứng để dạy cậu à? Ông lão cười cười hỏi. Câu nói này của ông vốn là một câu đùa giỡn, không nghĩ tới vậy mà đường Tuấn lại gật đầu, ngạo nghễ nói. Ông không dạy được cháu. Sắc mặt ông lão cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Vừa rồi ông gặp chuyện vui, mới có thể muốn nhận chàng trai trước mắt làm học trò, thật không ngờ lại bị đối phương nhục nhã như vậy. Ha ha, cậu bạn nhỏ, cậu phải biết, hiểu là một chuyện nhưng làm như thế nào lại là một chuyện khác. Tri thức và thực hành phải thống nhất, mới có thể đạt được thành tựu trên con đường trung y. Ông lão trầm giọng nói, giọng điệu mang theo ý dạy dỗ. Nếu chỉ dựa vào học thuộc lòng đã có thể trở thành một thế hệ danh y, vậy thì danh y hiện nay không khỏi quá mất giá. Đường Tuấn cười nhẹ một tiếng, nói. Cháu biết, thế nhưng lão tiên sinh, ông thật sự không dạy được cháu. Hừ, cậu bạn nhỏ, cậu quá cuồng vọng rồi. Tôi hành y đã gần 40 năm, số bệnh nhân tôi đã trị liệu sợ là còn nhiều hơn số người cậu đã từng gặp. Ông lão lạnh lùng nói. Đường Tuấn thở dài, nhìn thời gian, lằng nhằng với ông lão đã gần một tiếng đồng hồ, nếu còn tiếp tục dây dưa, chỉ sợ là buổi trưa anh khỏi ăn cơm thật luôn quá. Anh hỏi. Trên người ông có mang ngân châm không ạ? À? Ông lão không biết Đường Tuấn muốn làm gì, nhưng vẫn lấy ra một hộp ngân châm. Ông nhìn kỹ nhé. Đường Tuấn nhanh chóng dùng rượu sát trùng tiêu độc cho ngân châm, sau đó ánh mắt sáng tỏ, nhìn sát vào ông lão, chậm rãi nói. "Thầy thuốc khó tự chữa trị, sắc mặt ông hồng hào, nhưng can hỏa có chút vượng quá, chắc là đang có điều gì phiền lòng. Nếu như khai thông muộn, sợ rằng sẽ tổn hại đến thân thể." Sắc mặt ông lão biến đổi, Gần đây đúng là ông đang có chuyện phiền lòng. Cho nên sáng sớm đã chạy đến thư viện, thử xem có thể tìm được biện pháp giải quyết hay không. Không đợi ông trả lời, chỉ thấy trong tay đường tuấn cầm liền một lúc 7 cây ngân châm đã tiêu độc. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của ông lão, 7 ngân châm kia đồng thời châm vào 7 huyệt vị trên người ông. Tiếp theo, ông lập tức cầm nhận được một luồng khí lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển trong cơ thể, lửa giận ban đầu ở trong lòng đã không từ chủ mà tiêu tan thiên nữ tán hoa. Ông lão nhìn phần đuôi đang rung nhẹ của bảy cây ngân châm, chợt nhớ tới điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thiên nữ tán hoa không phải là một loại võ công, mà là một phương pháp châm cứu đã bị thất truyền từ lâu. Y sinh bình thường khi châm cứu đều chỉ dùng một cây ngân châm, còn phải cực kỳ cẩn thận, dù sao huyện đạo có quan hệ trọng đại với cơ thể, không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có những chứng bệnh đặc biệt thì lại cần đến phương pháp châm cứu đặc thù, mà thiên nữ tán hoa là một trong số đó. Đường Tuấn rút ngân châm ra khỏi cơ thể ông lão, trả lại hộp đựng cho ông, nói. Bây giờ ông còn cho là mình có thể dạy cháu nữa không? Mặt mau của ông lão đỏ bừng, vừa rồi đường Tuấn còn chưa bắt mạch đã nhìn thấu cơ thể ông can hỏa quá vượt, lại thêm, châm kỹ, thiên nữ tán hoa như thần, có thể thấy anh không phải là chỉ biết hành binh trên giấy. Loại người này, ông thật sự không có gì đem ra dạy người ta được là ánh mắt lão già cổ hủ này vụng về. Ông lão xấu hổ cười một tiếng. "Mạo phạm rồi." Đường Tuấn nói, anh có ấn tượng không tệ với ông lão này, ngược lại còn có chút bội phục. Nếu không phải có những thế hệ đi trước này đau khổ kiên trì thủ vững trung y, nhà họ Đường cũng không có cách nào đứng sừng sững ở Hoa Hạ nhiều năm như vậy. Chờ đến khi bóng dáng Đường Tuấn biến mất ở trong thư viện, ông lão bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nói: "Cậu bạn nhỏ này đến cả thiên nữ tán hoa cũng biết." Nói không chừng có thể chữa khỏi quái bệnh của con nhóc Ngọc Nhu thì sao? Chỉ là không biết cậu ta là sinh viên học viện nào. 2. Chương 11 giáo sư thẩm. Đặt quyển sách cuối cùng lên giá sách, Đường Tuấn thoải mái duỗi lưng một cái, trên mặt nở nụ cười. Anh đã sử dụng chân khí được 3 giờ rồi, bây giờ khả năng khống chế chân khí của anh được tăng cường không ít. Tất nhiên không phải chân khí trong cơ thể Đường Tuấn rồi rào đến nỗi có thể để cho anh sử dụng liên tục 3 giờ mà không bị gián đoạn dù sao trong quá trình này anh cũng có nghỉ ngơi. Hơn nữa đấy chỉ là chuyện nhỏ như khống chế quyển sách bay về giá, cũng không hao phí quá nhiều chân khí. Lúc đường Tuấn đẩy xe về tầng 2 của thư viện thì mấy người anh Trương đã ngồi uống trà, còn đang thảo luận xem trưa nay nên đi đến chỗ nào để ăn cơm. Khi nhìn thấy xe đẩy trống rỗng của đường Tuấn, trên mặt mấy người họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh Trương đứng dậy, trầm giọng nói, Tuấn à, cậu đã đặt hết đống sách kia về chỗ cũ rồi sao? Đường Tuấn nhún nhún vai, lười nhác trả lời anh ta. Trong mắt anh Trương lóe lên sự tức giận, vậy mà tên nhóc này lại phách lối như thế, cậu ta còn không biết bản thân giờ đã là đàn em của anh ta sao? Nếu anh ta hỏi mà ngoan ngoãn trả lời một hai câu thì có khi anh ta có thể bỏ qua cho rồi. Tuấn à, mặc dù công việc trong thư viện không lớn nhưng cũng không thể làm qua loa được đâu. Cậu cũng đừng ăn bớt nguyên vật liệu, sắp xếp mấy cuốn sách lung tung rối loạn cả lên đến lúc đó học sinh không tìm được sách mong muốn thì mọi trách nhiệm cậu phải chịu hết đấy. Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt được chát một đống son phấn thật dày nói với giọng điệu nặng nề và mỉa mai. Người phụ nữ này là người phụ trách của thư viện, ngoài anh Trương ra thì bà ta là lớn nhất, tất cả mọi người đều gọi bà ta là chị Vương. Nếu không tin thì bà xuống kiểm tra đi, trước giờ đường tuấn nào đã phải chịu giọng điệu bực bội như vậy, anh đưa tay kéo một cái ghế ngồi xuống rồi tùy ý nói. Chị Vương nghe thấy thế vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, sau đó chỉ vào bàn làm việc của một nam một nữ nói, anh Lý, cô Vương, hai người các anh đi kiểm tra một chút đi. Tôi không hy vọng lại có một người ở đây làm hỏng thanh danh của thư viện này, biết chưa? Hai người kia hô, dạ, một tiếng rồi có chút đồng tình nhìn thoáng qua đường Tuấn, lại dám đắc tội cả anh Trương và chị Vương, chỉ sợ về sau tên nhóc này sẽ ăn không ít quả đắng đây. Nụ cười trên mặt chị Vương lại càng đậm, chỉ cần hai người kia tìm ra sai sót của Đường Tuấn dù chỉ là một quyển sách thì bà ta cũng phải giáo huấn cho tên nhóc nhà họ Đường này biết thế nào là tôn trọng cấp trên. 78 phút sau, anh Lý và cô Vương trở về, chỉ là cách hai người nhìn về phía Đường Tuấn có hơi khác lạ. Bọn họ xuống kiểm tra lại, nhưng dù có xem xét nhiều lần cũng không phát hiện ra một sai sót nào. Phải biết rằng cho dù là những người đã quen thuộc với công việc này thì thỉnh thoảng cũng sẽ mắc phải một hai sai lầm nào đó chứ nói gì đến lượng lớn sách mà Đường Tuấn xếp vào hôm nay. Thế nào, chị Vương trầm giọng nói. Lúc này anh Trương bên cạnh cũng rất nóng lòng, đã bày sẵn tư thế để dăn dậy Đường Tuấn rồi. Hai người anh lý liếc nhau, cười khổ nói, bọn tôi đã kiểm tra qua, Đường Tuấn để xếp đúng tất cả các vị trí, không để sai một bản nào cả. Một quyển cũng không sai, Chị Vương sừng sốt một chút, hỏi, không phải thằng nhóc này chỉ vừa mới nhận việc thôi sao, tại sao lại không phạm một sai lầm nào được chứ? Còn chưa kể đến số lượng sách cậu ta trở đi lớn như thế đâu. Anh Lý gật đầu, nói, đúng vậy, không sai lấy một quyển nào ạ. À? Anh Trương và chị Vương nghe vậy, trong lòng lại càng tức giận nhưng cuối cùng lại không có lý do để chúc ra, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm vào đường Tuấn, hận không thể ăn anh luôn vậy. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ trên hành lang truyền tới. Ôi, là giáo sư thẩm sao, ngài tới lúc nào vậy? Anh Trương nhanh chóng nhận ra người tới là ai? Anh ta từ ghế salon đứng lên, giọng nói cũng có vẻ cung kính, nói. Những người khác nghe thấy thế cũng đồng loạt đứng dậy đón tiếp, cúi người khom lưng chào hỏi. Lúc này đường Tuấn cũng nhìn thấy người tới kia, một thân trang phục cổ, mái tóc trắng bạc được trải tỉ mỉ cẩn thận, đúng là ông của anh gặp sáng nay hai mắt đối nhau ông cụ thấy đường tuấn đang ngồi trên ghế thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đẩy đám người chắn phía trước ra bước thấp bước cao nhanh chóng đi đến trước mặt đường tuấn trong giọng điệu tự nhiên lộ ra vẻ cung kính nói không ngờ tới còn có thể gặp lại anh bạn nhỏ ở đây đúng là duyên phận đường tuấn cười nhạt một tiếng anh làm việc trong thư viện này muốn không đụng mặt nhau cũng là một chuyện khó khăn mấy người anh trương cũng kịp phản ứng lại khẽ nhếch khóe miệng trong mắt đầy vẻ không dám tin thời gian trôi qua còn chưa hết nửa ngày mà tên nhóc này đã tạo được mối quan hệ với giáo sư thẩm rồi sao? Giáo sư thẩm, ngài đây là, chị Vương lên tiếng hỏi. Lúc này giáo sư thẩm được gặp lại đường Tuấn nên rất cao hứng, vuốt tròm dâu bạc trắng, nói, sáng nay tôi cùng với cậu nhóc này có thảo luận một số vấn đề của y học cổ truyền, trò chuyện rất vui vẻ. Kiến thức của cậu ta thật đáng để tôi phải cảm thấy xấu hổ. Mấy người nghe thấy thế thì giật mình bọn họ biết rất rõ công việc và địa vị của giáo sư thẩm sau khi nghỉ hưu ở trường đại học ông chính là một thầy thuốc nổi tiếng đến cả mấy học trường trong trường học nhìn thấy ông đều phải chào một tiếng giáo sư vậy mà bây giờ ông ấy lại nói ông cùng với tên họ đường đến công việc còn phải nhờ người giới thiệu cho này bàn luận về y học cổ truyền sao hơn nữa còn rất vui vẻ chuyện này thật không thể tin được giáo sư thẩm cũng không giải thích gì thêm hỏi tiếp cậu thanh niên này không biết cậu học ở học viện nào thế Lúc này trong đầu ông cụ cũng đã tính toán tốt, mặc kệ người trẻ tuổi này đang học ở nơi nào thì ông cũng phải dùng mọi cách đào anh về học viện y. Đây chính là cậu thanh niên với khả năng châm cứu, thiên nữ tán hoa, thiên tài đấy. Ông còn đang suy nghĩ làm sao để kết thân với anh rồi nhờ anh xem bệnh cho cháu gái của ông. Đường Tuấn lắc đầu nói, giáo sư thẩm, tôi tên là Đường Tuấn, tôi không phải là sinh viên Đại học Thành phố Vinh mà là nhân viên quản lý thư viện ở đây giáo sư thẩm nghe được đường tuấn gọi ông là giáo sư thì ra mặt ửng đỏ bởi vì đứng trước mặt cậu thanh niên này ông cũng không dám tự nhận mình là giáo sư nữa làm ông rất xấu hổ nhưng khi nghe đến câu sau của đường tuấn sắc mặt của ông biến đổi chỉ tay vào mấy người anh trương khiển trách nói các người đang làm gì vậy tại sao đường tuấn giỏi như thế lại để cho cậu ấy đi làm quản lý thư viện mấy người chứ chỉ cần tin tức đường Tuấn có thể châm cứu thiên nữ tán hoa thành công thôi cũng đủ để kéo bao nhiêu người hành nghề y học cổ truyền đến rồi. Nhưng một nhân tài như vậy lại đi làm một quản lý thư viện không có chút tiền đồ tương lai nào cả. Việc này làm sao giáo sư thẩm không tức giận cho được. Trong suy nghĩ của ông, nhất định là mấy người anh Trương này cố tình đè ép sự tài hoa của đường Tuấn xuống. Nếu không phải hôm nay ông trùng hợp gặp được thì chỉ sợ đã bỏ qua một viên ngọc thô chôn chân một đời trong cái thư viện này. Mấy người anh Trương với chị Vương đều câm như hến, trong lòng có khổ mà không dám nói. Không phải bọn họ muốn nhận anh vào nơi này làm việc, căn bản đây là người mà nhà họ Lý giới thiệu cho nên mới. Nhưng những lời này bọn họ cũng không dám nói. Dù là nhà họ Lý hay là giáo sư Thẩm, ai bọn họ cũng không thể đắc tội được. Bọn hắn lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn, thực sự nghĩ mãi mà không ra, tại sao một thằng nhóc thối ở trong mắt bọn họ lại được giáo sư Thẩm coi trọng như vậy? Vì từ trước đến nay dù giáo sư thẩm không dạy ở trường đại học nữa nhưng vẫn đặt kiến thức và nghiên cứu lên hàng đầu. Giáo sư thẩm tức giận đến sợi dâu cũng không ngừng run rẩy, chờ giáo huấn mấy người anh trương xong, ông mới quay người, vẻ mặt ôn hòa hơn rất nhiều, nói cậu thanh niên này, cậu đừng làm ở đây nữa, đi theo tôi vào học viện học tập đi, tôi sẽ bảo trường làm cho anh một giấy báo trúng tuyển đặc biệt, sẽ có thư giới thiệu trực tiếp của giáo sư. Mấy người anh trương nghe thế thì giật mình, ánh mắt nhìn vào đường Tuấn lại tràn đầy sự hâm mộ, bọn họ hận không thể thay Đường Tuấn đồng ý ngay lập tức địa vị của sinh viên và nhà giáo đại học thành phố Vinh này cao hơn bọn họ rất nhiều lần xem ra tên nhóc này đúng là dẫm phải vận cướp chó mà Đường Tuấn nghe vậy lại là lắc đầu nói tạm thời tôi chưa có dự định nào khác ánh mắt của anh đảo qua mấy người anh trương một câu hai ý nghĩa địa nói hơn nữa tôi còn cảm thấy công việc bây giờ cũng rất thích hợp với tôi bọn anh trương bị dọa đến nói không ra lời thằng nhóc này đúng là ngu ngốc Vậy mà lại không chấp lấy cơ hội này. Chỉ là nhìn vào mắt Đường Tuấn, trong lòng bọn họ đột nhiên lại xuất hiện dự cảm không tốt. Giáo sư Thẩm cũng sừng sốt một chút, nhưng dù sao ông cũng không phải người bình thường, cho nên rất nhanh đã tỉnh táo lại, nói, nếu đã vậy thì phụ thuộc vào ý kiến của anh đi. Nhưng bất cứ khi nào anh muốn đổi công việc thì cứ liên hệ với tôi. Trước giờ tôi đều rất quý người tài, tôi sẽ không để một nhân tài như anh bị lãng phí đâu. Đường Tuấn cười đồng ý. Giáo sư thẩm nói tiếp, không biết bây giờ anh có rảnh hay không. Tôi có chút chuyện phiền đến anh. Đường Tuấn nói, mặc dù tôi rất muốn giúp giáo sư nhưng bây giờ còn chưa tới thời gian tan làm, chủ nhiệm trương của tôi sẽ trừ tiền lương đó. Lần này không cần giáo sư thẩm lên tiếng, anh Trương đã kịp phản ứng lại, nói Tuấn à, cậu cứ đi với giáo sư thẩm đi, ở đây có mấy người chúng tôi là được rồi. Đường Tuấn cười lạnh nói, vậy tiền lương của tôi thì sao? Không sao không sao, tiền lương vẫn sẽ được gửi đầy đủ mà. Anh Trương vội vàng nói, đã lúc nào rồi làm sao anh ta trừ tiền lương đường Tuấn được chứ? Thế lực nhà họ tề lớn như vậy cũng không thể nhúng tay vào chuyện của Đại học Thành phố Vinh được. Nhưng giáo sư thẩm lại là một trường hợp khác, một câu nói cũng có thể quyết định xong việc của bọn họ. Không cần cân nhắc cũng biết nên giữ hay trừ rồi. Giáo sư thẩm hư lạnh một tiếng, nhìn mấy người anh Trương bằng ánh mắt không có thiện ý. Xem ra cậu nhóc này ở đây cũng đã chịu không ít thiệt thòi. Ha ha, giáo sư Thẩm nhìn thoáng qua anh Trương, làm cho trong lòng bọn họ run lên. Nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi." Đường Tuấn lười nhác nhìn lướt qua mấy người kia rồi nói. Giáo sư Thẩm khẽ gật đầu, đưa theo Đường Tuấn đi ra ngoài. Chỉ để lại mấy người đang trợn mắt há hốc mồm ở đằng sau. Chương 12 căn bệnh kỳ lạ trong một nhà hàng nhỏ của thành phố Vinh, giáo sư Thẩm để cho người ta xếp một căn phòng riêng an tĩnh, rồi gọi mấy món ăn. Lúc này giáo sư Thẩm mới lên tiếng, đầu tiên nên tự giới thiệu bản thân một chút. Giáo sư Thẩm, tên đầy đủ là Thẩm Dũng, là một giáo sư dạy y học cổ truyền của Học viện Y học Đại học Thành phố Vinh. Thẩm Dũng, lúc Đường Tuấn nghe thấy cái tên này cũng hơi giật mình một chút. Bây giờ anh cũng đang chuẩn bị cho việc vào Đại học Thành phố Vinh, cho nên với tình hình trong trường hai ngày nay anh cũng biết chút ít mặc dù người tên thẩm dũng này chỉ là một giáo sư của học viện y học nhưng danh tiếng của ông ở đại học thành phố vinh còn đứng ngang hàng với hiệu trưởng lâm trung nghĩa của trường bởi vì kiến thức về y học cổ truyền của ông rất thâm sâu không những thế ông còn có không ít học sinh bên trong hệ thống y tế của thành phố vinh này tất nhiên hiệu trưởng lâm trung nghĩa này cũng từng là học sinh của ông với tuổi đời và trình độ của ông thì đã sớm đến tuổi nghỉ hưu an dưỡng tuổi già từ lâu rồi nhưng ông lại kiên quyết muốn ở lại đây để truyền lại kiến thức và kinh nghiệm của mình cho thế hệ sau cho nên đến bây giờ ông vẫn đứng trên cương vị một người thầy dạy học và tiến hành nghiên cứu chuyện này cả đại học thành phố vinh đều biết đến hóa ra ông chính là giáo sư thẩm dũng sao trong giọng nói của đường tuấn mang vẻ kính trọng ông nội của anh ông cụ đường cũng là người như thế lúc nào cũng đặt hết tâm tư vào y học cổ truyền nên khi nhìn thấy thẩm dũng anh đều nhớ đến ông nội khụ khụ Bây giờ tôi đã già cả rồi, không xứng được anh gọi hai chữ giáo sư đâu. Anh cũng đừng làm khó tôi, gọi tôi là ông Thẩm được rồi." Sắc mặt giáo sư Thẩm đỏ lên, có chút xấu hổ nói. Đường Tuấn khẽ gật đầu, nói: "Ông Thẩm gọi tôi ra đây cũng không phải chỉ để ăn cơm chứ?" Thẩm Dũng nghe vậy, như nghĩ đến điều gì, trong mắt lộ ra chút bi thương, nói, nói ra cũng xấu hổ: "Lần này tôi tìm đến anh là muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện." Đường Tuấn nghe vậy cũng nghiêm túc lại, giọng nói cũng thêm mấy phần trịnh trọng, nói, mời nói, chỉ cần có thể giúp thì nhất định tôi sẽ giúp toàn lực. Thẩm Dũng nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói. Hóa ra cháu gái Thẩm Ngọc Nhu của Thẩm Dũng từ nhỏ đã gặp một căn bệnh kỳ lạ. Cứ cách một khoảng thời gian, nhiệt độ cơ thể trên người cô sẽ hạ xuống đến cực thấp, cả người như bị đông cứng vậy. Theo thời gian Thẩm Ngọc Nhu lớn lên, căn bệnh này cũng càng ngày càng nghiêm trọng, khoảng thời gian phát bệnh cũng cách nhau ngày một gần mà một khi phát bệnh cả người sẽ lạnh đến mức khó tin. Không biết Thẩm Dũng đã mất bao nhiêu tâm tư và công sức vì người cháu gái này, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Hôm nay được chứng kiến khả năng châm cứu thần kỳ của Đường Tuấn, ông muốn anh đến xem bệnh cho cháu gái. Vậy mà trên đời còn có căn bệnh kỳ lạ như thế này. Đường Tuấn suy tư, từ nhỏ anh đã đi theo ông nội, cũng gặp qua không ít chứng bệnh nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phải mấy triệu chứng này. Ai trên mặt Thẩm Dũng cũng mang vẻ bi thương, thở dài, nói: "Nửa năm trước tôi chuẩn bị đưa cháu gái đến nhà họ Đường, nhưng lại đột nhiên truyền đến tin ông cụ Đường đã mất. Chẳng lẽ đây là số phận đã định sẵn cho cháu gái tôi hay sao?" Ông Như nhớ ra gì đó, nói: "Anh cũng mang họ Đường, hơn nữa lại tài giỏi như vậy, không phải anh cũng là người nhà họ Đường chứ?" Đường Tuấn nghe vậy hơi giật mình, lắc đầu phủ nhận. Mặc dù nhìn Thẩm Dũng không giống người xấu nhưng lòng đề phòng người khác lại không thể không có được. Bây giờ, thân phận của anh vẫn chưa thể bại lộ. Mặc dù tôi không phải người của nhà họ Đường nhưng tôi có thể đến xem thử một chút." Đường Tuấn nhìn vào biểu cảm thương tâm của Thẩm Dũng, do dự nói. Hơn nữa đối với căn bệnh quái lạ này anh cũng rất có hứng thú. Thẩm Dũng vừa mới giúp anh, anh cũng cần trả lại phần ân nghĩa này. Thẩm Dũng nghe đến đây thì kích động lôi kéo tay của Đường Tuấn, Nói, nếu như anh có thể chữa khỏi cho Ngọc Nhu thì anh chính là ân nhân của nhà họ Thẩm chúng tôi. Tôi cũng không chắc nhưng có thể đi xem thử một chút." Đường Tuấn nói. Hai người ăn cơm xong thì rời khỏi nhà hàng, vừa đi ông vừa gọi điện thoại, không đến mấy phút sau đã có một chiếc Volkswagen màu bạc dừng trước mặt hai người họ, lái xe là một người đàn ông tầm 27, 28 tuổi. Thẩm Dũng ở giữa giới thiệu hai người với nhau. Người đàn ông là tên Trương Trị là học sinh tâm đắc nhất của giáo sư thẩm trước mắt đã là tiến sĩ của Đại học Thành phố Vinh này rồi. Trương chị thấy giáo sư thẩm giới thiệu Đường Tuấn cũng biết về y học, còn được thầy mình tán thưởng như vậy thì cũng không khỏi liếc mắt nhìn anh thêm mấy lần. Trên mặt Trương chị cũng lộ ra ý cười. Bây giờ những người trẻ tuổi tình nguyện học về y học cổ truyền không nhiều, cho nên anh ta chỉ cho rằng Đường Tuấn là học sinh mới của giáo sư thẩm, làm cho Trương chị sinh ra thiện cảm. Nửa giờ sau, xe đã dừng lại trước một biệt thự ở ngoại ô, thẩm dũng kéo trương chị lại dặn dò mấy câu rồi để cậu ta rời đi trước thẩm dũng dẫn đường tuấn vào trong biệt thự vừa bước vào đã có bảo mẫu đến đón ngọc nhu ở đâu vậy thẩm dũng hỏi bảo mẫu nói cô chủ đang phơi nắng ngoài ban công ạ thẩm dũng gật đầu mang đường tuấn đi đến hướng ban công xuyên qua phòng khách đường tuấn đã nhìn thấy một cô gái đang nằm phơi nắng trên ban công cô gái nằm trên một cái ghế mây trên người mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà Tóc dài rũ xuống, có mấy sợi còn rơi trên mặt đất. Lúc này đã vào tháng 7, còn là buổi chiều, nhiệt độ ngoài ban công lúc này cũng phải hơn 30 độ nhưng mà cô gái ấy vẫn nằm ở đó, mắt còn hơi nhắm lại, giống như đang hưởng thụ vậy. Tới gần thêm chút nữa, Đường Tuấn thậm chí còn có thể cảm giác được trong không khí xuất hiện từng tia từng tia khí lạnh, mà loại khí lạnh này khác biệt rất lớn với khí lạnh được tỏa ra từ điều hòa nó giống như có linh tính, muốn thẩm thấu qua da thịt con người để tiến vào bên trong chiếm hữu lấy cơ thể người khác vậy. Đường Tuấn còn nhạy bén cảm nhận được, nơi phát ra luồng khí lạnh này chính là cô gái đang nằm trên ghế mây kia. Lúc này anh cũng đã thấy rõ mặt của cô gái đang nằm. Gương mặt cô gái còn trắng hơn cả tuyết, ánh sáng chiếu xuống khiến cho người ta có cảm giác trong suốt mong manh không nói nên lời. Thậm chí, còn có thể nhìn rõ những mạch máu đằng sau lớp da đó. Cô gái cứ nằm lặng im như vậy, trông như một tiên nữ làm người ta không đành lòng quấy dày. Nghe được tiếng bước chân, hai mắt cô gái mở ra, trông thấy thẩm dũng thì hô ông nội. Nhưng đến khi nhìn thấy đường tuấn bên cạnh ông thì thân thể lại co rụt, có chút e ngại. Bởi vì mang trên người căn bệnh kỳ lạ này mà cô bé bị không ít người xung quanh kêu là quái vật, từ đó cô tỏ ra rất kháng cự khi tiếp xúc với người lạ. Không cần thẩm dũng giới thiệu, đường tuấn cũng biết búp bê trước mặt này chính là cháu gái thẩm ngọc nhu của ông. Trên mặt Thẩm Dũng lộ ra mấy phần ôn hòa, đi tới xoa đầu cháu gái, "Con cảm thấy thân thể sao rồi?" Thẩm Ngọc Nhu nói, "Đã tốt hơn nhiều rồi ạ. À. Phơi nắng rất dễ chịu." Chuyện nằm phơi nắng dưới cái nắng hơn 30 độ này vẫn cảm thấy dễ chịu mà bị người khác biết được, không khéo còn bị cho là mang bệnh tâm thần. Thẩm Dũng cười nhạt một tiếng, chỉ là trong tươi cười lại có đắng chát. Bởi vì một vài nguyên nhân mà tới bây giờ người thân của ông cũng chỉ còn lại một cô cháu gái này. Nhưng con bé lại bị bệnh tật quấn lấy thân, ông không biết mình còn đủ dũng khí để nhìn thấy cảnh người đầu bạc tiến người đầu xanh lần nữa hay không nữa. Yên tâm đi, nhất định ông nội sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Trong lòng Thẩm Dũng lóe lên một tia kiên định. Ông chỉ vào đường Tuấn bên cạnh, nói cậu ta tên là Đường Tuấn, là người ông nội mời đến đây xem bệnh cho con. Thẩm Ngọc Nhu nghe vậy thì đưa mắt nhìn Đường Tuấn, thân thể lặng lẽ co lại trên ghế mây, có vẻ kháng cự, thấp giọng nói, ông nội con không muốn bọn họ chữa bệnh cho con." Thẩm Dũng an ủi mà vỗ vỗ tay cô bé, nói, "Không có việc gì đâu. Y thuật của cậu ta còn giỏi hơn cả ông nội con, nói không chừng có thể chữa khỏi cho con đấy. Đến lúc đó con có thể ra ngoài chơi, không cần ở nhà cả ngày nữa rồi." Nghe thấy thế con mắt Thẩm Ngọc nhu sáng lên, nói, "Anh ta có thể chữa khỏi bệnh cho con thật sao?" Thẩm Dũng nhẹ gật đầu nhưng trong lòng cũng không đặt quá nhiều niềm tin cho lắm. Mặc dù Đường Tuấn có thể sử dụng châm cứu thiên nữ tán hóa đã bị thất truyền từ lâu nhưng bệnh của Ngọc Nhu lại rất cổ quái, lại mắc nhiều năm như vậy cho nên ông cũng không tin tưởng quá nhiều. Còn Thẩm Ngọc Nhu lại rất tin tưởng lời Thẩm Dũng đã nói, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn cũng có nhiều hơn một tia dũng cảm và một phần mong đợi. Do cơ thể mang bệnh lạ nên quanh năm cô bé chỉ ở nhà, không được giao lưu với mọi người, con đường duy nhất để cô biết đến thế giới bên ngoài chỉ có tivi và sách báo tạp chí mà thôi. Vậy làm phiền cậu rồi." Thẩm Dũng nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật gật đầu, vừa rồi anh vẫn luôn không nói gì, chính là để quan sát tình trạng bệnh của Thẩm Ngọc Nhu, nhưng lại càng xem lại càng thấy kinh hãi. Ánh mắt anh đảo qua tay của Thẩm Ngọc Nhu, có thể thấy được đã có một tầng băng mỏng được kết lại trên đó. Rốt cuộc đây là bệnh gì vậy? Thẳng đến khi Thẩm Dũng rời đi, Đường Tuấn vẫn đang chìm trong suy tư. "Không phải anh tới đây xem bệnh cho tôi sao?" Thẩm Ngọc Nhu thấy Đường Tuấn đang ngẩn người không khỏi mở miệng nhắc nhở. Vừa nói cô vừa duỗi cổ tay trắng ngần của mình ra. Lúc này Đường Tuấn cũng lấy lại tinh thần, đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh ghế mây, đặt hai ngón tay lên bắt mạch cho cô, nhắm mắt lại nghiêm túc cảm nhận từng mạch đập. Chương 13 châm cứu. Tất cả những kinh nghiệm về bắt mạch mà Đường Tuấn có được đều là do một tay ông nội Đường chỉ bảo, trình độ cũng không thể đùa được hai ngón tay đặt lên mạch đập của thẩm ngọc nhu đã nhanh chóng cảm nhận được mạch tượng của cô lông mày anh hơi nhíu lại giống như là đang gặp vấn đề gì khó giải quyết vậy mạch đập chậm chạp mạch trễ nhưng lại hữu lực nếu theo lẽ thường thì thẩm ngọc nhu giống như động vật ngủ đông khoảng cách giữa hai nhịp đập của trái tim rất dài làm cho người ta có cảm giác nó có thể dừng lại bất cứ lúc nào nhưng kỳ thật nhịp đập của cô bé lại mạnh mẽ có lực thậm chí còn mạnh hơn thanh niên trai tráng mấy lần đây chắc chắn là mạch đập chậm thế nhưng trong đầu đường tuấn không ngừng hiện ra các phỏng đoán rồi lại bị phủ nhận từng cái một mà khi anh bắt mạch cho thẩm ngọc nhu thì khí lạnh trên người cô bé tỏa ra càng mãnh liệt chưa đến một phút đồng hồ đã tạo ra một lớp xương lạnh trên hai đầu ngón tay của anh rồi cái cảm giác lạnh giá này đánh sâu vào chi giác làm anh không khỏi dùng mình một cái lúc này chân khí trong người đường tuấn cũng bắt đầu tự động lưu chuyển đẩy hết những khí lạnh xâm nhập vào cơ thể kia hết ra ngoài cho nên đường tuấn cũng không có cảm giác khó chịu nào sao rồi anh có thể chữa hết bệnh cho tôi sao đôi mắt thầm ngọc nhu chớp động lôi kéo người khác đến thương yêu che chở cho cô bé trước kia ông nội cô cũng mời mấy bác sĩ đến để bắt mạch cho cô nhưng ai cũng thở dài lắc đầu rời đi không biết người trước mặt này có như vậy không nữa đường tuấn thu tay lại mà không trả lời ngay bắt đầu chìm vào thế giới nội tâm tự đặt câu hỏi tự trả lời nói thật anh cũng không biết thẩm ngọc nhu mặc phải là bệnh gì rõ ràng các cơ quan trong cơ thể cô đều không có vấn đề gì thậm chí so với người bình thường còn khỏe mạnh hơn nhưng mạch tượng lại rất kỳ quái không chỉ có thể anh còn không thể lý giải được cái luồng khí lạnh khủng bố tràn ra từ cơ thể cô bé đến từ nơi nào chẳng lẽ khí lạnh kia đã được dung nhập vào trong máu sinh ra đã thế sao trong đầu đường tuấn bỗng nhiên nảy lên suy nghĩ này anh nhớ đến có một câu chuyện cổ từng nhắc qua một sự cố không biết chuyện này xảy ra vào triều đại nào nhưng ở đó có một người đàn ông mang thể chất vô cùng đặc biệt mà trường hợp của người kia lại giống y đúc các triệu chứng thẩm ngọc nhu đang gặp phải lúc này nhiệt độ trên người của anh ta cao hơn người thường rất nhiều đứng trong tiết trời mùa đông giá lạnh nhưng anh ta vẫn cởi trần như nhộng không có cảm giác lạnh nào bấy giờ có một cao nhân nói anh ta là trời sinh khác biệt nên nhận anh ta làm học trò chỉ là không lâu sau đó người kia đã tự bốc hỏa đến tử vong khi đọc chuyện này, Đường Tuấn vẫn chỉ coi đây là bịa đặt, được viết ra cho vui, cũng không để trong lòng. Nhưng bây giờ nhớ tới, thì thể chất của người kia với Thẩm Ngọc Nhu giống nhau vô cùng, chỉ khác một người thể lạnh một người thể nóng mà thôi, tựa như hai mặt của âm dương vậy. Sao anh lại không trả lời tôi vậy? Thẩm Ngọc Nhu thấy Đường Tuấn không trả lời mình, không khỏi nổi câu nói. Người này đúng là ghê tởm, lại dám không trả lời cô. Cậu Đường, cậu có nắm chắc không? không biết thẩm dũng đã đi đến ban công từ lúc nào, trên tay còn bưng một tách trà nóng. Đường Tuấn thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm thẩm Ngọc Nhu, nói tôi sẽ thử châm cứu cho cô bé một chút. Thẩm Ngọc Nhu còn muốn mở miệng nói lời nào đó nhưng lại bị ảnh mắt của Thẩm Dũng chừng trở về. Thẩm Dũng đã chuẩn bị kim châm xong xuôi từ sớm, đặt xuống bên cạnh ghế mây. Đường Tuấn lấy kim châm ra, khử độc, sau đó mỗi tay trái phải đều nắm lấy hai cái kim châm, nhanh chóng mà chuẩn xác đâm xuống hai huyệt vị trên người Thẩm Ngọc Nhu. Anh châm rất nhanh, còn chưa để Thẩm Ngọc Nhu chuẩn bị tâm lý đã cắm châm ngay ngắn lên người rồi. Kim châm đi vào trong cơ thể hết 2 phần 3, đuôi châm còn hơi rung động, giống như một cái đuôi rồng đang vùng vẫy. Song long xuất thủy, Thẩm Dũng thấp giọng hô lên tiếng, trong mắt lộ ra một chút chấn kinh. Song long xuất thủy cũng là một loại thuật châm cứu, yêu cầu người thi triển mũi châm phải tập trung cao độ, cắm hai cây châm vào hai huyệt vị cùng một lúc. Nhưng đây chưa phải là việc khó nhất, khó khăn nhất là lực động hai cây châm cũng phải bằng nhau, không được sai lệch chút nào. Trong lòng thẩm dũng không ngừng cảm thán, mặc dù ông cũng biết thi triển, song lòng xuất thủy, nhưng cũng không thể làm được xuất sắc như đường tuấn được. Cậu thanh niên trước mặt này là ai? Để cậu ta xem bệnh cho Ngọc Nhu là tốt hay xấu đây? Chỉ là bây giờ ông không có thời gian để suy nghĩ đến vấn đề này ánh mắt của ông dán chặt vào hai cây châm đang không ngừng rung động kia. Có cảm giác gì không? Đường Tuấn nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Nhu hỏi, muốn từ trên mặt cô đọc ra được chút thông tin nào đó. Thẩm Ngọc Nhu lắc đầu, nói, không có. Đường Tuấn nghe vậy, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, giống như một vũng đầm sâu không bận tâm đến chuyện gì. Trong mắt Thẩm Dũng lộ ra vẻ tán thưởng, đây mới là tố chất đáng có của một người hành nghề y, dù trong lòng suy nghĩ thế nào cũng không thể bộc lộ trước mặt bệnh nhân được, nếu không bệnh nhân sẽ mất đi lòng tin với người bác sĩ đó. Đường Tuấn bình tĩnh rút châm trên người Thẩm Ngọc Nhu ra, chỉ là lúc lấy kim châm ra, trên mặt Đường Tuấn thoáng hiện ra sự kinh ngạc. Chỉ thấy trên đầu kim châm được rút ra từ cơ thể Thẩm Ngọc Nhu đã đóng một tầng xương mỏng. Ngón tay của anh đặt lên cây châm nhấn thử một chút, cây châm đã gãy làm hai nửa. Cái khí lạnh này cũng thật bá đạo, trong lòng Đường Tuấn kinh ngạc hô lên: thứ khí lạnh có thể làm đông cứng đồ vật đến trình độ như vậy, nó rốt cuộc là thứ gì thế? Thẩm Dũng thở dài một tiếng, nói, ha ha, phương pháp châm cứu này tôi cũng đã thử qua, chỉ cần khí lạnh trong người Ngọc Nhu không nồng hậu như thể thế một khi hai cây châm này đâm vào, khí lạnh này sẽ bị tiêu tán ngay lập tức. Đường Tuấn khẽ gật đầu, cái khí lạnh này đúng là quá kinh khủng. Thẩm Ngọc Nhu có thể sống đến bây giờ, quả là kỳ tích nếu như cậu cũng không có cách nào cứu chữa thì tôi cũng không trách cậu được nói đến đây trên mặt thẩm dũng lại lộ ra tia thương tiếc nhưng cũng không quá kinh ngạc với kết quả này ông cũng không trách đường tuấn vì tình trạng của thẩm ngọc nhu ông còn rõ ràng hơn ai hết để tôi thử lại lần nữa đi đường tuấn suy nghĩ trầm ngâm một lúc nói giọng điệu lại trịnh trọng chưa từng có thẩm dũng khẽ giật mình nói ha ha vậy thì thử thêm một lần nữa đi nhưng trong lòng ông cũng không đặt thêm một sự kỳ vọng nào. Thuật châm cứu đều là thông qua huyệt đạo con người, mà bây giờ hàn khí trong cơ thể thẩm ngọc nhu lại bá đạo như vậy, có thể làm kim châm đông cứng luôn thì dù cậu ta có thi triển châm điêu luyện thế nào đi nữa cũng vô dụng mà thôi. Đường Tuấn lại cầm hai cây kim châm lên, trừ độc, mỗi tay cầm một cây châm giống như trước đó. Ai, quả nhiên là người trẻ tuổi, lòng hiếu thắng có thừa mà, nếu như châm cứu có tác dụng thì làm sao tôi phải đau đầu lâu như vậy chứ? thầm dũng thầm than trong lòng. Đường Tuấn cũng không bị phân tâm, trong đầu lại xoay chuyển linh hoạt, chậm rãi vận chân khí trong cơ thể. Sau đó lấy chân khí đó bao bọc cây kim châm lại. Cho nên nhìn từ bên ngoài vẫn là cây kim châm kia, nhưng kỳ thật nó đã có thêm một màng bảo hộ bên ngoài. Song Long xuất thủy, ánh mắt anh nhíu lại. Hai kim châm được bao phủ bằng chân khí của anh lại cắm vào hai huyệt vị kia. Nhưng lần này tay của anh không rời đi ngay lập tức mà nắm lấy phần cuối nhẹ nhàng xoay chuyển chân khí giữ xung quanh cây châm. Ngay sau đó anh cảm thấy chân khí của mình đang tiếp cận với một hàn khí vô cùng lạnh lẽo, đứng trước nó, chân khí của anh giống như ánh nến trong gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. So sánh với khí lạnh kinh người kia thì quả thật chân khí của anh vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Chỉ là mục đích của Đường Tuấn cũng không phải là đối đầu với hàn khí này, mà là lợi dụng chút ít chân khí này thông qua kim châm để kích thích huyệt vị trên người Thẩm Ngọc Nhu. Ôi, hơi ngứa còn hơi nóng nữa, Thẩm Ngọc Nhu cong cong lông mày miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi nghi ngờ nói. Cái nóng này đối với người khác mà nói là chuyện rất bình thường, nhưng với cô nó là một điều hết sức xa xỉ. Theo chân khí Đường Tuấn đưa vào cơ thể, hàn khí trên người Thẩm Ngọc Nhu cũng giảm bớt, mà Thẩm Dũng cũng cảm nhận được thay đổi này. Không những thế khuôn mặt vốn trắng bệch của cháu gái ông nay đã hồng hào hơn trước, nhìn có chút đáng yêu. Làm sao có thể, không phải đều dùng cùng một phương pháp châm cứu hay sao? Trong lòng Thẩm Dũng hoang mang không ngừng, chỉ là hoang mang, kinh ngạc qua đi chính là niềm vui ập tới. Hàn khí giảm bớt, chứng tỏ phương pháp của Đường Tuấn có tác dụng. Có thể cậu ta sẽ chữa được bệnh cho cháu gái ông thì sao? Đối với ông cháu nhà họ Thẩm, hạnh phúc này tới quá nhanh, cũng quá bất ngờ rồi. Chương 14 suy đoán. Đường Tuấn thấy vậy, trong lòng cũng rất vui mừng. Lúc đầu anh chỉ đoán một chút rồi làm theo, không ngờ cách này lại có tác dụng. Mặc dù anh vẫn không biết rõ căn bệnh Thẩm Ngọc Nhu mắc phải là gì, nhưng ít ra bây giờ mọi chuyện cũng có chút khởi sắc rồi. Trong cơ thể Thẩm Ngọc Nhu, chân khí của Đường Tuấn vẫn đang đối đầu với hàn khí kia. Đường Tuấn lấy chân khí bao phủ bề mặt kim châm với mật độ cao, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là sức mạnh của hàn khí kia đã vượt qua cả sức tưởng tượng của anh rồi. Bây giờ đã bắt đầu hấp thụ chân khí anh truyền vào. Không những thế, còn có mấy tia hàn khí mắt thường không nhìn thấy được đã đi theo đường truyền chân khí của Đường Tuấn, lội ngược lại tiến vào trong cơ thể Đường Tuấn. Chỉ cần cơ hội đến, những tia hàn khí này nhất định sẽ bộc phát ra năng lượng kinh khủng trong cơ thể của anh. Lần châm cứu này kéo dài nửa tiếng đồng hồ, đến tận khi anh cảm thấy chân khí trên người mình đã bị rút cạn, không thể tiếp tục được nữa thì anh mới rút kim châm khỏi người Thẩm Ngọc Nhu. Vừa rút kim châm ra, ngay lập tức cả người Đường Tuấn bị mệt mỏi kéo đến như thủy triều đánh úp, anh đang ngồi trên ghế cũng dần ngã xuống dưới mặt đất. Đường Tuấn thở từng hơi hồn hền, quần áo trên người cũng không biết ướt hết từ lúc nào, tưởng chừng có thể vắt ra nước. Thẩm Dũng nhanh chân đi tới đỡ đường Tuấn lên, ánh mắt nhìn anh lúc này đã tràn đầy vẻ cảm kích và kính nể. Cậu đường này, cậu vất vả quá rồi, tôi dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi một chút. Thẩm Dũng nói, ông cũng là một thầy thuốc có tiếng, tất nhiên là thấy được đường Tuấn đã dốc hết toàn bộ sức lực rồi. Đường Tuấn khẽ gật đầu, trạng thái bây giờ của anh thật sự không ổn chút nào, nếu không phải còn một điểm chân khí cuối cùng vẫn đang vận chuyển thì chỉ sợ anh đã hôn mê rồi. Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Dũng, Đường Tuấn đã thành công ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách nghỉ ngơi, lúc nhận được cốc nước từ tay Thẩm Ngọc Nhu, anh mới cảm thấy tinh thần đã tốt hơn một chút. Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn Thẩm Ngọc Nhu đang đứng trước mặt nhưng vẫn mang một bộ dạng rụt rè. Thiếu nữ thân cao chừng mét 7 chân không đi dép lê, nhìn qua vô cùng cao gầy. Cô còn có một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ, phối hợp với dáng người như vậy. Hơn nữa, hàn khí trên người cô đã bớt đi nhiều, cũng tạo cho cô thêm mấy phần thanh cao mà lạnh nhạt, giống như đóa hoa sen, làm cho người khác không dám tới gần với bẩn. Bộ dáng này của Thẩm Ngọc Nhu thật giống như tiên nữ dáng xuống trần gian, làm cho người ta chỉ có thể khao khát, ngưỡng mộ mà không dám sinh ra bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào. Suy nghĩ này cũng làm cho Đường Tuấn hoảng hốt, may mắn cái cảm xúc này rất nhanh đã bị anh che giấu đi, anh hỏi cô cảm thấy thế nào rồi. Lúc này gương mặt xinh đẹp của Thẩm Ngọc Nhu lộ ra nụ cười sán lạn, vô cùng vui vẻ nói tôi cảm thấy cả người rất dễ chịu. Dù không phơi nắng nhưng tôi cũng không thấy lạnh cho lắm. Đường Tuấn gật đầu, xem ra phương pháp châm cứu này rất có hiệu quả, chỉ ít có thể tạm thời khống chế được hàn khí trong cơ thể cô. Dù sao, căn bệnh lạ Thẩm Ngọc Nhu gặp phải cũng vượt quá phạm vi hiểu biết của anh rồi. Cậu Đường, bệnh của Ngọc Nhu có thể được chữa khỏi không? Thẩm Dũng chờ mong nhìn Đường Tuấn hỏi. Mặc dù mới vừa quen biết có nửa ngày, nhưng trải qua sự tình vừa rồi, ông cũng không còn một chút khinh thường với cậu thiếu niên trước mặt này, thậm chí còn có chút khâm phục. Người giỏi hơn luôn được đề cao, đây là chân lý luôn đúng trong mọi lĩnh vực. Y thuật của Đường Tuấn đã được Thẩm Dũng đánh giá cao, cho nên cũng coi Đường Tuấn như người ngang hàng để nói chuyện. Đến xương hô cũng bị thay đổi, từ cậu Đường thành anh Đường. Đường Tuấn trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, nói, khi nãy tôi chỉ tạm thời khống chế hàn khí trên người cô Ngọc Nhu thôi, còn về phần làm sao để trừ tận gốc tôi vẫn chưa thể nắm chắc được. Trong quá trình trị liệu vừa rồi, anh còn áp dụng cả chân khí nữa, có thể nói là đến át chủ bài của mình anh cũng lấy ra sử dụng. Mặc dù anh còn biết một số phương pháp châm cứu đặc biệt khác nhưng nếu không có chân khí gia truyền của nhà họ Đường thì chúng cũng chẳng có chút hiệu quả nào. Trên mặt Thẩm Dũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhìn như trong nháy mắt đã già đi 10 tuổi vậy nhưng chỉ một lúc sau, ông đã lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói thôi. Tôi cũng biết muốn chữa khỏi cho Ngọc Nhu là chuyện khó khăn cỡ nào. Bây giờ có thể làm giảm bớt đau đớn của con bé tôi cũng thấy thỏa mãn rồi. Ông nhìn đường Tuấn, năn nỉ nói, vậy mọi chuyện tiếp theo của Ngọc Nhu lại phiền cậu rồi. Đường Tuấn khẽ gật đầu, làm truyền nhân y thánh của nhà họ đường, anh thấy rất hứng thú với căn bệnh kỳ lạ này. Coi như thẩm dũng không đề cập đến thì anh cũng sẽ tìm cơ hội chữa bệnh cho thẩm Ngọc Nhu anh đưa mắt lặng lẽ nhìn sang thẩm ngọc nhu đang ở bên cạnh thẩm dũng thấy vậy biết ý để bảo mẫu đưa cháu gái lên phòng nghỉ ngơi sau khi thẩm ngọc nhu rời đi đường tuấn trầm ngâm một lát mới nói giáo sư thẩm tôi cũng đã đồng ý sẽ chữa bệnh cho cháu gái của ông rồi thì tôi cũng phải hiểu rõ một số chuyện chứ nhỉ tôi biết cậu có vấn đề gì thì cứ nói tôi nhất định sẽ trả lời hết những gì tôi biết cho cậu thẩm dũng trả lời được đường tuấn nhìn chằm chằm thẩm dũng hỏi Chậm rãi nói, trước đây giáo sư Thẩm cũng đã nói qua, căn bệnh kỳ lạ của cháu gái ông không phải từ khi sinh ra đã có, vậy tôi muốn hỏi bố mẹ của cô Thẩm thì sao? Họ có bị mắc chứng bệnh tương tự hay không? Nếu đã không phải là bẩm sinh thì chỉ có thể do nguyên nhân di truyền mà thôi. Thẩm Dũng nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng biến đổi theo, bờ môi run rẩy, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Quả nhiên, Đường Tuấn Thẩm nghĩ trong lòng nếu như giáo sư thẩm thấy không tiện nhắc đến thì tôi cũng không miễn cưỡng làm gì. Đường Tuấn nhìn thẩm dũng nói. Sau một hồi lâu, thẩm dũng mới thở dài, ông đi đến ngồi xuống ở ghế salon đối diện, nói thôi. Vốn những chuyện này tôi còn muốn theo tôi trôn xuống quan tài, nhưng bây giờ, vì an toàn và hạnh phúc của Ngọc Nhu, tôi cũng không giấu giếm gì cậu nữa. Nhưng mà tôi hy vọng, sau khi nghe xong câu chuyện này, cậu đừng kể với bất kỳ mai khác, hãy coi đó chỉ là một giấc mộng thôi. Đường Tuấn gật đầu, nếu không phải sự việc này liên quan đến bệnh tình của Thẩm Ngọc Nhu, anh cũng không muốn tiến sâu vào việc nhà nhà họ Thẩm. Thẩm Dũng nghĩ một lát, dường như đang nhớ lại chuyện nào đó, sau đó chậm rãi nói, "Kỳ thật mẹ của Ngọc Nhu không phải là người bình thường. Ngay từ đầu tôi cũng không biết chuyện gì, nhưng sau khi sinh hạ Ngọc Nhu thì con dâu tôi lại đột nhiên biến mất. Tôi có ép hỏi con trai tôi, nó mới úp mở tiết lộ ra việc mẹ của Ngọc Nhu đến từ nhà họ Liễu nổi tiếng về võ đạo." Lúc đầu Tôi còn nghĩ con trai tôi không kìm chế được, nổi điên vì vợ nó bỏ đi, nhưng đến khi Ngọc Nhu phát bệnh, tôi mới biết được nguyên do trong đó. "Phó đạo giới sao?" Đường Tuấn nhíu mày, hình như anh đã nghe thấy từ này ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ ra được. Thẩm Dũng nói tiếp, "Lần đầu tiên Ngọc Nhu phát bệnh, hàn khí trên người nó cũng không có mạnh mẽ như bây giờ, lúc đó tôi còn có thể dùng phương pháp châm cứu để khống chế. Nhưng hàn khí đó cứ sau mỗi lần phát bệnh lại càng mạnh hơn một ít." Trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến khi cha của Ngọc Nhu cũng chính là đứa con trai kia của tôi không biết lấy từ đâu về một gói thuốc, sau khi Ngọc Nhu uống, bệnh tình của con bé cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn còn phát tác. Cho đến hai năm nay, bệnh tình lại càng nặng hơn trước. Vậy cha cô ấy đâu rồi? Ông ấy có thể mang gói thuốc kia về, phải chăng ông ấy có biện pháp nào đó khó nói?" Đường Tuấn hỏi. "Ha ha, sau khi để Ngọc Nhu uống thuốc xong, nó cũng chơi chiêu trò mất tích." Đến nay cũng đã được 20 năm rồi, nói không chừng nó cũng đã quên cái nhà này rồi. Trên mặt Thẩm Dũng mang đầy vẻ đau thương, hai tay bên dưới cũng vô thức nắm chặt lại. Hóa ra là vậy, Đường Tuấn Thẩm nghĩ trong lòng, nói như vậy, bệnh của Thẩm Ngọc Nhu rất có thể có liên quan đến mẹ của cô. Chương 15: Định ngày hẹn. Sau đó, hai người bọn họ lại trao đổi về bệnh tình của Thẩm Ngọc Nhu, đầu tiên bọn họ sẽ quan sát trước nếu hàn khí trong người thẩm ngọc nhu bị dồn đến đỉnh điểm thì lại để đường tuấn châm cứu khống chế nó lại sau khi trao đổi số điện thoại với thẩm dũng đường tuấn cũng rời khỏi biệt thự nhà họ thẩm thẩm dũng vốn còn muốn mời đường tuấn vào học viện lần nữa nhưng lại bị anh từ chối thẩm dũng cũng bất đắc dĩ chỉ có thể nói cần giúp đỡ việc gì thì cứ gọi ông tất nhiên đường tuấn đồng ý với hệ thống y tế và danh tiếng của thẩm dũng ở thành phố vĩnh thì nói không chừng về sau sẽ giúp đỡ cho anh một việc nào đó lúc đường tuấn trở lại đại học thành phố vĩnh cũng đã qua giờ làm việc dù sao cũng đã đến muộn cho nên anh cũng không vội vàng gì cả nhàn nhã lại tự đắc đi về phía thư viện nhưng đi đến trước cửa thư viện lại bị một người chặn lại đường tuấn ông chủ bọn tôi muốn mời anh qua trò chuyện một chút một người đàn ông mặc âu phục đeo kính dâm lạnh lùng nói đường tuấn đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mắt này thực sự không hiểu tại sao khí trời nóng bức như này anh ta mặc như vậy không thấy nóng sao? Ông chủ anh là ai vậy?" Đường Tuấn tùy ý nói. Người đàn ông kia nghe thấy vậy, không khỏi nhìn chăm chú vào Đường Tuấn, nói: "Ông chủ của tôi họ Lý." "Lý Quang Huy, ông ta tìm tôi làm cái gì chứ?" Đường Tuấn khó hiểu nói. "Anh đến thành phố Vinh cũng không lâu lắm, người quen biết cũng không nhiều. Mà người quen mang họ Lý còn phô trương như này, không ai khác ngoài cha của Lý Ngọc Mai, chủ tịch tập đoàn Thịnh Thiên, Lý Quang Huy mà thôi." chúng ta đi thôi người đàn ông kia thấy đường tuấn vẫn thở ơ giọng nói cũng dần mất kiên nhẫn người của thành phố vinh một khi biết được danh tính của ông chủ anh ta thì chỉ sợ ai cũng phải tỏ ra cung kính và tôn trọng không giống như tên nhóc trước mặt này được rồi vậy gặp thử một lần xem sao đường tuấn trầm tư một lát rồi nói dù sao công việc bây giờ của anh cũng là lý quang huy đã sắp xếp cho anh chút mặt mũi này cũng phải cho người ta chứ đi theo sau lưng người vệ sĩ rất nhanh hai người bọn họ đã đi đến đằng sau thư viện. Đằng sau thư viện chính là khu rừng nhỏ, trong rừng nhỏ này còn có vài cái đình nghỉ mát nghỉ, để các học sinh và giáo sư vào đây hóng mát. Lúc này trong một đình nghỉ mát, Lý Quang Huy đang ngồi trên ghế đá, đối diện với ông ta là một ông lão mặc quần áo luyện công màu trắng. Hai người đang cùng nhau đánh cờ, mà bốn phía xung quanh đình đều được bao phủ chặt chẽ mười mấy vệ sĩ cả trong tối lẫn ngoài sáng. Ông chủ, người đã đến rồi. Tên vệ sĩ dẫn đường Tuấn đến gần đình, nói xong câu đó cũng rời đi ngay lập tức. Khả năng chơi cờ của ông Bạch ngày càng điêu luyện rồi, khiến tôi cũng phải xấu hổ. Lý Quang Huy giống như không nhìn thấy đường Tuấn, tay vẫn cầm quân cờ cười nói. Ông cụ cười mở cười một tiếng, nói, ha ha, nếu như cậu tình nguyện lãng phí chút thời gian ở đây thì chắc hẳn trình độ của cậu đã hơn tôi mấy bậc rồi. Lý Quang Huy khẽ lắc đầu, lúc này ông ta mới làm như trông thấy đường Tuấn, Nói, Đường Tuấn, cậu đến rồi sao? Đường Tuấn trực tiếp hỏi, không biết chủ tịch Lý tìm tôi có chuyện gì không? Lý Quang Huy cũng không trả lời, chỉ ngồi im trên ghế, dùng thái độ của bề trên đánh giá Đường Tuấn, lạnh lùng nói, hôm qua Tề Hưng đến tìm cậu sao? Đường Tuấn sững sờ, nhưng cũng gật đầu, với năng lực của Lý Quang Huy thì sao có chuyện thoát khỏi tai mắt của ông ta được. Chỉ là anh không hiểu tại sao ông ta lại hỏi như vậy, cho nên anh không nói gì, chờ đợi ông ta nói tiếp lý quan huy vuốt vuốt quân cơ màu trắng trên tay lại nói tiếp hôm qua lúc nhìn thấy cậu tôi còn tưởng cậu là người nhà họ tề phái tới tiếp cận nhà họ lý đấy nhưng sau đó xảy ra một chút chuyện cũng khiến tôi bỏ qua nghi ngờ vô căn cứ này có thể cậu thật sự vừa từ nơi khác mới đến thành phố vinh này không lâu lông mày đường tuấn hơi trao lại nói vậy ông chủ lý gọi tôi đến chỉ để nói những lời này thôi sao lý quang huy lắc đầu nói tôi chỉ đang nhắc nhở cậu tốt nhất đừng để người khác hiểu lầm, đến lúc đó lại hại người hại cả bản thân đấy. Ánh mắt ông ta hơi nheo lại, giống như lưỡi đao lạnh lẽo đánh giá đường Tuấn, nói, mặc dù tôi biết cậu không phải là gián điệp thương mại, nhưng nói thật tôi cũng không coi trọng cậu. Những năm này, tôi đã gặp qua không ít người trẻ tuổi hơn cậu nhiều, nhưng cuối cùng bọn họ đều không thể chiến thắng nổi số mệnh của bản thân. Tôi để Ngọc Mai đưa cậu đến làm việc tại trường đại học này, chẳng qua là báo đáp lại ân tình cậu đã từng cứu giúp cha tôi thôi, còn mấy cái khác không có quan hệ. Tốt nhất cậu không nên suy nghĩ nhiều làm gì, nghĩ nhiều cũng vô ích mà thôi. Đường Tuấn cười ha ha, hóa ra Lý Quang Huy cho rằng anh muốn tiếp cận Lý Ngọc Mai, sau đó trèo lên cái cây to nhà họ Lý này sao? Vì thế hôm nay ông ta mới cố tình tới đây, bên ngoài làm như nói chuyện phiếm nhưng kỳ thật là đang cảnh cáo anh, để anh nhận rõ thân phận của mình là cóc ghẻ không nên đòi ăn thịt thiên nga uyên anh nên thức thời một chút, nếu không sẽ phải chịu cực khổ sao." Lý Quang Huy cũng đánh giá cao Lý Ngọc Mai và nhà họ Lý của ông ta rồi. Mặc dù bây giờ anh đã rời khỏi nhà họ Đường nhưng sự kiêu ngạo của y thánh nhà họ Đường đã thấm sâu vào trong máu anh rồi, chỉ bằng Lý Ngọc Mai và nhà họ Lý, căn bản Đường Tuấn anh không để trong mắt. Lý Quang Huy nhìn chằm chằm Đường Tuấn nhưng lại không thấy một biểu cảm tức giận nào trên mặt anh ngược lại ông ta chỉ thấy sự diếu cợt giống như đang chế giễu ông ta không biết tự lượng sức mình vậy cuối cùng cậu ta đang nghĩ cái gì vậy lý quang huy thầm nghĩ trong lòng nếu đây là vấn đề chú lo lắng thì chú cứ yên tâm đi dù sao trong máu trong xương đường tuấn tôi không có cái chuyện chạy theo dầu sang phú quý đâu đường tuấn lạnh giọng nói trong giọng nói lại lộ ra sự tự tin vô tận phản rồi lý quang huy còn chưa lên tiếng ông lão ngồi bên cạnh đã quay người Nhìn chằm chằm Đường Tuấn, với vẻ lạnh lùng sát khí, nói: "Tên nhóc như cậu có cốt khí là chuyện tốt, nhưng có mấy lời không thể nói loạn được, nếu không hậu quả cậu không gánh chịu nổi đâu." Bị ông lão kia nhìn chằm chằm, Đường Tuấn bắt đầu cảm giác được có một khí thế vô hình đè nặng trên đầu vai anh, làm cho anh khó chịu vô cùng. Vì thế anh lại vận dụng chân khí trong người, nguồn áp lực kia cũng biến mất. Ông lão này là cao thủ, trong lòng Đường Tuấn âm thầm nâng lên tính cảnh giác sau khi luyện được chân khí các khí quan và cảm ứng của anh lại càng trở nên nhạy cảm lúc ánh mắt ông lão nhìn thẳng vào mắt anh anh có thể thấy được từ trên người ông lão như có một khí thế vô hình được nhấc lên giống như một đầu rắn đang nhấc lên chuẩn bị nhắm thẳng vào con mồi vậy người này rất khác biệt so với lòng đen và đám lưu manh đầu đường đây là loại người đã từng thấy máu cũng là người có bàn tay dính máu vô số lần dù vậy nhưng đường tuấn vẫn không có ý định cúi đầu anh lại càng kiên định nhìn thẳng vào mắt của ông lão và Lý Quang Huy. Anh không dám nói có thể đấu lại được ông lão trước mắt này, nhưng có chân khí bên cạnh, dùng để tự vệ chắc vẫn có thể được. Cho nên anh không có cảm giác sợ hãi gì mấy. "Ồ, oh, có chút thú vị đấy." Trông thấy sắc mặt Đường Tuấn không thay đổi, trong mắt ông lão cũng có chút thay đổi, lạnh nhạt nói. "Ông Bạch, để cậu ra đi thôi." Đúng lúc ông lão định thử Đường Tuấn một lần thì Lý Quang Huy lại nói lý quang huy nhìn đường tuấn nếu như cậu cảm thấy tôi nói sai thì cậu có thể chứng minh cho tôi thấy còn có tôi khuyên cậu một câu không nên chọc vào tề hưng tên kia không phải người cậu có thể đối phó được đâu nói xong ông ta khoát tay áo lập tức có bảo vệ đi tới ra hiệu anh có thể rời khỏi đây hừ lần sau sẽ không gặp may mắn như vậy nữa đâu ông lão đưa mắt nhìn đường tuấn hừ lạnh nói đường tuấn khẽ lắc đầu nhưng cũng không nhiều lời liếc qua ông lão và lý quang huy sau đó thì quay người bỏ đi ông bạch ông thấy cậu ta thế nào chờ đến khi đường tuấn đã đi xa lúc này lý quang huy mới hỏi ông bạch lắc đầu trên mặt lộ ra một chút khinh thường nói chỉ có một thân ngông nghênh nhưng lại không có được năng lực tương ứng với nó dạng người này tương lai nhất định sẽ không có được thành tựu to lớn gì cả nếu vừa rồi không phải cậu ngăn cản tôi thì tôi sẽ dạy dỗ thằng nhóc đó một chút giúp cậu ta hiểu được nhiều chuyện Lý Quang Huy cười khổ, cũng không nhắc đến chuyện của Đường Tuấn nữa. Ông ta thấy, chẳng qua Đường Tuấn là một người đi ngang qua cuộc sống của ông ta mà thôi, cho nên cũng không để ý quá nhiều. Người khiến ông ta đặt hết tâm tư chỉ có một mình Tề Hưng, con em của gia tộc tộc lớn mà thôi. Mà đây cũng là cuộc sống mà Đường Tuấn theo đuổi cả đời cũng không với tới được. chương 16 chân khí thay đổi. Lý Quang Huy, chú cảm thấy quyền thế của nhà họ Lý và tiếng tăm của chú đủ để tôi ngẩng đầu nhìn lên nhưng chú lại không biết ở trong mắt tôi, chú chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nếu chú biết tôi là người nhà họ đường, không biết rằng chú có còn đủ can đảm nói ra những lời này với tôi không? Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc như vừa được gột rửa, trong lòng ngập tràn lạnh lẽo. Chẳng qua anh chỉ tiện tay cứu Lý Quang Minh, điều trị cho Lý Ngọc Mai cũng chỉ là tình cờ. Những chuyện này lọt vào trong mắt Lý Quang Huy và ông Bạch kia, lại trở thành cố tình tiếp cận nhà họ Lý, muốn mượn cơ hội trèo cao trong nhà họ Lý, điều này khiến cho anh cảm thấy tức giận. Trong mắt nhà họ Lý và ông Bạch, nhà họ Lý và Lý Ngọc Mai chính là thiên Nga ở tiết trên cao, còn Đường Tuấn thì chỉ là một con cóc không biết lượng sức mình. Hừ, hay cho cả nhà họ Lý, trong lòng Đường Tuấn cảm thấy tức giận, cảm giác bị loại người này xem thường thật sự không dễ chịu, nếu như anh là người bình thường thì có lẽ cả đời cũng không có cơ hội xả cơn tức. Nhưng Lý Quang Huy và ông Bạch đều sai rồi, Đường Tuấn không phải là một người bình thường, anh là truyền nhân thánh y duy nhất của nhà họ đường. Đè nén chút tâm trạng hỗn loạn trong lòng xuống, đường Tuấn không muốn nghĩ đến chuyện nhà họ lý nữa. Mục tiêu của anh là đường quốc hoa hiện đang nắm giữ nhà họ đường, nhưng nếu như nhà họ lý vẫn nhiều lần chọc giận anh, tuy rằng với thực lực bây giờ của anh không có cách đốn ngã dòng họ này, nhưng làm cho bọn họ mặt xám mày cho thì không phải việc khó. Đi vào thư viện, đám anh Trương và chị Vương đã thay đổi thái độ lạnh nhạt trào phúng buổi sáng, trở nên vô cùng ân cần đến mức việc Đường Tuấn đi làm trễ, anh Trương đến nhắc cũng không dám nhắc. Bây giờ trong mắt bọn họ, Đường Tuấn chính là cậu ấm đi trải nghiệm cuộc sống gian khổ, nói cách khác, đó là lý do trước đó anh được cô chủ nhà họ Lý chào mừng, còn được giáo sư thẩm chiếu cố như thế. Về việc này, Đường Tuấn cũng không định giải thích, dù sao thư viện cũng chỉ là nơi nương náu tạm thời của anh, chờ thêm một thời gian nữa, anh sắp xếp thỏa đáng hết mọi việc thì sẽ rời đi. Cả buổi chiều Đường Tuấn chỉ làm một vài công việc nhẹ nhàng đơn giản. Còn những việc khó xử như buổi sáng thì đám người anh Trương không dám nữa. Sau khi tan làm, Đường Tuấn ăn cơm ở nhà ăn Đại học thành phố Vinh xong thì về ký túc xá nhân viên. Sau khi đi vào phòng, anh lập tức khóa trái cửa lại, hai chân xếp bằng, ngồi trên giường. Vẻ mặt trở nên hơi lo lắng. Tâm trạng anh trầm xuống, bắt đầu lưu chuyển chân khí trong cơ thể. Qua một buổi trưa khôi phục, chân khí trong cơ thể đã hồi phục được 7-8 phần. Nguyên nhân anh lo lắng như vậy là vì mới 2 phút trước, anh bỗng nhiên dùng mình một cái, một cảm giác lạnh như băng bao phủ cả người anh. Tuy rằng cảm giác này chưa tới 2 giây đã biến mất nhưng mà vẫn làm cho anh nảy sinh cảnh giác. Anh sinh ra ở nhà họ đường, từ nhỏ đã học tập phương pháp điều dưỡng cơ thể của nhà họ đường, tuy rằng vẫn chưa đến mức chống được trăm bệnh, nhưng cảm cúm, phát sốt linh tinh thì đã nhiều năm chưa đến thăm anh rồi xảy ra sự khác thường chắc chắn có vấn đề. Đây chính là nguyên nhân làm cho đường Tuấn lo lắng. Dưới sự thúc giục của đường Tuấn, tốc độ lưu động của chân khí trong cơ thể nhanh hơn nhiều. Nhưng chỉ một lúc sau, vẻ mặt của đường Tuấn bỗng nhiên lộ ra biểu cảm kỳ lạ, có ngạc nhiên, có vui sướng, còn có khó hiểu. Dưới sự cảm nhận của anh, không ngờ lượng chân khí trong cơ thể lại nhiều hơn một phần ba so với lúc anh tu luyện buổi sáng. Tốc độ này quá kinh khủng, phải biết rằng từ lúc anh luyện được chân khí đến giờ đã hơn nửa tháng, nhưng tốc độ gia tăng còn chưa đến một phần tư. Bây giờ mới chỉ qua nửa ngày, vậy mà đã tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa còn trong tình huống anh không cố ý tu luyện nữa. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trên mặt đường Tuấn hiện lên vẻ gấp gáp, cơ thể trở nên căng cứng. Sự hiểu biết về chân khí trong cơ thể của anh gần như là bằng không, điều này khiến cho anh không khỏi lo lắng. Anh không dám làm bậy, chỉ cần thận vận chuyển chân khí đi những nơi khác trong cơ thể. Rồi anh đã nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường. Trong cảm nhận của anh, vùng bụng dưới rốn là nơi chân khí cả cơ thể hội tụ lại, một tia hàn khí cực lạnh chiếm cứ ở một góc. Nếu chân khí của anh không đụng chạm đến nơi đó thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một khi chân khí của anh có ý định chạm vào hơi thở đó thì một cảm giác rét lạnh lập tức bao phủ cả người, làm anh có cảm giác như mình đang ở trong trời đông phủ tuyết mà hàn khí cũng từ từ được phóng ra, dễ chịu, chân khí của anh dần tăng mạnh. Chẳng lẽ là vì thẩm ngọc nhu, trong đầu đường Tuấn bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, luồng hơi thở đóng chiếm ở vùng bụng dưới rốn tương tự như hàn khí trên người thẩm ngọc nhu, điều này không khỏi làm đường Tuấn nghĩ đến khả năng này. Nhưng mà vì sao hàn khí trên người cô ấy lại xâm nhập vào trong cơ thể mình, lại còn cắm dễ ở phần bụng dưới rốn của mình chứ? Đường Tuấn càng thêm khó hiểu. Suy nghĩ một lúc, trong lòng đường tuấn dần có một suy đoán lúc trước vì để chữa bệnh cho thẩm ngọc nhu anh đã dùng chân khí chống lại hàn khí trong cơ thể cô ấy rất có thể lúc đó hàn khí đã im lặng xâm nhập vào trong cơ thể anh chú ngụ ở vùng bụng dưới rốn của anh nghĩ vậy khóe môi đường tuấn hiện lên nụ cười khổ chân khí trong cơ thể đã làm anh cực kỳ đau đầu bây giờ lại có thêm một thứ ngoại lai chú ngụ đây quả thực mà muốn chết mà nhất là khi đã chứng kiến được chỗ lợi hại của hàn khí trên người thẩm ngọc nhu anh càng có một cảm giác cái mạng nhỏ bị treo lên, sợ ngộ nhớ hàn khí ở vùng bụng dưới rốn đột nhiên bùng nổ, chẳng phải cả người anh sẽ thành khối băng ngay sao. Lúc này, đương nhiên Đường Tuấn cũng liên tưởng đến nguyên nhân chân khí trong cơ thể tăng mạnh, nhất định là không tránh khỏi liên quan đến đám hàn khí ở vùng bụng dưới rốn này. Ha ha, đúng là nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại mà, Đường Tuấn lẩm bẩm nói. Chân khí tăng mạnh là vì vùng bụng dưới rốn có thêm một thứ ngoại lai chiếm đóng, hơn nữa cái thứ ngoại lai này còn có tính cách tàn bạo, không chừng ngày nào đó sẽ lấy luôn cái mạng nhỏ của anh. Nhưng mà Đường Tuấn lại không thể làm gì được nó cả. Suy nghĩ thông suốt điều này, Đường Tuấn càng buồn hơn. Có lẽ đây chính là cách nhanh chóng tăng cường thực lực. Đường Tuấn bóp cằm, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một suy nghĩ táo bạo, trong khoảng thời gian này, anh đã biết thêm được rất nhiều tác dụng kỳ diệu của chân khí. Lúc này hàn khí trong cơ thể Thẩm Ngọc Nhu có thể làm gia tăng chân khí đương nhiên anh cảm thấy hơi động lòng. Anh có một loại cảm giác, chân khí trong cơ thể anh có lẽ mới chính là, tư bản thật sự trong tương lai, chính là át chủ bài. Đường Tuấn đã tu luyện cả một đêm, may mắn là bây giờ giấc ngủ đã không còn quá quan trọng với anh. Trải qua một đêm tu luyện, chân khí tăng mạnh khó lắm mới được ổn định lại, nhưng nếu muốn sử dụng như cánh tay đắc lực, thì còn cần một chút thời gian. Trên sân thượng, đường Tuấn há miệng hít vào, nuốt đám mây tía kia vào bụng. Tiếp theo, đôi tay anh chống lên mặt đất, nhảy lên một cái, động tác linh hoạt nhẹ nhàng. Hơi thở anh hơi ngưng lại. Một bộ quyền pháp được thi triển từ tay anh. Đây là quyền pháp mà bất cứ đệ tử nào của nhà họ Đường cũng đều phải tu tập từ nhỏ, dùng để luyện tập thể lực, có hơi tương tự với ngũ cẩm hí do thần y cổ đại Hoa Đà phát minh. Lúc này, bộ quyền pháp thi triển từ trong tay Đường Tuấn có uy lực sinh ra gió, một quyền đánh ra, trong không khí giống như bị đập mạnh, phát ra tiếng vút vút. Đường Tuấn ngưng tụ hơi thở lại, biểu cảm nghiêm túc, giờ khắc này anh rất có phong thái của một cao thủ võ lâm. Đánh xong một bộ quyền pháp, Đường Tuấn chỉ cảm thấy cả người thoải mái, cứ như là có một sức mạnh vô tận, dù là lão bạch bên cạnh Lý Quang Huy thì anh cũng đám khiêu chiến. Ha ha, xem ra có thể tiến hành kế hoạch sớm. Đường Tuấn đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía mặt trời đang dần nhô lên ở chân trời phía đông, nói, đường quốc hoa, ông đã chuẩn bị đón nhận sự trả thù của tôi chưa? chương 17 tín vật. Trước khi ra ngoài, Đường Tuấn gọi điện thoại cho anh Trương xin nghỉ phép, nói là mình không thể đi làm được. Sau khi trải qua sự việc ngày hôm qua, anh Trương đã sớm coi Đường Tuấn như cậu ấm để cung phục, nào dám phản đối một lời, lập tức đồng ý ngay. Đường Tuấn ra khỏi trường Đại học Vinh, sau đó lên một phương tiện công cộng ở trước cổng trường, đi đến một tòa cao ốc nằm ở vị trí trung tâm thành phố Vinh. Đưa mắt nhìn quanh, bốn phía nơi này đều là các tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau, Hầu như tòa nào cũng cao 20 30 tầng. Khu vực này chính là tòa nhà văn phòng phồn hoa nhất thành phố Vinh, có thể nói gần như là tất cả các công ty tập đoàn ở thành phố Vinh đều đặt trụ sở chính ở nơi này. Tòa nhà Nam Nhật, bốn chữ cái nạm vàng thật to tỏa sáng lấp lánh trên tường thủy tinh của tòa nhà, Đường Tuấn hơi nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc trước anh lựa chọn đến thành phố Vinh cũng không phải quyết định qua loa, mà có dự tính khác nếu muốn dựa vào việc gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng rồi đánh bại đường quốc hoa quản lý nhà họ đừng, thì chính là mơ tưởng hảo huyền. Cho nên, anh cần phải mượn tay người khác, mà thành phố Vinh chính là lựa chọn của anh, hoặc là nói chính là lựa chọn mà ông nội đã chọn giúp anh. Cả đời ông cụ đường không biết đã cứu tính mạng bao nhiêu người, nhiều năm trôi qua như vậy, có một vài người đã trở thành tinh anh hàng đầu trong xã hội. Diệp Nam Nhật chính là một trong số đó, Nam Nhật ông chủ của tòa nhà Nam Nhật. 20 năm trước, ông cụ đường dẫn theo cháu trai đường Tuấn vừa tròn 3 tuổi đến thành phố Vinh tham gia một hoạt động. Một lần trùng hợp, ông cụ đường gặp được Diệp Nam Nhật ngất xỉu trong ngõ nhỏ, lúc đó Diệp Nam Nhật có thể nói là nghèo kiết xác, ăn mặc không khác với ăn xin là bao, lại còn mắc bệnh nặng, không sống được bao lâu nữa. Nhưng ông cụ đường lại vô cùng nhân hậu, không chỉ điều trị hết bệnh cho Diệp Nam Nhật, mà còn cố ý ở lại thành phố Vinh thêm vài ngày, truyền thụ cho Diệp Nam Nhật vài phương pháp chữa bệnh mà sau này Diệp Nam Nhật dựa vào mấy phương pháp chữa bệnh này, đầu tiên làm việc trong một vài quầy thuốc ở thành phố Vinh, rồi sau đó tự mình gây dựng sự nghiệp, mở một công ty dược, hơn nữa được ông cụ Đường âm thầm trợ giúp vài lần, công ty Nhật Nam do Diệp Nam Nhật sáng lập đã trở thành công ty dược có quy mô lớn nhất trong các thành phố lân cận. Mà tất cả những việc này, cả nhà họ Đường trừ ông cụ Đường ra thì chỉ có Đường Tuấn biết. Dường như ông cụ Đường đã sớm đoán được nhà họ Đường sẽ xảy ra chuyện, cho nên chuẩn bị không ít không biết chú diệp này của mình có thật sự trọng nghĩa như lời ông nội nói hay không đường tuấn vừa nghĩ vừa đi vào trong tòa nhà nam nhật đường tuấn đã sớm có nhận định riêng của mình về lòng người sau khi ông cụ đường qua đời không biết có bao nhiêu đệ tử của nhà họ đường phản bội quy phục về phe đường quốc hoa nếu không thì tại sao cha mẹ của đường tuấn lại chết một cách kỳ lạ như vậy ban đầu anh định chờ thêm một thời gian nữa mới đến thăm hỏi diệp nam nhật dù sao bây giờ thực lực của anh vẫn còn quá yếu Ngộ nhớ Diệp Nam Nhật cấu kết với đường quốc hoa, chỉ sợ đến năng lực bảo vệ mình anh cũng chẳng có. Nhưng ngày hôm qua, dưới sự trợ giúp của hàn khí của Thẩm Ngọc Nhu, sức mạnh của anh đã được tăng cường rất nhiều, ít nhất có thể đảm bảo tự bảo vệ được mình. Hơn nữa nếu không xảy ra điều gì bất ngờ, thì tiếp theo thực lực của anh sẽ nhanh chóng tăng trưởng, vì thế anh mới nóng lòng đến tìm Diệp Nam Nhật. Chào anh, xin hỏi anh tìm ai? Cô gái lễ tân nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn, hỏi đường Tuấn. Tôi tìm Diệp Nam Nhật, Đường Tuấn hờ hững nói. Diệp Nam Nhật, cô gái Lễ Tân nhíu mày, chợt hiểu ra, rồi nói với giọng điệu kinh ngạc, anh tới tìm chủ tịch Diệp à, không biết anh có hẹn trước không? Đã rất lâu rồi không có người nào dám gọi thẳng tên của Diệp Nam Nhật, cho nên nhất thời cô gái Lễ Tân không phản ứng lại, không khỏi nhìn Đường Tuấn thêm vài lần. Hẹn trước? Đường Tuấn lắc đầu, đừng nói hẹn trước, đến số điện thoại của Diệp Nam Nhật anh còn chẳng có. Cô gái Lễ Tân hơi mỉm cười, lễ phép nói, "Vậy xin lỗi anh, nếu anh không có hẹn trước thì tôi không thể nào liên hệ với chủ tịch Diệp giúp anh. Xin anh thông cảm." Đường Tuấn nghe vậy, thì lấy một lá thư từ trong túi ra, đưa cho cô gái Lễ Tân, nói, "Vậy phiền cô giao lá thư này cho chủ tịch Diệp của các cô, nói tôi ở đây chờ ông ấy." Cô gái Lễ Tân do dự, cô ấy nhìn khuôn mặt đẹp trai và nét mặt bình tĩnh của Đường Tuấn, cuối cùng khẽ cắn môi, nói, "Vậy được rồi, tôi sẽ giúp anh đưa vào." Nhưng có được gặp mặt chủ tịch Diệp hay không thì tôi không dám bảo đảm. Ừ, Đường Tuấn gật đầu, bên trong lá thư chính là tín vật ước định của Diệp Nam Nhật và ông cụ Đường. Chỉ cần Diệp Nam Nhật nhìn thấy lá thư này, tự nhiên sẽ biết được thân phận của anh. Cô gái Lễ Tân nhận lấy lá thư, xoay người đi vào trong công ty. Mà Đường Tuấn thì tạm thời nghỉ ngơi ở khu trà nước của công ty. Một bên khác, cô gái Lễ Tân siết lá thư trong tay, trên mặt ngập tràn vẻ khẩn trương khoảng thời gian này trùng hợp là kỳ tốt nghiệp, cô ấy đã nhìn thấy không ít sinh viên vừa mới tốt nghiệp tự mình đến cửa đề cử, ai cũng đều mang vẻ mặt tự tin giống như Đường Tuấn, nhưng cuối cùng tất cả đều ra về với vẻ mặt xám xịt. Ôi, coi như là làm việc tốt một ngày đi, cùng lắm thì bị chủ tịch Diệp mắng hai câu. Cô gái lễ tân nghĩ trong lòng, bàn tay gõ lên trên cửa văn phòng chủ tịch. Vào đi, bên trong cánh cửa truyền ra một giọng nói trầm thấp đanh thép, mặc dù cách một cách cửa, nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác uy nghiêm xa cách. Cô gái Lễ Tân hít sâu hai hơi, lúc này mới đẩy cửa bước vào. Trong văn phòng để một bàn làm việc thật lớn, một người đàn ông có khuôn mặt hiền hậu ngồi phía sau. Người đàn ông đó ước chừng tầm khoảng 40 tuổi, khuôn mặt chữ điền đầy nghiêm túc, dáng ngồi thẳng tắp kiên cường, đang cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Thấy cô gái Lễ Tân bước vào, ông ta hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hỏi Tiểu Lưu, có việc gì sao? người này chính là diệp nam nhật tài nguyên nắm giữ trong tay ông ta đủ sánh vai với nhà họ lý và nhà họ tề là người đứng đầu thành phố vinh bị diệp nam nhật hỏi vậy cô gái lễ tân càng thêm khẩn trương hơi dơ lá thư trong tay ra chủ tịch diệp vừa rồi bên ngoài có một người trẻ tuổi đến đây bảo tôi giao lá thư này cho ông diệp nam nhật liếc mắt nhìn bao thư đây là bao thư bán hai ba nghìn trên đường bề ngoài của lá thư trông hơi cũ kỹ bên trên có nhiều nếp nhăn giống như là bị ai đó dùng sức xoa nắn ông ta không khỏi nhíu mày nhưng vẫn nói để đó đi một lát nữa tôi có rảnh thì sẽ xem qua cô gái lễ tân như được tha bổng nhanh đặt lá thư lên bàn sau đó chuẩn bị đi ra ngoài tiểu lưu thanh phương đã đến công ty chưa diệp nam nhật chợt nhớ ra gì đó hỏi cô gái lễ tân suy nghĩ một hồi lắc đầu nói vẫn chưa đến hôm nay vẫn chưa thấy cậu diệp đâu cả diệp nam nhật nhíu mày thật nhẹ khó mà phát hiện sau đó đưa một phần tài liệu trong tay cho cô ấy nói một lát nữa nếu thấy thanh phương đến thì đưa phần tài liệu này cho nó nói nó nhanh chóng đi xử lý đã rõ cô gái lễ tân nói không còn chuyện của cô đi ra ngoài đi diệp nam nhật vẫy tay tiếp tục cúi đầu xem tài liệu cô gái lễ tân thở dài im lặng đi ra bên ngoài diệp nam nhật xem tài liệu một lúc cảm thấy hơi mệt mỏi vì thế ngả người lên ghế mềm, cầm lấy chén trà, chuẩn bị uống một hai ngụm. Nhưng lúc này ánh mắt hơi liếc thấy lá thư nằm ở góc bàn. Trong lòng khẽ dao động, tiện tay cầm lên. Vừa mở lá thư ra, Diệp Nam Nhật liếc mắt một cái đã nhìn thấy đồ vật nằm trong lá thư, đó là một tấm ảnh chụp đen trắng, trên tấm ảnh là một ông lão hơn 60 tuổi và một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hơn 20, trong lòng ông lão còn ôm theo một cậu bé. Diệp Nam Nhật vừa nhìn thấy tấm ảnh này, trong đầu đã ầm một tiếng như muốn nổ tung, cả người không nhịn được mà run lên. Hu hu hu, vị lão đại chỉ cần dậm chân một cái là có thể làm cho cả giới kinh doanh của thành phố Vinh chấn động, vậy mà lúc này lại bật khóc ướt đẫm cả mặt. Ông Đường, giọng nói Diệp Nam Nhật đầy nghẹn ngào, môi đã bị ông ta cắn đến bật máu. Ảnh chụp chính là ông cụ Đường và Diệp Nam Nhật năm đó, trong tay ông ta cũng có giữ một tấm ảnh chụp giống vậy. Cốc cốc cốc, vào lúc này, Cửa văn phòng lại bị gõ vang lên. Diệp Nam Nhật làm cho suy nghĩ trở nên bình tĩnh hơn một chút, sau đó dùng ống tay áo lau sạch nước mắt trên mặt mình, lúc này mới nặng nề nói, "Mời vào." Người đi vào chính là cô gái Lễ Tân Tiểu Lưu, cô ấy đã đi rồi mà lại quay lại, chẳng qua lúc này trên mặt cô ấy ngập tràn hoảng sợ, sau khi nhìn thấy Diệp Nam Nhật thì nhanh chóng nói, "Chủ tịch Diệp, cậu Diệp đang đánh nhau với người khác ở trước cửa công ty." "Ừm." Um, Diệp Nam Nhật lập tức vỗ mạnh lên bàn, nặng nề nói rốt cuộc thằng thanh phương này đang làm gì nó đánh nhau với ai tiểu lưu ngập ngừng không biết phải nói thế nào trùng hợp cô ấy nhìn thấy lá thư đã mở trong tay diệp nam nhật vì thế chỉ vào lá thư nói đối phương chính là người trẻ tuổi vừa muốn tôi gửi lá thư cho ông khốn kiếp rốt cuộc thằng nhóc thối đó muốn làm gì diệp nam nhật im lặng một lúc sau đó hét lên một tiếng đầy giận dữ nói xong câu đó diệp nam nhật lập tức chạy thẳng ra khỏi văn phòng Ông ta đã dần đoán được thân phận của đối phương, nếu như thằng nhóc Thanh Phương kia gây ra chuyện gì quá đáng, vậy thì ông ta phải ăn nói với ông cụ Đường thế nào đây? Tiểu Lưu hơi sừng sốt, sau đó chạy chậm theo sát Diệp Nam Nhật đi ra ngoài. Trong lòng cô ấy hơi tự trách, nếu vừa rồi cô ấy không nhận lấy lá thư của người nọ, thì đối phương sẽ không gặp mặt cậu Diệp, càng sẽ không xảy ra xung đột. Chương 18 Đường Hào. Diệp Nam Nhật lòng nóng như lửa đốt chạy ra khỏi văn phòng rất nhanh đã nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng gọi ầm ĩ truyền từ cửa lớn vào. Vệ sĩ của công ty và nhân viên đều vây xem, bởi vì có Diệp Thanh Phương, nên bọn họ không ai dám đi lên ngăn cản. Mọi người nhìn thấy Diệp Nam Nhật đã đến, vội vàng lùi sang một bên. Lúc này Diệp Nam Nhật mới nhìn thấy cảnh tượng ở chính giữa. Chỉ thấy đứa con nuôi Diệp Thanh Phương của ông ta đang quấn thành một cuộc đánh nhau với một người trẻ tuổi xem xem với anh ta, hai người tay đấm chân đá, rất ẩm ý. Quyền vung ra là gió rít lên từng hồi, thân thủ của hai người đều vượt qua người thường, dù những người khác có muốn ngăn cản thì cũng không được. Trong lòng Diệp Nam Nhật thấy hơi khiếp sợ, đứa con nuôi này của ông ta bái sư làm học trò của một cao thủ quyền anh. Bình thường thì dù mười mấy người cũng không thể đến gần anh ta, thế mà hôm nay lại không phân cao thấp với một người trẻ tuổi, có thể thấy được thân thủ của đối phương rất lợi hại. Nghĩ vậy, Diệp Nam Nhật nhịn lại tính toán kêu dừng. Ngược lại bắt đầu quan sát người thanh niên mới đến này. Có điều qua một lúc quan sát, trên mặt ông ta đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Ông ta nhận ra quyền pháp mà người thanh niên này đánh ra chính là bộ quyền pháp mà con cháu dòng chính của nhà họ Đường dùng để cường kiện thân thể. Hay cậu ta thật sự là người nhà họ Đường, Diệp Nam Nhật thầm nghĩ trong lòng. Lúc nãy mới nhìn thấy tấm ảnh trong phong thư, Diệp Nam Nhật chỉ tin ba phần, dù sao ông ta cũng đã nghe thấy những chuyện xảy ra ở nhà họ Đường gần đây nhưng bây giờ nhìn thấy quyền pháp của đối phương diệp nam nhật đã tin năm phần dừng tay vào lúc diệp nam nhật đang tự hỏi đường tuấn và diệp thanh phương càng đánh nhau kịch liệt hơn hơn nữa dường như còn tính toán ra tay tàn nhẫn lúc này diệp nam nhật đã bất chấp những chuyện khác nhanh chóng quát lớn bốp diệp nam nhật vừa nói xong nắm đấm của đường tuấn và diệp thanh phương bỗng nhiên đập vào nhau hai người đồng thời lùi ra phía sau khuôn mặt diệp thanh phương đầy liều lĩnh ngũ quan góc cạnh tạo cho người ta có một cảm giác cực kỳ sắc bén tựa như là một lưỡi đao được rút ra khỏi vỏ để lộ ra hương vị bá đạo kiêu ngạo đôi tay của anh ta đặt ở sau lưng dùng thái độ khinh khỉnh như từ trên cao nhìn xuống đường tuấn cười lạnh nói không tệ anh cũng không tệ khó trách cái tên kiêu ngạo như tề lâm lại cố ý nhắc đến anh diệp thanh phương vốn không quen biết đường tuấn nhưng quan hệ giữa anh ta và tề lâm quá sâu vào lần nói chuyện phiếm hai ngày trước Tề Lâm tiện miệng nhắc đến Đường Tuấn trước mặt anh ta, còn lấy ảnh chụp của Đường Tuấn ra cho anh ta xem. Cho nên hôm nay đụng phải Đường Tuấn ở phòng nghỉ của công ty, anh ta mới muốn ra tay dạy cho Đường Tuấn một bài học nho nhỏ. nhỏ. Tề Lâm và anh ta đều là những cậu ấm có tiếng ở thành phố Vinh, lại còn là bạn bè với nhau, trong mắt anh ta, có Vinh cùng Vinh có nhục cùng nhục, sao có thể để một tên oát ngoại lai like tùy tiện khiêu khích chứ? Có điều sau một lúc đánh nhau, Diệp Thanh Phương thầm thấy giật mình. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp được bạn cùng trang lứa có thể không phân thắng bại với anh ta, ý chí chiến đầu bốc cháy hừng hực trong lòng, hận không thể đánh 300 hiệp với anh. Đáng tiếc, Diệp Thanh Phương không biết Đường Tuấn đã nương tay, nếu như Đường Tuấn thúc sục chân khí ra, thì e rằng Diệp Thanh Phương không tung ra được một chiêu nào. Dù sao người luyện ra được chân khí thì cơ bản đều là bậc thầy võ đạo, đều ở cổ đại, thì chính là cao thủ võ lâm thật sự. Đường Tuấn nhíu mày, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Phương, rồi như bừng tỉnh ra, thì ra là vậy. Vốn anh còn cảm thấy nghi ngờ mình chưa từng gặp mặt người đàn ông đối diện bao giờ, tại sao đối phương vừa thấy mình thì đã ra tay ngay. Bây giờ xem ra là lại có liên quan đến nhà họ Tề. Hay là chú Diệp và nhà họ Tề có qua lại với nhau? Nếu là như vậy, chỉ sợ chuyện này có hơi khó làm. Đương Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Cha bảo ngừng làm gì vậy, sao không cho con dạy dỗ thằng nhãi này một trận? Diệp Thanh Phương kiềm chế ý muốn đánh nhau xuống, nhìn về phía Diệp Nam Nhật rồi nói đầy bất mãn: "Khó lắm anh ta mới gặp được một người có thể đánh ngang nhau, thế mà còn chưa đánh đủ, thật sự quá là đáng tiếc." Diệp Nam Nhật sầm mặt lại, nghiêm nghị nói: "Thằng nhóc thối, mới sáng ra đã không cho cha sống yên ổn đúng không?" Tuy rằng có hơi tức giận, nhưng mà Diệp Thanh Phương cũng không gây ra tai họa lớn, cho nên Diệp Nam Nhật cũng không có ý trách phạt anh ta. Tuy rằng Diệp Thanh Phương có hơi buồn bực nhưng cũng không dám cãi lại cả người trở nên giàu dĩ đôi mắt nhìn chằm chằm đường tuấn khóe miệng cong lên một nụ cười không có ý tốt giải tán đi tiếp theo diệp nam nhật nói với tất cả mọi người đang vây xem ông ta đã lên tiếng những người khác đương nhiên cũng không dám ở lại nữa ánh mắt nhìn đường tuấn ẩn chứa sự đồng tính rồi nhanh trở về vị trí làm việc của mình lúc này diệp nam nhật mới đi đến trước mặt đường tuấn nói vừa rồi chính cậu là người đưa phong thư đó cho tôi đường tuấn gật đầu ánh mắt nhìn thẳng diệp nam nhật không chút sợ hãi nào cha còn nói nhảm với anh ta làm gì loại người thế này để con đánh cho một trận sau đó ném ra xa là được cha biết không anh ta còn dám đắc tội cả tề lâm quả thực là tự tìm đường chết diệp thanh phương lạnh lùng nói diệp nam nhật không để ý đến diệp thanh phương mà tiếp tục nhìn đường tuấn hỏi cậu tên là gì đường tuấn nói tôi họ đường cháu của đường hảo nếu là người bình thường có lẽ sẽ không nghe hiểu ẩn tình. Mà sau khi Diệp Nam Nhật nghe câu nói sau, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Đường Hạo không phải ai khác, mà chính là tên húy của ông cụ Đường, tuy rằng mấy năm nay ông cụ Đường được xưng là thần y, ngược lại không ai nhớ rõ tên thật của ông, nhưng Diệp Nam Nhật thì không như vậy, hai chữ Đường Hạo này có ý nghĩa to lớn thế nào với sinh mạng của ông ta thì chỉ có mình ông ta biết. Nếu không có Đường Hạo, đừng nói là thành tựu ngày hôm nay, chỉ sợ ông ta đã chết ở xó xỉnh nào rồi anh bạn nhỏ này chúng ta vào bên trong nói chuyện đi vẻ mặt diệp nam nhật trở nên nặng nề lúc này ông ta đã đoán được tám phần thân phận của đường tuấn cha diệp thanh phương sửng sốt thất thanh nói không ngờ rằng cha già nhà mình không đuổi thằng nhãi này ra khỏi công ty vậy mà còn muốn đưa anh vào trong công ty bàn chuyện được rồi chỗ này không có chuyện của con nhanh đi làm việc cho cha diệp nam nhật lập tức ngắt lời diệp thanh phương nói xong ông ta làm ra tư thế mời với đường tuấn rồi đi trước dẫn đường đường tuấn liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy khó coi của diệp thanh phương sau đó nhanh đi theo sau diệp nam nhật vào công ty hừ trong đôi mắt diệp thanh phương hiện ra vài phần lạnh lẽo xem ra tề lâm nói không sai quả nhiên thằng nhãi này không phải người hiền lành cần phải tìm một cơ hội nào đó để dạy dỗ anh mới được diệp nam nhật dặn dò trợ lý không được để bất kỳ người nào làm phiền lúc này mới dẫn đường tuấn đi vào văn phòng khóa trái cửa phòng, rồi kéo cửa chấp lại, lúc này Diệp Nam Nhật mới dùng ánh mắt sáng quắc nhìn đường Tuấn, ánh mắt ông ta đầy sắc bén, tựa như là nhìn thấu cả người đường Tuấn, trầm giọng nói, rốt cuộc cậu là ai? Đường Tuấn nhìn thoáng qua Diệp Nam Nhật, sau đó lấy từ trong túi ra một cây châm bạc. Anh không truyền vào một chút chân khí nào, bàn tay khẽ nhúc nhích, cây châm bạc xoay tròn theo một vòng cung cực nhỏ, lúc này châm bạc cứ như là có linh hồn vậy. Châm pháp linh lung Diệp Nam Nhật nhìn thấy chiêu thức châm cứu ấy của Đường Tuấn, đột nhiên kêu lên thất thanh. Ông ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ, kinh ngạc và vui mừng. Năm đó ông cụ Đường Hạo dùng chính châm pháp linh lung này để cứu mạng ông ta, rồi sau đó còn ở lại thành phố Vinh để truyền thụ châm pháp linh lung này cho ông ta. Điều quan trọng nhất chính là châm pháp linh lung này là phát minh có một không hai của ông cụ Đường Hạo, ngoại trừ bản thân ông, số người biết được trên đời này không vượt quá 5 người. Cậu là Đường Tuấn, là cháu trai ruột của ông đường diệp nam nhật như nghĩ ra điều gì đó hỏi đường tuấn thu châm bạc vào khẽ gật đầu ôn tồn nói chú diệp tiếng chú diệp này tựa như là một cây búa nện lên trên người diệp nam nhật làm cơ thể ông ta không nhịn được mà run lên bần bật vài giây sau nước mắt diệp nam nhật chảy đầy mặt lập tức ôm đường tuấn vào trong ngực nghẹn ngào nói cháu là đường tuấn thật tốt quá cháu không chết thật tốt quá đường tuấn thở dài nhưng không đẩy Diệp Nam Nhật ra, để mặc người đàn ông này ôm, giải tỏa ra cảm xúc trong lòng ông ta. chương 19 Phương Thuốc Suốt cuộc nhà họ đường đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa vì sao báo chí đăng là cháu đã chết vì bệnh trầm cảm? Trên mặt Diệp Nam Nhật ngập tràn nghi ngờ, còn đường Tuấn thì ngồi đối diện ông ta. Biểu cảm của người đàn ông này lại trở nên nghiêm túc, nặng nề. Trong mắt đường Tuấn hiện lên một tia sát khí, tất cả những điều này đều là âm mưu của đường Quốc Hoa. Tiếp theo, anh kể lại một lần những chuyện đã xảy ra trong nhà họ đường thời gian qua. Dầm, tên đường quốc hoa khốn kiếp, uổng công ông cụ hao tổn tâm tư bồi dưỡng ông ta nhiều năm như vậy. Thế mà ông ta lại cấu kết với người ngoài làm ra chuyện khiến người ta phẫn nộ thế này. Diệp Nam nhật đập mạnh một phát lên mặt bàn trà bằng gỗ lim, khuôn mặt đầy tức giận, tự như là một con sư tử oai hùng phát ra lửa giận. Tuy rằng được ông cụ đường hạo cố ý căn dặn, Thế nên Diệp Nam Nhật chưa từng đi đến nhà họ Đường, nhưng ông ta cũng biết được không ít chuyện của nhà họ Đường qua những con đường khác nhau. Ví dụ như tên Đường Quốc Hoa này tuy rằng không phải con vợ cả của nhà họ Đường, nhưng ông cụ Đường chưa từng nghĩ như vậy, ngược lại còn dốc hết sức mình bồi dưỡng ông ta, thậm chí còn truyền lại phần lớn y thuật của mình cho Đường Quốc Hoa, đây cũng là nguyên nhân mà sau khi cha mẹ Đường Tuấn bị hại, Đường Quốc Hoa có thể nhanh chóng tiếp quản những chuyện quan trọng của nhà họ Đường e rằng ông cụ đường cũng không ngờ rằng có ngày mình nuôi ong tay áo. Đường Tuấn không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Diệp Nam Nhật cuối cùng thở phù một hơi, nhìn chằm chằm đường Tuấn, hỏi, vậy cháu định làm như thế nào? Báo thù, hai chữ lạnh như băng gần như là bật thốt ra khỏi miệng đường Tuấn. Dường như Diệp Nam Nhật đã sớm nghĩ ra đáp án này, không có một chút khiếp sợ nào, ngược lại rất hứng thú nhìn đường Tuấn, chậm rãi nói cháu có biết mình đang nói gì không? Bây giờ đường quốc hoa nắm giữ xí nghiệp thần dược của nhà họ đường, là người nắm quyền nhà họ đường, nói không chừng sau lưng còn có nhân vật lớn nào đó. Mà cháu, dù có chú giúp đỡ thì so với đường quốc hoa vẫn không khác gì phù du bám vào ánh đèn. Cháu sẽ chết, biết không, đường quốc hoa sẽ không cho cháu cơ hội lần thứ hai. Cháu biết, trong mắt đường Tuấn Hiện lên một tia kiên quyết, trầm giọng nói, nhưng mà ông nội của cháu, cha mẹ cháu, còn có đứa em gái đang mất thích của cháu, tất cả đều có dây mơ dễ má với đường quốc hoa, chú muốn cháu khoanh tay đứng nhìn như thế nào đây? Chú Diệp xin chú dậy cho cháu đi. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt đường Tuấn đã trở nên đỏ sậm, tựa như là một con sói hoang bị thương, cô độc đầy bất lực. Diệp Nam Nhật há miệng thở dốc, rồi không biết phải nói thế nào để an ủi đường Tuấn cả. Diệp Nam Nhật hiểu rõ được nỗi đau đơn mất đi tất cả mọi thứ chỉ trong một thời gian ngắn này cho nên ngược lại ông ta cũng càng đồng cảm giống như bản thân mình cũng bị vốn ông ta lo lắng cậu đường chưa bao giờ trải qua qua sóng to gió lớn này sẽ không ngượng dậy nổi rồi sẽ dần mờ nhạt trong biển người nhưng bây giờ xem ra ông ta đã xem nhẹ đường tuấn được đây mới là cháu nội của đường hảo trong mắt diệp nam nhật lộ ra vẻ tán tưởng vỗ bả vai đường tuấn nói cháu yên tâm tất cả mọi thứ của diệp nam nhật chú đều là ông cụ đường cho nếu cháu có ý muốn báo thù vậy chú sẽ giúp cháu Nói xong những lời này, Diệp Nam Nhật đứng dậy, lấy một phần tài liệu trong ngăn kéo ra. Rồi đưa phần tài liệu này cho Đường Tuấn, nói đây là ông cụ Đường để lại cho cháu. Đường Tuấn sửng sốt, nhưng vẫn mở tập tài liệu ra. Cái này, Đường Tuấn nhìn nội dung trong tài liệu, lộ ra vẻ khiếp sợ. Phần tài liệu này không phải cái gì khác, mà chính là hợp đồng cổ phần của công ty dược phẩm Nam Nhật do Diệp Nam Nhật nắm giữ, hơn nữa ước chừng là 51% cổ phần, mà tên người sở hữu được viết trên đó không phải ai khác, mà chính là tên của Đường Tuấn. Trên mặt Diệp Nam Nhật nở nụ cười tươi, nói ông cụ đã sớm nghĩ kỹ đường lui cho cháu, ban đầu công ty dược phẩm Nam Nhật là do nhà họ đường thành lập, hoặc nói chính xác hơn là của đường Tuấn cháu. Có điều những chuyện này chỉ có mình chú và ông cụ đường biết thôi. Chẳng qua mấy năm nay chú giúp cháu xử lý công ty. Đường Tuấn nhìn Diệp Nam Nhật đầy cảm kích, nói cảm ơn chú Diệp. Anh biết, Thật ra hôm nay Diệp Nam Nhật cũng không cần phải lấy phần tài liệu này ra cho anh. Sau khi ông nội anh chết, đâu có ai biết được cổ đông thật sự của dược phẩm Nam Nhật là ai đâu. Chỉ cần vì tiện đuổi anh đi, Diệp Nam Nhật vẫn là chủ tịch dược phẩm Nam Nhật như trước, trong tay có tài chính hơn 3.500 tỷ. Nhưng mà Diệp Nam Nhật đã không làm như vậy. Diệp Nam Nhật nói cảm ơn cái gì, nếu không có ông cụ thì trên đời này đã không có người tên Diệp Nam Nhật rồi. Nói đi, cháu tính làm thế nào? nếu cháu đã gọi chú một tiếng chú Diệp, thì chú sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Đường Tuấn im lặng một lúc, lấy một tờ giấy trắng trên bàn trà, từ từ viết lên. Hai ba phút sau, Đường Tuấn đưa từ giấy đầy chữ cho Diệp Nam Nhật, nói chú Diệp, đây là phương thuốc viên thông thần và thuốc bột tuyết cơ do ông nội của cháu nghiên cứu chế tạo ra. Trước mắt vẫn chưa xuất hiện ở trên thị trường, tuy rằng công ty dược phẩm Nam Nhật có thể độc quyền ở thành phố Vinh, nhưng nếu so với nhà họ đường thì kém hơn không ít, nếu cháu đã có ý muốn giành lại nhà họ đường từ trong tay đường quốc hoa, thì chỉ có thể ra tay từ chỗ này. Ngành sản xuất thuốc và kỹ thuật khoa học sinh vật ngành sản xuất có lợi nhuận cách xù nhất, nếu đường tuấn tính toán muốn mượn sức của dược phẩm Nam Nhật, thì trước tiên phải phát triển dược phẩm Nam Nhật thật lớn. Như vậy mới có cơ hội phân cao thấp với đường quốc hoa nắm giữ nhà họ đường. Mà thuốc viên thông thần và thuốc bột tuyết cơ là hai phương thuốc do ông cụ đường tốn rất nhiều năm nghiên cứu chế tạo ra, Vốn ông cụ dùng để dự phòng cho cục diện nhà họ Đường suy bại 100 năm sau, nhưng bây giờ lại dùng vào việc này. Thuốc viên thông thần là một loại thuốc viên làm phấn chấn tinh thần, có chút tương tự với các loại thuốc khác trên thị trường, nhưng hiệu quả thì tốt hơn, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Còn về thuốc bột tuyết cơ là một sản phẩm làm đẹp, có tác dụng trừ sẹo và tăng tác dụng chữa trị. Diệp Nam Nhật nhìn phương thuốc ở trên, trong mắt đột nhiên toát ra một tia sáng, trong lòng nóng lên nói, ông cụ quả nhiên là ông cụ. Có hai phương thuốc này, chú dám chắc có thể mở rộng dược phẩm Nam Nhật trở thành công ty dược phẩm lớn nhất toàn tỉnh trong hai năm, đến lúc đó dù là đường quốc hoa cũng không thể làm lơ sức mạnh của chúng ta. Hai năm, lâu lắm, đường Tuấn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ. Đây chỉ là bước đầu tiên của anh mà thôi chờ đến khi thuốc viên thông thần và thuốc bột tuyết cơ đưa ra thị trường, thì kế hoạch thật sự của anh mới được bắt đầu anh muốn làm cho đường quốc hoa nếm thử cảm giác bất lực và tuyệt vọng vì mất đi tất cả mọi thứ đúng rồi vừa rồi nghe thanh phương nói dường như cháu có mâu thuẫn với thằng nhóc nhà họ tề rốt cuộc có chuyện gì diệp nam nhật cẩn thận thu lại hai phương thuốc hỏi đường tuấn cười khẽ một tiếng sau đó kể lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay sau khi mình đến thành phố vinh nhà họ tề nhà họ lý thật to gan sau khi diệp nam nhật nghe xong sắc mặt trở nên lạnh tanh nói bằng giọng điệu âm trầm, nếu như để những người từng nhận được ơn của ông cụ biết được chuyện này, e là nhà họ Tề và nhà họ Lý sẽ bị nuốt sạch trong vòng một đêm. Đường Tuấn nói, chú Diệp, cháu có thể giải quyết những việc dâu rìa này. Trước khi chúng ta chống lại được lực lượng của đường Quốc Hoa, cháu không muốn để người khác biết thân phận của cháu. Diệp Nam Nhật nhìn thoáng qua đường Tuấn, nói chú đã biết. Có điều cháu là cháu nội của ông cụ, chú cũng không thể để cháu chịu tủi nhục. Thế này đi, Chú để Thanh Phương làm vệ sĩ cho cháu, đến lúc đó chú dám đảm bảo người nhà họ Lý sẽ không dám động vào cháu." Đường Tuấn cười khổ nói, "Chú Diệp, đừng như vậy. Chút năng lực tự bảo vệ mình cháu vẫn có. Nếu để Diệp Thanh Phương đi theo anh, chỉ sợ không được mấy ngày thì anh sẽ trở thành danh nhân của Đại học Vinh, thậm chí là cả thành phố Vinh luôn. Thử nghĩ đi, có thể để một cậu ấm hàng đầu của thành phố Vinh làm vệ sĩ, không muốn làm người khác chú ý cũng khó." Diệp Nam nhật cười một tiếng ông ta cũng nghĩ đến việc quan trọng nói nếu như vậy thì theo ý cháu đi có điều nếu gặp phải phiền phức nhất định phải nói ngay với chú ông cụ đi rồi dù sao chú cũng không thể để cháu trai của ông ấy chịu ớt ức trên địa bàn của chú đường tuấn gật đầu đồng ý sau khi nói vài câu chuyện phiếm với diệp nam nhật thì đứng dậy ra về còn về hợp đồng cổ phần kia thì tạm thời anh để cho diệp nam nhật bảo quản đường tuấn ra về không bao lâu Diệp Thanh Phương nổi giận tìm đến văn phòng Diệp Nam Nhật, nói cha, sao cha có thể để thằng nhãi danh kia ra về như vậy chứ? Diệp Nam Nhật hơi mở mắt, nói, vậy con thấy cha nên làm thế nào? Diệp Thanh Phương cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên là để con đánh anh ta một trận, dạy anh ta cách làm người rồi. Bốp! Diệp Thanh Phương còn chưa nói xong, Diệp Nam Nhật lập tức nện tập tài liệu trên tay lên người anh ta, giọng nói trở nên lạnh lẽo, nói con vẫn chưa đủ tư cách dạy cậu ấy làm người thế nào. Còn nữa, nếu như để cha biết con đi gây chuyện với cậu ấy, thì đừng trách cha không khách sáo với con. Diệp Thanh Phương mặc cho tập tài liệu cứ một vết sách trên mặt mình, giật mình đứng ngây ra đó, có hơi không biết nên làm gì. Anh ta thật sự không hiểu rõ, vì sao cha già của mình lại trở thành như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi hai người đã nói gì đó, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Nam Nhật, Diệp Thanh Phương thấy giật mình, anh ta biết lời vừa rồi của diệp nam nhật không phải là nói đùa cha à diệp thanh phương muốn nói lại thôi diệp nam nhật thở dài đứa con nuôi này của ông ấy chỗ nào cũng tốt chỉ là trí khí quá cao ông ta xua tay nói con đi gọi hai giám đốc của bộ phận nghiên cứu phát minh đến đây cho cha diệp thanh phương siết chặt nắm tay vẻ mặt không cam lòng trong lòng lại thầm tính toán một chuyện nếu diệp nam nhật không cho anh ta gây rắc rối cho đường tuấn vậy thì anh ta không đi có điều dùng thủ đoạn của cậu cả Diệp anh ta, muốn chỉnh một thằng nhãi không có bối cảnh ở thành phố Vinh, vốn dĩ chẳng cần anh ta tự ra tay. chương 20 Nguyễn Ngọc Lan bị bệnh. Trong lúc Đường Tuấn và Diệp Nam Nhật đang nói chuyện phiếm, thì nhà họ Lý đã trở nên nhốn nháo. Chuyện là vậy. Nguyễn Ngọc Lan hẹn mấy người chị em tốt đi dạo phố, nhưng vừa mới dạo được một nửa, Nguyễn Ngọc Lan cảm thấy đau bụng, vì thế đi vào WC một mình, mấy người chị em của bà ta không để ý nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy Nguyễn Ngọc Lan trở về, bọn họ mới nhận ra có gì đó không đúng. Vừa chạy đến WC đã phát hiện Nguyễn Ngọc Lan ngất xỉu trong phòng WC, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Mấy người chị em lập tức hoảng sợ, người thì lấy di động ra gọi xe cấp cứu, người thì gọi điện thông báo cho người nhà họ Lý. Khi Lý Quang Huy chạy tới bệnh viện, bác sĩ mới vừa kiểm tra toàn thân cho Nguyễn Ngọc Lan, ông ta thấy nguyễn ngọc lan mặt mày tái nhợt nằm ở trên giường bệnh thì rất là đau lòng lúc này nguyễn ngọc lan đã tỉnh lại nhưng mà cơ thể không còn chút sức nào muốn nhổm người cũng không làm được trần an nguyễn ngọc lan xong lý quang huy ra hiệu cho bác sĩ chủ trị theo ông ta đi ra ngoài bác sĩ cao rốt cuộc bà xã của tôi bị bệnh gì có nghiêm trọng không lý quang huy vội vàng hỏi bác sĩ cao thở dài ông ta lắc đầu nói nói thật tôi cũng không đoán ra được bà lý mắc bệnh gì Tôi đã làm kiểm tra toàn thân cho bà Lý, nhưng kết quả kiểm tra thể hiện bà Lý vô cùng khỏe mạnh, nhưng theo miêu tả của bà ấy thì cả người không có sức, cơ thể còn hơi đau nhẹ. Thật sự quá kỳ lạ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hơn nữa đối phương là bà xã của Lý Quang Huy, chỉ sợ bác sĩ Cao sẽ nghĩ là có người muốn đùa ông ta. Nghe thấy bác sĩ Cao nói như vậy, trong mắt Lý Quang Huy hiện lên một tia kinh hoàng. Bác sĩ Cao trước mặt này chính là chuyên gia nổi tiếng của thành phố Vinh hành nghề y đã hơn 20 năm. Tuy rằng không bằng thẩm dũng, nhưng cũng cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Vinh. Đến mức có không ít bệnh nhân ở thành phố khác nghe danh tiếng mà kéo đến. Nhưng bây giờ bác sĩ Cao đã nói như vậy, vậy chẳng phải nói là bà xã ông ta mắc một loại bệnh kỳ quái không nhìn ra được. Bác sĩ Cao, nếu không ông kiểm tra lại một lần nữa. Lý Quang Huy hỏi, vẻ mặt bác sĩ Cao nghiêm lại, nói có kiểm tra thêm mấy lần nữa cũng giống nhau thôi, chẳng lẽ tôi lại lừa gạt ông chủ lý người khác sợ lý quang huy nhưng bác sĩ cao không muốn chiếm thứ gì từ chỗ ông ta nên cách nói chuyện với lý quang huy cũng không quá mức khách sáo vậy làm phiền bác sĩ cao lý quang huy hơi hồi phục tinh thần nói vừa rồi chẳng qua ông ta ôm một tia ảo tưởng mà thôi bác sĩ cao dặn dò vài câu bảo nguyễn ngọc lan nghỉ ngơi cẩn thận linh tinh rồi quay người đi lúc này lý ngọc mai cũng chạy đến bệnh viện Nhìn thấy cha thất thần đứng ngoài cửa thì hoảng sợ, cô ta nhanh chóng đi lên dò hỏi. Sau khi hỏi ra, vẻ mặt Lý Ngọc Mai cũng trở nên tái nhợt. Ngày hôm qua mẹ cô ta vẫn còn khỏe mạnh, hôm nay đã bị bác sĩ thông báo mắc một căn bệnh kỳ quái không rõ nguyên nhân, loại chuyện này có ai chấp nhận cho được. Lúc này trong đầu Lý Ngọc Mai đột nhiên nổ tung một tia sáng, bỗng nhiên nhớ tới lời nói mấy ngày trước của Đường Tuấn. Lúc ấy Đường Tuấn nói cơ thể Nguyễn Ngọc Lan có bệnh nhẹ, bảo nên để bà ta đi kiểm tra sớm. Nhưng khi đó Lý Ngọc Mai và Lý Quang Huy đều coi lời của anh ta như là trò đùa, không để trong lòng. Bây giờ nghĩ là vậy mà Đường Tuấn đã nói đúng. Chẳng lẽ lúc ấy không phải là anh ta nói cho vui thôi? Trong mắt Lý Ngọc Mai hiện lên vẻ không dám tin, lẩm bẩm nói, nhưng khi đó anh ta chỉ mới nhìn vài lần, còn chưa bắt mạch nữa. Sao có thể, chỉ vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra bệnh trong cơ thể, việc này cần phải có y thuật cao siêu đến đâu mới có thể làm được? Lý Quang Huy nghe thấy con gái nói như vậy, cũng nhớ lại lời Đường Tuấn đã nói trên bàn ăn ngày hôm đó. Cơ thể hơi run lên một chút, nếu y thuật của Đường Tuấn thật sự lợi hại như vậy thì thật là khủng khiếp. Phải biết rằng, anh còn chưa đến 30 tuổi nữa. "Cha, nếu không mời anh ta đến đây thử một chút." Lý Ngọc Mai do dự nói. Sắc mặt Lý Quang Huy khẽ thay đổi, nếu như từ hai ngày trước, ông ta nhất định sẽ không có ý kiến gì. Nhưng mà ngày hôm qua ông ta đã gặp đường Tuấn, còn chế nhạo đối phương vài câu. Lúc này đi tìm đường Tuấn, bảo ông ta để mặt mũi ở đâu đây. Đây chẳng phải là tự mình tát vào mặt mình. Dù sao ngày hôm qua ông ta còn nói người ta là một tên nhãi nhép không lên nổi mặt bàn. Chưa tới một ngày đã có việc đi cầu người ta. Loại chuyện này Lý Quang Huy tự nhận mình không thể nào làm được. Có điều Lý Quang Huy cũng không dám nói những việc này với con gái của mình. Hư... Lý Quang Huy trầm giọng nói, có lẽ là lúc ấy thằng nhóc kia nói lung tung mà chúng thôi. Tuổi còn nhỏ, y thuật có cao siêu thì có thể lợi hại đến mức nào chứ? Cha không tin mỗi năm Lý Quang Huy cha quyên cho bệnh viện nhiều máy móc chữa bệnh như vậy, mà không điều trị được bệnh cho vợ mình. Nhưng mà cha, bệnh của mẹ phải làm sao đây? Lý Ngọc Mai vội vàng hỏi. Lý Quang Huy suy nghĩ một lát, nói, không phải thành phố Vinh chúng ta còn một vị danh y sao? Cha là nói giáo sư Thẩm Dũng? Lý Ngọc Mai cũng lập tức nghĩ đến. Lý Quang Huy gật đầu, nói con ở đây chăm sóc cho mẹ, cha đi mời giáo sư Thẩm đến đây. Ông ta không tin, chẳng lẽ bác sĩ cả thiên hạ này đều không trị được bệnh của Nguyễn Ngọc Lan, chỉ có một mình Đường Tuấn mới trị được sao? Thẩm Dũng nhanh chóng được người nhà họ Lý mời đến viện điều dưỡng cao cấp của thành phố Vinh, sau khi nghe thuật lại đơn giản bệnh tình của Nguyễn Ngọc Lan, Thẩm Dũng bắt đầu bắt mạch, châm cứu cho Nguyễn Ngọc Lan. Nhưng sau khi bắt mạch xong, vẻ mặt của ông dần trở nên rất tệ giáo sư thẩm bệnh của mẹ tôi thế nào lý ngọc mai sốt ruột hỏi nguyễn ngọc lan khẩn trương nhìn thẩm dũng bàn tay bà ta siết chặt tấm chăn lại dường như sợ nghe từ miệng thẩm dũng một căn bệnh không còn đường cứu nào đó khuôn mặt bà ta đã hồi lại chút máu nhưng mà vẫn còn rất tái khóe môi cố sức muốn nở một nụ cười nhưng ở phần bụng dưới truyền đến từng cơn đau nhẹ khiến nụ cười của bà ta trông hơi cứng đờ bởi vì tạm thời không có cách chuẩn đoán được bệnh, nên đám người bác sĩ cao không dám tiêm thuốc giảm đau cho Nguyễn Ngọc Lan. Vì thế bà ta chỉ có thể cố chịu. Thẩm Dũng thở dài, nhìn mọi người nhà họ Lý, nói bệnh của bà Lý thật sự là tôi chưa gặp lần nào trong đời. Nếu như tôi chuẩn bệnh không sai, hẳn là mạch máu nào đó trong cơ thể bà ấy bị tắc nghẽn, nên mới dẫn đến đau từng cơn. Mạch máu tắc nghẽn, Lý Ngọc Mai nghe vậy thì khuôn mặt lập tức thay đổi bà ta nhớ dường như lúc trước đường tuấn cũng nói như thế nếu giáo sư thẩm đã trần ra bệnh vậy thì hẳn ông sẽ phương pháp điều trị lý quang huy nghe vậy lập tức nói chỉ cần giáo sư thẩm có thể chữa khỏi bệnh cho bà xã của tôi ông muốn gì tôi cũng đều đồng ý với ông giáo sư thẩm nhìn thoáng qua lý quang huy nói ông chú lý thầy thuốc như mẹ hiền nếu tôi có thể chữa khỏi bệnh cho bà lý thì dù ông không ra điều kiện gì tôi cũng sẽ thử một chút nhưng tiếc là năng lực tôi hạn hẹp không có cách nào chữa khỏi căn bệnh kỳ quái của bà ấy. Khóe môi giáo sư Thẩm nở nụ cười khổ, ông cũng chỉ có thể kết luận qua loa là kinh mạch bị tắc nghẽn, còn cụ thể là kinh mạch nào thì ông không có cách chuẩn đoán được, huống chi là điều trị. Thẩm Dũng vừa dứt lời, trong phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh. Tiếp theo đó là tiếng khóc nấc của Nguyễn Ngọc Lan, đến Thẩm Dũng cũng không có cách, vậy chẳng phải là nói bà ta chẳng sống được bao lâu nữa. Nghĩ đến đây, Nguyễn Ngọc Lan đã không thèm quan tâm dáng vẻ của bà chủ nhà giàu nữa, bật khóc ngay trước mặt nhiều người như thế, nước mắt chảy ràn rụa, tờ giấy quảng cáo màu trắng đã bị bà ta khóc thầm ướt một mảng to. Lý Quang Huy nghe tiếng khóc thút thít của Nguyễn Ngọc Lan, trong lòng ông ta cảm thấy cực kỳ phiền muộn và bất lực. Ông ta luôn cảm thấy dựa vào thủ đoạn và năng lực của mình thì có thể có được bất cứ thứ gì ông ta muốn, nhưng bây giờ đến người phụ nữ mà mình yêu ông ta cũng không bảo vệ được. Giáo sư Thẩm chẳng lẽ ông không có cách nào sao? Lý Ngọc Mai kiệt sức, đầy bi thương hỏi. Ngược lại vào lúc này cô gái này lại có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Thẩm Dũng im lặng một lúc, nói trừ phi ông cụ y thánh nhà họ đường vẫn còn, có lẽ ông cụ có thể điều trị được cho bà Lý. Có điều ông cụ đường đã qua đời. Đúng lúc này, trong đầu Thẩm Dũng bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng đường Tuấn chữa bệnh cho Thẩm Ngọc Nhu, không khỏi bật thốt, có lẽ còn có một vị có thể chữa khỏi bệnh của bà Lý. Là ai? Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai đồng thanh hỏi. Thẩm Dũng nói, coi như người này là một người bạn của tôi đi. Có điều tuổi tác của người bạn này thua ông hơi nhiều, tuổi của Thẩm Dũng cũng đủ làm ông nội của anh. Chương 21 yêu cầu. Vậy làm phiền giáo sư Thẩm nhanh chóng mời người bạn của ông qua đây. Chỉ cần ông ấy có thể chữa lành bệnh cho vợ tôi, tôi có thể đồng ý bất cứ điều gì ông ấy muốn. Lý Quang Huy nói. Ông ta vẫn đang cân nhắc xem có nên kéo bộ mặt già nua đi mời Đường Tuấn hay không, dù sao thì đối phương có thể xem ra bệnh của Khổng Ngọc Lan, nói không chừng có khả năng trị bệnh. Bây giờ nghe giáo sư Thẩm nói vẫn còn người có thể chữa khỏi bệnh cho Khổng Ngọc Lan, gánh nặng trong lòng ông ta cũng dần buông xuống, ít nhất như vậy thể diện của ông ta cũng được bảo vệ. Lúc này Lý Quang Huy đang vội vàng nên quên hỏi đối phương là ai, nếu không, chỉ sợ ông ta sẽ không chấp nhận ý kiến này. Tính mạng của ông ta đang bị đe dọa giáo sư thẩm cũng không dám chậm chế, nói ngay, vậy thì tôi sẽ gọi điện hỏi thăm, nhưng tôi không biết anh ấy có đồng ý ra tay giúp đỡ hay không. Làm phiền giáo sư thẩm rồi, Lý Quang Huy cảm kích nói. Ừ, thẩm dũng đáp lại, sau đó ông ta lấy điện thoại trong túi ra, đi đến góc hành lang của bệnh viện, gọi cho đường Tuấn. Khi Đường Tuấn nhận được cuộc gọi của Thẩm Dũng, anh đang đọc một cuốn sách y học trong thư viện. Bây giờ anh Trương, chị Vương và những người khác hoàn toàn không dám để ông rời con này làm việc, Đường Tuấn cũng không thèm nhìn vẻ mặt nịnh nọt của bọn họ, cứ như vậy trốn trong thư viện đọc sách, cố gắng thư giãn. Bệnh nhân mà ông đang nói đến là vợ của Lý Quang Huy, đúng không? Sau khi nghe Thẩm Dũng giải thích ngắn gọn, Đường Tuấn nói. Tình trạng của Khổng Ngọc Lan rất đặc biệt, Đường Tuấn làm sao có thể quên được. Thẩm Dũng ngẩn ra, nói, đúng vậy, người anh em Đường, anh từng khám bệnh cho bà ta sao? Đường Tuấn nhếch khóe miệng, nói tôi có gặp bà ta và đích xác là bà ta có bệnh, nhưng bọn họ cho rằng tôi bịa đặt lung tung, hoàn toàn không tin tôi nói. Thật là ngu xuẩn. Trong lòng Thẩm Dũng dần nhận ra, dường như nhà họ Lý và Đường Tuấn có chút mâu thuẫn. Nhưng người nhà họ Lý cũng thật là, y thuật của người anh em Đường cao như vậy, đến cả ông già như ông ta cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng, bọn họ nói anh ấy đang bịa đặt lung tung. Nếu đúng như vậy, chẳng phải thẩm dũng ông đã sống như một con chó trong suốt quãng đời còn lại của mình. Người anh em đường, anh xem, thẩm dũng ngập ngừng hỏi. Ông sợ đường Tuấn ngăn cản khổng Ngọc Lan điều trị bệnh, nếu như vậy bà Lý thực sự phải nằm chờ chết. Vì đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, ông vẫn không muốn nhìn thấy cảnh này. Đường Tuấn trầm lặng một lúc, anh sinh ra trong gia đình y thánh nhà họ đường, từ nhỏ lão gia đã dạy anh trị bệnh, cứu người là trách nhiệm của bản thân. Nếu anh không biết, anh có thể coi chuyện đó không liên quan tới mình. Nhưng bây giờ anh không thể đứng nhìn một sinh mệnh mất đi. Muốn tôi trị bệnh cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu." Đường Tuấn nói. "Yêu cầu là gì?" Thẩm Dũng nói. "Ha ha, để nhà họ Lý rời đi hết, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ có mặt ở đó. Nếu ông không đồng ý thì hãy bảo bọn họ mời người tài giỏi khác. Còn nữa tôi không muốn bọn họ biết người đó là tôi." Đường Tuấn lạnh lùng nói. Sau sự việc ngày hôm qua, anh hoàn toàn không có ấn tượng tốt với nhà họ Lý. Cái này, Thẩm Dũng do dự. Ông có thể hỏi Lý Quang Huy, Đường Tuấn nói, anh cũng không muốn làm khó Thẩm Dũng. Thẩm Dũng cầm điện thoại, đi về phía Lý Quang Huy và những người khác rồi nói, anh ấy đồng ý chữa bệnh cho bà Lý, nhưng anh ấy có một yêu cầu. Tốt quá, miễn là anh ấy có thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi. Tôi có thể đồng ý với bất cứ điều gì, Lý Quang Huy nói một cách không do dự hoàn toàn không ngang ngược. Anh ấy muốn mọi người nhà họ Lý tạm thời rời đi. Thẩm Dũng nói. Lý Quang Huy ngơ người, chưa kịp nói chuyện, Bạch Lão đã hử lạnh một tiếng, nói, hoang đường. Chữa bệnh cho người ta mà đòi bảo người nhà bệnh nhân rời đi. Nếu anh ta làm chuyện gì với bà chủ thì ai sẽ gánh chịu hậu quả? Thẩm Dũng, anh ta là người như thế nào? Thẩm Dũng không cúp máy, Đường Tuấn có thể cảm nhận được sự ngang ngược và tức giận trong giọng điệu của Bạch Lão qua điện thoại anh nhếch khóe miệng diếu cợt cũng chỉ có họ Lý nhà các người ngang ngược kiêu ngạo không cho phép người khác đưa ra yêu cầu quá đáng trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy lúc này Lý Quang Huy mới bình tĩnh một chút khôi phục lại trạng thái bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Dũng nói anh ta thật sự đã nói như vậy sao Thẩm Dũng gật đầu cười khổ yêu cầu của Đường Tuấn quả thật rất quá đáng nhưng mà Thẩm Dũng không thể không truyền đạt lại dù sao thì cháu gái bệnh của cháu gái Thẩm Ngọc Như của ông ta vẫn phải nhờ đến Đường Tuấn không biết bạn của thẩm giáo sư là bác sĩ đến từ thành phố nào tôi chưa bao giờ từng nghe bác sĩ của thành phố nào mà có những quy tắc kỳ lạ như vậy lý quang huy ép hỏi thẩm dũng lắc đầu nói bạn của tôi không muốn tôi nói tên ra xin hãy tha thứ cho tôi giám đốc lý lý quang huy giật mình không hiểu vì sao ông ta cảm thấy người bạn trong miệng thẩm dũng hình như không coi nhà họ lý ra gì chỉ là ông ta thật sự không nhớ nổi mình đã đắc tội với một nhân vật như vậy từ khi nào Ba, ba phải nhanh chóng đưa ra quyết định, không phải bảo chúng ta rời đi trước sao. Đồng ý là được, Lý Ngọc Mai lo lắng, cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Khổng Ngọc Lan trong phòng bệnh, tim cô quặn thắt lại. Không biết Khổng Ngọc Lan đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, lông mày cao lại, dường như đang chịu đựng đau đớn. Lý Quang Huy cũng nhìn thấy cảnh này, thở dài, nói, được rồi. Chỉ cần bạn của giáo sư thẩm có thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi, tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của anh ấy đột nhiên giọng điệu của ông ta trở nên lạnh lùng hơn nói nhưng nếu anh ta không chữa được bệnh cho vợ tôi ha ha đừng trách lý quang huy tôi trở mặt không nhận người ở thành phố vinh này chưa có người nào mà tôi không thể tìm thấy khi nói ông ta nhìn điện thoại trong tay thẩm dũng như thể nó được gửi cụ thể cho đường tuấn ở đầu dây bên kia thẩm dũng khẽ gật đầu sau đó nhấc máy không cần ông lên tiếng đầu bên kia đã chuyển đến đường tuấn trầm giọng nói để bọn họ rời đi Tôi sẽ tới ngay. Nửa giờ sau, trong phòng bệnh nơi Khổng Ngọc Lan đang nằm, chỉ có ba người trong phòng, Thẩm Dũng, Đường Tuấn và Khổng Ngọc Lan đang hôn mê. Trên mặt Thẩm Dũng vẫn còn một vẻ kinh ngạc, chỉ là cách đây vài phút, Đường Tuấn đã nhảy từ cửa sổ của phòng bệnh vào đây. Phải biết rằng phòng bệnh này ở tầng 3, hơn nữa bệnh viện nơi Khổng Ngọc Lan nằm không phải là một bệnh viện bình thường, mà là một viện dưỡng lão cao cấp của nhà họ Lý, người bình thường không thể nào vào được. Đường Tuấn ngồi ở mép giường, bắt mạch cho Khổng Ngọc Lan, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. "Người anh em Đường, thế nào rồi?" Thẩm Dũng hỏi, bây giờ ông càng ngày càng tò mò về Đường Tuấn, không chỉ có y thuật mà còn tài nghệ của anh. Nếu là người thường, Thẩm Dũng tuyệt đối không tin. Đường Tuấn rút ngón tay ra khỏi cổ tay của Khổng Ngọc Lan, cười lạnh, "Ha ha. Hình như có người muốn lấy tính mạng vợ của Lý Quang Huy." Thẩm Dũng sừng sốt, nghẹn ngào, "Người anh em Đường Ý của anh có phải là bệnh của Khổng Ngọc Lan là giả không? Đường Tuấn gật đầu, lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Ngọc Lan, hắn phát hiện nước da của bà ta có chút không đúng, còn tưởng rằng đó chỉ là biến đổi bệnh lý của cơ chế cơ thể. Nhưng sau lần chẩn đoán bắt mạch vừa rồi, anh biết rằng phán đoán của mình đã sai. Bệnh của Khổng Ngọc Lan chắc chắn không phải vấn đề về thể chất mà do bị hạ độc. Nhưng mà, cả tôi và bác sĩ Cao đều đã kiểm tra bà ấy, không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu ngộ độc nào. Thẩm Dũng hỏi. Trong mắt Đường Tuấn hiện lên vẻ lạnh lùng, nói: "Độc dược trong người bà ấy tên là Hoa Tiên Tử." "Hoa Tiên Tử, không phải độc tố mạnh, dùng một lượng nhỏ có thể kích thích tiềm lực cơ thể con người trong thời gian ngắn, làm cho cơ thể khỏe hơn. Nhưng nếu uống lâu thì khí huyết và kinh mạch trong cơ thể sẽ khô héo và suy yếu do vượt quá mức chịu đựng, cuối cùng chết trong đau đớn." Nhìn tình trạng hiện tại của bà ấy, tôi sợ là đã trúng độc được nửa năm rồi nếu còn muộn hai tháng nữa thì đến cả ông trời cũng không thể cứu bà ấy. Đường Tuấn cũng kinh ngạc, hoa tử tiên này không phải là một loại độc dược thông thường, hay chính xác hơn là một loại độc dược cổ. Anh cũng vô tình nghe ông nội nói về nó một lần, sau đó anh mới biết điều này. Người anh em đường, nếu vậy thì có cách nào chữa khỏi không? Thẩm Dũng lo lắng hỏi, ông còn chưa từng nghe nói về hoa tiên tử, nhưng nghe đường Tuấn nói lời này, chắc chắn nó là một loại độc dược cực mạnh. Đường Tuấn khẽ gật đầu nói, không phải là vấn đề lớn. Ông đi tìm một cái ly và một con dao cho tôi. Chương 22 cổ trùng. Thẩm Dũng nhanh chóng tìm được một cái thủy tinh to bằng lòng bàn tay và một con dao đã khử trùng, đứng bên cạnh Đường Tuấn, muốn nhìn Đường Tuấn chữa trị. Thẩm Dũng không muốn bỏ lỡ cơ hội xem này. Đường Tuấn khử trùng kim bạc, sau đó anh cầm ba cây kim bạc trên tay cử động của cổ tay sáu cây kim bạc đã được cắm vào một số huyệt đạo trên cơ thể của khổng ngọc lan như thể chúng có mắt đuôi kim khẽ run lên tựa như lá liễu trước gió nhưng với âm thanh khẽ run lên trong cơ thể của khổng ngọc lan thật sự phát ra một tiếng chít chít rất nhẹ âm thanh đó mang theo vài phần tức giận và hoảng sợ đương nhiên thẩm dũng không thể nghe thấy giọng nói này khi đường tuấn nghe thấy giọng nói này khóe miệng tràn đầy sự diễu cợt quả nhiên là như vậy vừa rồi sáu cây kim bạc trực tiếp phong ấn một số mạch máu trong cơ thể khổng ngọc lan đồng thời nhốt cổ trùng thẩm dũng vô cùng bàng hoàng khi lại được nhìn thấy kỹ thuật châm cứu thiên nữ tán hoa nhưng điều càng khiến cho ông giật mình còn ở phía sau chỉ thấy đường tuấn đưa tay lên khai cầm lấy con dao nhỏ mũi dao sắc bén xẹt qua cổ tay của khổng ngọc lan một vết thương nhỏ như sợi tóc lập tức xuất hiện máu tươi chảy ra từng chút một nhỏ giọt trên mặt đất tiếp theo đường tuấn dùng một tay véo cánh tay phải của khổng ngọc lan rồi rút một cây kim bạc gần cánh tay phải ra. Nếu thị lực đủ tốt, có thể thấy ngay lúc kim bạc rút ra, trên cánh tay trắng như tuyết của Khổng Ngọc Lan xuất hiện một điểm nhỏ, điểm nhỏ lao về phía lòng bàn tay bà với tốc độ chậm. Đang đợi mày đây, Đường Tuấn thầm nói trong lòng, đồng thời vận chuyển chân khí bao trùm lên trên tay, bắt đầu xoa bóp trên cánh tay phải của Khổng Ngọc Lan. Mà cái điểm nhỏ kia, thuận theo sự xoa bóp của Đường Tuấn, nó nhích dần về phía cổ tay của Khổng Ngọc Lan. Xì, si, một tiếng nho nhỏ, lượng máu ở cổ tay Khổng Ngọc Lan đột nhiên tăng lên rất nhiều. Đường Tuấn nhận lấy chai thủy tinh từ trong tay thẩm dũng, một lát sau lấy vết máu đỏ tươi ra, sau đó nhanh chóng đóng nắp lại. Khổng Ngọc Lan khịt mũi, sắc mặt vẫn rất tái nhợt, nhưng đôi mày cao lại của bà ta đã dịu đi. Làm xong việc này, Đường Tuấn thở phào nhẹ nhõm, rút từng chiếc kim bạc ra. Sau khi cầm máu cho Khổng Ngọc Lan, gương mặt Đường Tuấn nhẹ nhõm hẳn. Anh nâng chiếc chai thủy tinh trên tay lên, nhìn nó. Máu trong chai thủy tinh có khoảng 20 đến 30 ml, trong máu có thể nhìn thấy một điểm đen đang bơi, va và vào thành chai một cách tuyệt vọng, phát ra một tiếng pipo nhỏ. Đây là, lúc này Thẩm Dũng cũng nhìn thấy sự kỳ lạ trong bình thủy tinh, vẻ mặt có chút không dám tin. Cổ trùng, Đường Tuấn cười lạnh nói, loại cổ trùng này có thể rất tốn thời gian công sức, xem ra để đối phó với Lý Quang Huy, đối phương thực sự dành nhiều tâm huyết. Cổ trùng, thẩm dũng cao mày hỏi, trên đời này thật sự có chuyện như vậy sao? Đường Tuấn thở dài, nói, đương nhiên là có rồi. Cổ trùng cũng là một phần của y học. Một số người giỏi nuôi cổ trùng thậm chí có thể thông qua việc điều khiển cổ trùng để cắt nuốt các mô bệnh của cơ thể người. Được rồi, bệnh của khổng ngọc lan không sao rồi, nghỉ ngơi một khoảng thời gian có lẽ không có gì đáng ngại nữa đâu. Vậy còn những thứ này, thẩm dũng nói. Ha ha, nói luôn với nhà họ Lý đi, ít nhất cũng cho bọn họ biết bọn họ được ai nhớ đến. Đường Tuấn nói, cho dù là anh khi đối mặt với kỹ thuật cổ vô cùng nham hiểm này, cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu, đừng nói đến là nhà họ Lý. Cùng lúc đó, ở khu ổ chuột cách xa thành phố. Bốn bức tường trong phòng đều được che bằng rèm đen, trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, toát ra ánh sáng nhàn nhạt. Những con trùng kỳ lạ và những hoa cỏ được thêu trên những tấm rèm đó, tạo cho cả căn phòng một bầu không khí kỳ lạ một bà lão ăn mặc kỳ quái đang ngồi xếp bằng trên mặt đất mái tóc hoa dâm bệnh thành bím vương vãi quanh người quần áo trên người bà có màu đen trắng trên đó có thêu những hoa văn kỳ dị giống như những đám mây trắng nhưng cũng giống như sợi tóc bà đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng đột nhiên hai mắt mở ra trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệch làm sao có thể cổ trùng bị phá rồi bà lão kinh ngạc thì thầm cổ trùng được kết nối với trái tim và máu của bà bà có thể cảm thấy rằng cổ trùng đã ra khỏi cơ thể của người phụ nữ nhà họ lý kia đang bị mắc kẹt nhưng càng như vậy bà càng tức giận bên kia nhốt con cổ trùng lại rõ ràng muốn dụ bà đến cửa là ai vậy ở thành phố vinh có người giỏi như vậy sao bà lão run lên con cổ trùng đó đã được bà nuôi dưỡng vô cùng gian khổ nó hung dữ hơn nhiều so với những con cổ trùng bình thường nhưng bây giờ bị người ta nhốt lại sao bà không ngạc nhiên được làm sao không tức giận có chuyện gì vậy bà? Đúng lúc này, có giọng nói lanh lảnh như chim vàng anh từ ngoài nhà truyền đến, nhưng giọng nói có vẻ hơi yếu ớt, tạo cho người ta cảm giác yếu ớt, giống như ngọn nến trước gió. Khuôn mặt nhăn nheo của bà lão hiện lên sắc thái dịu dàng hiếm thấy, nói với người bên ngoài qua cánh cửa, không sao đâu. Chỉ là chút việc nhỏ, bà có thể giải quyết. Thân thể con thế nào rồi? Giọng cô gái lại truyền từ ngoài cửa vào, kể từ khi con uống thuốc mà bà mang về lần trước, đã tốt hơn nhiều tốt quá, bà lão nhẹ nhõm nói. Đồng thời trong mắt bà hiện lên một tia tàn nhẫn, tuy rằng bà biết đối phương đang cố ý dẫn mình tới, thậm chí có thể có lẽ tu vi của đối phương còn hơn cả tu vi của bà, nhưng vì cháu gái của bà cho nên bà bắt buộc phải lấy lại con cổ trùng đó. Đường Tuấn vội vàng quay về nghiên cứu con cổ trùng trong tay, sau khi nói vài câu ngắn gọn với thẩm dũng rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, rời khỏi bệnh viện. Chiều cao của tòa nhà ba tầng dưới bước chân của anh dường như không tồn tại, nhảy xuống đất không phát ra âm thanh gì, giống như những võ lâm cao thủ để lại dấu vết trên tuyết. Thẩm Dũng nhìn bóng lưng rời đi của Đường Tuấn, vẻ mặt có chút phức tạp. Mới quen hai ngày nhưng chàng trai này đã mang đến cho ông nhiều bất ngờ, còn nhiều hơn cả nửa đời người mà ông đã trải qua. Một lúc sau, nhà họ Lý đến, Khổng Ngọc Lan mới tỉnh dậy. Em thấy thế nào rồi? Lý Quang Huy ngồi ở bên giường vừa đỡ Khổng Ngọc Lan, vừa quan tâm hỏi. Khổng Ngọc Lan phút chốc cảm nhận được trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, giọng nói yếu ớt, nói tốt hơn nhiều rồi. Hết đau rồi, anh gọi bác sĩ qua đây đi. Lần này em nhất định phải cảm ơn người ta. Bệnh tình phát tác chưa đầy nửa ngày, nhưng Khổng Ngọc Lan cảm thấy mình sống không bằng chết. Khi nghĩ đến cơn đau đó, bà cảm thấy ra đầu ngứa ran. Họ nhà lý trong phòng nghe vậy, quay lại nhìn Thẩm Dũng đang đứng trong góc. Giờ đây bọn họ ngày càng cảm thấy hứng thú với vị bác sĩ bí ẩn kia. Ngay cả bác sĩ cao và giáo sư Thẩm cũng bất lực với căn bệnh quái ác nhưng anh ta đã chữa khỏi. Thành phố Vinh làm gì có bác sĩ nào giỏi như vậy? Ha ha, bạn tôi không muốn tôi nói tên ra, tôi nghĩ giám đốc Lý sẽ không ép tôi." Thẩm Dũng cười nói. Lý Quang Huy gật đầu nói, "Đương nhiên là không, xin giáo sư Thẩm gửi lời giúp tôi đến cho bạn của ông. Nếu sau này có cần gì thì cứ nói với Lý Quang Huy tôi." Ông ta thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Khổng Ngọc Lan đã khỏi bệnh rồi, cuối cùng ông cũng không phải buông bỏ thể diện để tìm tên tiểu tử Đường Tuấn. Thẩm Dũng đồng ý, đột nhiên nói, "Giám đốc Lý, bạn của tôi có chuyện nhờ tôi nói cho ông." Ồ, Lý Quang Huy hơi nhướng mày. Thẩm Dũng nói nhỏ, "Anh ấy nói bệnh tình của bà Lý không phải do thân thể của bà, mà là có người muốn gây bất lợi cho bà ta, cho nên bảo ông sớm đề phòng." Chương 23. "Cái gì?" Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai kêu lên. Không thể nào, Bạch lão đồng thời trầm giọng nói, một số nhân vật quan trọng trong nhà họ Lý đều do anh ta chịu trách nhiệm, nếu nói rằng bệnh tình của Khổng Ngọc Lan là do có người bí mật ra tay, vậy không phải là anh ta sơ suất sao? Anh ta không gánh nổi trách nhiệm này. Trước phản ứng của mọi người nhà họ Lý, Thẩm Dũng cười nhạt, nói tôi đã chuyển lời rồi. Về phần nhà họ Lý ông định làm gì, đó là việc của ông. Ở đây không còn việc gì nữa, cho nên tôi xin phép về trước. Sau đó Thẩm Dũng đứng dậy rời khỏi phòng. Trong phòng, Lý Quang Huy, Lý Ngọc Mai, Khổng Ngọc Lan và Bạch lão nhìn nhau, rõ ràng bọn họ bị sốc với lời Thẩm Dũng nói. "Ba, phải làm sao đây?" Lý Ngọc Mai sợ hãi hỏi. "Giám đốc Lý, không thể nào, không thể nào có người ra tay với bà chủ dưới mắt tôi được." Bạch lão giải thích, những năm nay ở bên cạnh Khổng Ngọc Lan, ngoại trừ vài lần phải ra tay, cuộc sống của anh ta hoàn toàn nhàn hạ nếu như chỉ vì một câu nói mà khiến lý quang huy không còn tín nhiệm anh ta nữa vậy những ngày tháng tốt đẹp của anh ta sau này có lẽ sẽ kết thúc rồi nghĩ đến đây anh ta cảm thấy có chút oán hận vị bác sĩ chưa từng gặp mặt đi khám thì đi khám bệnh sao nói nhiều vậy lý quang huy im lặng bình thường bạch lão đã dành phần lớn thời gian ở bên cạnh ông ta còn khổng ngọc lan có nhiều bạn bè thật sự có rất nhiều cơ hội để người ta ra tay sau một lúc lý quang huy thở dài nói cho dù có đúng hay không Tóm lại, trong khoảng thời gian tới phải cẩn thận. Bạch lão, chuyện này sẽ làm phiền phải anh rồi. Giọng ông ta đột nhiên trở nên dữ tợn, nếu có người thật sự muốn ra tay với với nhà họ Lý, hư. Đường Tuấn cầm một chai thủy tinh trong tay, trở lại tầng cao nhất của thư viện, bình thường ở đây có rất ít người tới, cho nên anh không sợ bị người khác nhìn thấy. Sau khi tìm một vị trí ở trong góc, đường Tuấn lấy chai thủy tinh ra khỏi túi. Lúc đầu cổ trùng thoát khỏi thể ký sinh có hơi bối rối, nhưng giờ nó đã thích nghi với thực tế nó bị mắc kẹt, đang bơi trong máu tươi. Đường Tuấn có thể thấy con cổ trùng này trông rất giống con bọ hung, tròn dẹt, thỉnh thoảng há miệng hút máu trong chai thủy tinh, có thể nhìn thấy hàm răng nhỏ nhưng sắc nhọn của cổ trùng. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Đường Tuấn, cổ trùng nhe răng nhìn Đường Tuấn, vô cùng dữ tợn. Cổ trùng của dân tộc mèo này đã nhiều năm không xuất hiện, tại sao đột nhiên xuất hiện ở thành phố Vinh? Đường Tuấn nhìn con cổ trùng trong chai thủy tinh nhe răng với mình, gõ ngón tay xuống bàn, suy nghĩ. Vào thế kỷ trước, kỹ thuật trùng cổ của dân tộc mèo rất phổ biến, vào thời điểm đó, nhà họ Đường qua lại với rất nhiều cổ trùng, phụ nữ ở dân tộc mèo thậm chí còn hình thành một bộ phương pháp chữa bệnh về cổ trùng. Nhưng sau đó vì một số lý do chính sách, thuật bà mo và y thuật do dân tộc mèo hình thành dần dần khuất bóng con người. Đường Tuấn suy nghĩ hồi lâu, nhưng không nghĩ ra cái gì chẳng qua anh cũng không vội, cổ trùng đã ở trong tay anh, cho nên người nuôi dưỡng cổ trùng chắc chắn sẽ đến lấy nó. Khi tan làm, Đường Tuấn nhận được cuộc gọi từ Lý Ngọc Mai. Ban đầu Đường Tuấn lo lắng thẩm dũng làm lộ tin tức, nhưng mà không ngờ Lý Ngọc Mai mời Đường Tuấn đi ăn tối, nói rằng cô ta rất cảm ơn ân cứu mạng mẹ cô lần trước. Đường Tuấn do dự một lúc rồi đồng ý, anh đang chuẩn bị lấy tiền trả cho Lý Ngọc Mai, hôm qua khi anh rời khỏi dược phẩm Nam Nhật, Diệp Nhật Nam đã đưa cho anh một thẻ ngân hàng với số tiền hơn 3,5 tỷ, tuy rằng không nhiều nhưng đối với Đường Tuấn như vậy là đủ rồi. Có tiền trong tay, đương nhiên anh nghĩ phải trả lại. Đường Tuấn Anh có khi nào có chuyện nợ tiền mà không trả? Tuy nhiên, anh không hề dự định rời khỏi thư viện, anh cần danh tính này để làm vỏ bọc, từ đó làm một số chuyện. Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm, Đường Tuấn cúp điện thoại. Anh mang chai thủy tinh có cổ trùng về ký túc xá, Đường Tuấn lái chiếc ô tô ở cổng trường và đi đến địa điểm đã hẹn với Lý Ngọc Mai. Anh đã hẹn với Lý Ngọc Mai ở một nhà hàng phương Tây nổi tiếng ở thành phố Vinh, những người thường ra vào thành phố này là các cậu ấm, cô chiêu hoặc các giám đốc điều hành cấp cao của nhiều công ty khác nhau. Suy cho cùng, tiền ăn ở đây cũng đáng bằng tháng lương của một nhân viên bình thường. Lý Ngọc Mai không ngờ tới, Đường Tuấn đã đi vào bên trong tìm một chỗ để ngồi xuống nhưng anh còn chưa kịp bước vào cửa đã bị hai người phục vụ ở cửa chặn lại thưa ngài ngài đã đặt trước chỗ ngồi riêng chưa nói xong người phục vụ nhìn lên nhìn xuống đường tuấn trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác khinh thường những người đàn ông và phụ nữ thường ra vào đây đều mặc quần áo lộng lẫy mà người đàn ông trước mặt mặc quần áo thể thao giản dị thoạt nhìn mua từ một quầy hàng rong hoàn toàn không giống như có thể vào chỗ này để tiêu tiền nếu để anh ta vào làm phiền những vị khách quý đang dùng bữa bên trong bọn họ sẽ bị ông chủ mắng mỏ nặng nề đặt trước đường tuấn lắc đầu lý ngọc mai không nói với anh về việc đặt bàn trước thưa ngài tôi thực sự xin lỗi ở đây chúng tôi cần đặt trước bàn nếu muốn ăn ngài có thể đi bộ sang một con phố khác bên cạnh nơi có nhiều nhà hàng thức ăn nhanh mặc dù người phục vụ nói chuyện rất lịch sự nhưng mà đường tuấn có thể nhìn thấy được sự khinh thường trong lời nói của cô ta ha ha đây không phải là nhân viên quản lý đường của chúng ta sao đúng lúc này một giọng nói châm chọc vang lên từ phía sau đường tuấn đường tuấn quay lại nhìn thấy tề hưng đang đi về phía anh cùng một cô gái trẻ anh hai nhân viên quản lý đường có chức vụ gì vậy có phải là nhân viên mới của công ty chúng ta không cô gái trẻ cười hỏi tề hưng liếc nhìn đường tuấn vẻ châm chọc trên mặt càng đậm hơn nói em gái à em xem trọng anh ta quá Người như anh ta không đủ tư cách làm nhân viên bảo vệ cho công ty chúng ta. Trước mắt, nhân viên quản lý đường là một công nhân viên mới được tuyển dụng làm ở thư viện trường chúng ta, chuyên môn trách trả lại sách. Hai người phục vụ nghe lời nói, ánh mắt của họ nhìn Đường Tuấn càng thêm khinh bỉ, đồng thời cung kính nói với Tề Hưng và người phụ nữ trẻ tuổi, "Cậu Tề, cô Tề, chào mừng tới đây." "Còn chỗ nào không?" Tề Hưng hỏi. "Vâng, tất nhiên là có." Người phục vụ vội vàng nói. "Này, Tại sao anh ta không cần đặt chỗ trước?" Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Khó khăn lắm mới ra ngoài ăn một bữa cơm, bị đối xử khác biệt, đương nhiên tâm tình của anh rất khó chịu. Người phục vụ cười lạnh một tiếng, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt dường như đang nói, anh là cái thá gì mà đòi so sánh với cậu Tề. Tề Hưng cười nói, mấy ngày hôm trước không phải rất kiêu ngạo sao, sao bây giờ có cái cửa của nhà hàng còn không thể nào vào được vậy? Tôi đã sớm nói với anh rồi anh và chúng tôi không phải cùng một thế giới người, anh không hiểu sao. Anh ta nhìn vẻ xa sầm của đường Tuấn, trong lòng cảm thấy vui sướng hơn, nói chà, nếu anh cầu xin tôi, nói không chừng tôi có thể xem xét cho anh vào. Dù sao có thể coi đó như từ thiện cho người ăn xin ở bên ven đường, tôi luôn là người rất hào phóng. Cậu Tề thật sự rất hào phóng, tôi sợ rằng tiền ăn một bữa ở đây còn cao hơn tiền lương hàng tháng của anh ta. Người phục vụ nhìn đường Tuấn, nói cậu Tề đã nói như vậy, còn không nhanh nói lời cảm ơn. Làm người phục vụ cần phải có mắt nhìn, lúc này, cậu Tề và Đường Tuấn không cùng đường, sao bọn họ không biết phải làm cái gì chứ? Đồ quê mùa, Tề Hưng cười mắng. Chương 24 thuận miệng nói nhảm hay là tài năng thật sự? Sắc mặt của Đường Tuấn có chút khó coi, nhưng lúc này khi anh vừa hay nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang chậm chậm đi tới từ sau lưng Tề Hưng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nói chẳng lẽ cậu cả tề không muốn biết tôi ở đây ăn cơm với ai sao tề hưng phất tay lười biếng nói tôi không có hứng thú muốn biết đâu nghĩ đến cũng không biết là con chó con mèo từ trong góc nào chui ra nếu như con chó con mèo mà tôi cũng phải quan tâm sợ là đã bận rộn chết từ lâu rồi vậy sao thì ra trong mắt của cậu cả tề tôi là một người giống như con chó con mèo à lời nói của tề hưng vừa dứt một giọng nói mang theo một chút tức giận vừa đúng lúc vang lên sau lưng anh ta. Tề Hưng nghe thấy giọng nói quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lý Ngọc Mai với vẻ mặt tức giận. Anh ta nhanh chóng giải thích, nói, "Ngọc Mai, cô hiểu lầm rồi. Người tôi nói chính là bạn của tên nhóc thối này, không phải cô." Đôi môi của Lý Ngọc Mai khẽ mở, nói, "Hôm nay là tôi hẹn Đường Tuấn ở đây ăn cơm." Tề Hưng nghe thấy cô ta nói như thế, trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Đường Tuấn, gầm nhẹ nói, tên nhóc thối, anh lại dám chơi tôi. Đường Tuấn nở một nụ cười người vật vô hại, nói tôi cũng đâu có cầm dao ép cậu cả Tề đâu, là chính anh muốn nói mà. Tề Hưng hận không thể xé nát vẻ mặt nhây nhây đó của Đường Tuấn ngay bây giờ, rõ ràng anh ta là cậu cả của nhà họ Tề, hôm nay lại bị người ta chơi cho một vố. Ngọc Mai, cô nghe tôi giải thích chuyện này không phải như cô nghĩ đâu. Tề Hưng vội vàng lên tiếng nói, cố gắng cứu vãn hình tượng của mình trong lòng Lý Ngọc Mai. Nhưng Lý Ngọc Mai lại không có ý định nghe anh ta giải thích, đi thẳng tới trước mặt đường Tuấn, sau đó nói với hai nhân viên phục vụ trước đó vẫn còn vinh váo tự đắc từ khi nào nhà hàng của các cô cần phải đặt chỗ trước. Tại sao tôi chưa từng nghe Ngô Nam Bình nói tới? Có muốn tôi gọi điện thoại hỏi thử hay không? Hai nhân viên phục vụ hoàn toàn ngây người ở chỗ đó, vốn dĩ các còn ở đây cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị xem trò cười của Đường Tuấn. Có ai ngờ được báo ứng tới nhanh như vậy, ngay sau đó đã đến phiên của bọn họ rồi. Đối mặt với sự ép hỏi của Lý Ngọc Mai, các cô hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Bởi vì nhà hàng của bọn họ chưa từng có quy định đặt chỗ trước, còn Ngô Nam Bình trong lời nói của Lý Ngọc Mai chính là ông chủ của các cô. Nếu như thật sự để Lý Ngọc Mai gọi điện thoại đến chỗ của Ngô Nam Bình, vậy bát cơm của các cô chắc chắn không giữ nổi. Cô Lý, chúng, chúng tôi, hai nhân viên phục vụ sợ hãi đến nỗi nói chuyện cũng cả lăm, lúc này trong lòng của các cô có chút hối hận, sớm biết như vậy thì đã không nên xem thường Đường Tuấn, ai biết được anh lại đến đây ăn cơm cùng với Lý Ngọc Mai. Vừa nghĩ tới vừa rồi các cô và Tề Hưng cùng nhau châm chọc khiêu khích Đường Tuấn, hai cô gái bị dọa đến nỗi sợ bay màu, dường như sắp khóc lên. Bỏ đi, so đo với bọn họ làm gì, Đường Tuấn ngăn Lý Ngọc Mai lại bụng dạ của anh thật sự không hẹp hòi mà đi so đo với hai nhân viên phục vụ. Lý Ngọc Mai đầu tiên nhìn thoáng qua Đường Tuấn, sau đó mới quay về phía hai cái nhân viên phục vụ, nói: "Hừ, lần này bỏ qua cho các cô. Nếu như lần sau còn để tôi nhìn thấy nữa, tôi cũng phải hỏi thử xem môn nam bình dậy dỗ cấp dưới như thế nào đó." "Cảm ơn cô Lý, cảm ơn ngài." Hai nhân viên phục vụ như được đại xá, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. "Đi thôi." Lúc này Lý Ngọc Mai mới nói với Đường Tuấn, sau đó đi ở phía trước, ra khỏi nhà hàng. Thật sự là ngay cả nhìn cô ta cũng chưa từng nhìn Tề Hưng một cái, chỉ để lại cho anh ta một cái bóng hình xinh đẹp. Tề Hưng hận đến nỗi cắn chặt hàm răng, thấp giọng tự nhủ, tại sao Ngọc Mai lại cùng ăn cơm với anh ta? Chẳng lẽ là, anh nhớ tới những lời Đường Tuấn nói hôm đó, chẳng lẽ là Lý Ngọc Mai thật sự thích cái tên Đường Tuấn này à? Anh, anh không sao chứ? một cô gái trẻ tuổi bên cạnh tề hưng quan tâm nói tề hưng lắc đầu nhìn bóng lưng sóng vai cùng đi của đường tuấn và lý ngọc mai sắc mặt thay đổi không biết đang suy nghĩ cái gì lý ngọc mai và đường tuấn sóng vai đi vào nhà hàng tây lập tức thu hút ánh nhìn chăm chú của rất nhiều người phần lớn những người có thể ra vào nơi này đều quen biết với đứa con gái cưng của ông trời là lý ngọc mai đây cho nên rất nhiều ánh mắt lại rơi trên người của đường tuấn đánh giá anh Đàn ông trẻ tuổi có thể ăn cơm chung với Lý Ngọc Mai cũng không nhiều. Chỉ là cách ăn mặc của người lần này thực sự khiến cho người ta không dám lấy lòng, chẳng lẽ khẩu vị của Lý Ngọc Mai bây giờ lại trở nên nặng như vậy rồi. Chọn một góc yên tĩnh để ngồi xuống, dường như sợ Đường Tuấn xấu hổ, Lý Ngọc Mai chủ động gọi món cho Đường Tuấn. Cô ta cho rằng từ trước tới giờ Đường Tuấn chưa từng đến những nơi cao cấp như vậy, nhưng lại không biết câu lạc bộ cao cấp nhất của Việt Nam Đường Tuấn cũng từng đến không chỉ một lần rồi. Hôm nay mời anh ăn cơm, chủ yếu là muốn cảm ơn anh giúp đỡ tôi lần trước." Lý Ngọc Mai nhìn gương mặt đẹp trai của Đường Tuấn, trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc, nếu như gia thế và bối cảnh của Đường Tuấn có thể so sánh được với nhà họ Tề, nói không chừng cô ta thật sự không ngại thử ở chung với anh một thời gian. Chỉ tiếc là những thứ này khi vừa sinh ra đã được định sẵn rồi, ai cũng không thể nào thay đổi được. "Tiện tay mà thôi." Đường Tuấn thản nhiên nói, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào Lý Ngọc Mai, "Lần này mời tôi ăn cơm, cũng không chỉ là vì chuyện này đúng không? Lý Ngọc Mai sững sờ, hôm nay cô ta mời Đường Tuấn ăn cơm, quả thật vẫn còn một chuyện khác. Lần trước anh nói chuyện mẹ của tôi bị bệnh, đó là anh thuận miệng nói nhảm, hay là thật sự đã nhìn ra được? Ánh mắt đe dọa của Lý Ngọc Mai nhìn Đường Tuấn, dường như muốn nhìn rõ từng sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt của anh. Đây mới là mục đích của Lý Ngọc Mai hôm nay, nếu như Đường Tuấn thật sự có y thuật như vậy, đây chắc chắn là một tiềm lực Cô ta không ngại để cha mình sắp xếp cho anh vào bệnh viện tốt nhất thành phố Vinh để học tập và làm việc, đến lúc đó cũng là một sự trợ lực rất lớn đối với nhà họ Lý của cô ta. Cô ta liên tưởng đến chuyện ngày đó Đường Tuấn chữa trị vết thương cho cô ta, sự suy trong lòng càng thêm chắc chắn mấy phần, cho nên mới mời Đường Tuấn ra ngoài ăn cơm, muốn thăm dò kết quả xem sao. Thuận miệng nói nhảm, Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, nụ cười nhìn có chút lạnh lùng, nói: "Ha ha." Nếu như cô Lý cảm thấy đó là do tôi thuận miệng nói nhảm thì cứ cho là vậy đi." Lý Ngọc Mai nói, "Hôm nay mẹ của tôi quả thật bị bệnh, nhưng mà được một bác sĩ vô cùng giỏi chữa khỏi rồi. Nói cho tôi biết, có phải lúc đó anh thật sự đã nhìn ra vấn đề trong cơ thể mẹ của tôi hay không?" Lúc nói chuyện, Lý Ngọc Mai đã không tự giác mang giọng điệu ra lệnh. Đường Tuấn nhìn ánh mắt hùng hổ dọa người của Lý Ngọc Mai, lại lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đường Tuấn chính là một người như vậy, người ta càng ép anh ngược lại anh sẽ càng không thỏa hiệp nếu như lý ngọc mai cô cho rằng tôi thật sự không có tài năng gì cả vậy cho dù tôi nói nhiều thì có ích lợi gì chứ lý ngọc mai thấy thế sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng suy cho cùng anh chỉ là một người bình thường thôi ăn cơm đi ăn xong rồi tôi đưa anh trở về ở thư viện làm việc chăm chỉ đừng đi trêu chọc tề hưng nữa anh ta và anh không phải người có cùng trình độ lý ngọc mai lạnh nhạt nói Giọng điệu nói chuyện giống như người lớn đang dạy dỗ con cháu. Đường Tuấn gật đầu đáp lại, thái độ thuận theo như vậy càng làm cho Lý Ngọc Mai khẽ nhíu mày. Một người đàn ông bằng lòng ở thư viện làm một chức vụ như nhân viên quản lý, sẽ có tiền đồ gì? Xem ra là mình đánh giá cao anh ta rồi, trong lòng của Lý Ngọc Mai nghĩ thầm. Ha ha, tôi đi toilet một lát. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, biết lúc này không thích hợp để nói chuyện với Lý Ngọc Mai, nên chuẩn bị rời đi trước một lát cho cô ta thời gian bình tĩnh lại. chương 25 đi trộm. Trong phòng riêng của nhà hàng này, Tề Hưng đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc đồ vest, mang giày ra đứng đối diện trước mặt anh ta. Cậu Tề, chuyện này e là không hay đâu, dù sao người đó cũng bạn mà cô Lý đưa đến. Người đàn ông trung niên có chút sợ hãi nhìn Tề Hưng, do dự nói. Hừ, Tề Hưng vỉnh cái chân bắt chéo lên, cười lạnh nói, Ngô Nam Bình, anh sợ đắc tội với nhà họ Lý, Chẳng lẽ không sợ vì vậy mà đắc tội với nhà họ tề của tôi sao người đàn ông trước mặt này rõ ràng là ông chủ đứng phía sau của nhà hàng này ngô nam bình nghe vậy trên trán của ngô nam bình lập tức có mấy giọt mồ hôi lạnh lăn xuống cho dù là nhà họ tề hay là nhà họ lý đều không phải để anh ta có thể đắc tội được hơn nữa chuyện mà tề hưng kêu anh ta làm quả thật không vẻ vang cho lắm vậy nên anh ta mới có hơi do dự anh yên tâm tên nhãi danh kia vẫn chưa thể xem là bạn của Ngọc Mai, chẳng qua là đúng lúc cứu được ông già Lý Quang Minh kia một mạng, bây giờ được Lý Quang Huy sắp xếp cho làm nhân viên quản lý thư viện quen ở một trường đại học của thành phố Vinh, không phải là con ông cháu cha gì đâu. Dường như Tề Hưng nhìn ra sự lo lắng của Ngô Nam Bình, thản nhiên nói, nếu như nhà họ Lý thật sự vì chuyện này mà truy cứu trách nhiệm lên đầu anh, tôi làm chỗ dựa cho anh là được. Thế nào, một chuyện nhỏ, đổi lấy tình hữu nghị với nhà họ Tề của tôi, vụ mua bán này rất có lời đúng không? Ngô Nam Bình trầm ngâm một lát, sau đó cắn răng nói, vậy sau này tôi sẽ dựa vào cậu cả tề. Đôi mắt của tề hưng lập tức lộ ra nụ cười lạnh cực kỳ đắc ý, một tên nhãi danh cái gì cũng không có lại dám đấu với tôi, vẫn còn non lắm. Vừa rồi ở cửa bị đường Tuấn chơi cho một vố, cậu cả tề cũng không phải người hiền lành gì, tất nhiên nghĩ đến việc trả thù lại, đặc biệt là có Lý Ngọc Mai ở đây, nhất định phải làm cho anh ta mất hết mặt mũi nhưng đích thân anh ta ra tay lại không thích hợp nên tất nhiên đã nghĩ đến ông chủ của nhà hàng ngô nam bình đường tuấn đi ra từ trong toilet quay lại chỗ ngồi của mình chợt nhớ tới chuyện gì đó anh lấy mười mấy tờ tiền màu đỏ từ trong túi ra đẩy đến trước mặt lý ngọc mai nói đúng rồi đây là số tiền lần trước tôi mượn cô anh mới đi làm chưa được mấy ngày tiền ở đâu ra lý ngọc mai nhíu mày mang theo một chút nghi ngờ nói anh sẽ không làm những chuyện không thể để người khác biết đấy chứ cô ta càng nghĩ càng thấy có thể với bản lĩnh của đường tuấn nếu như đi làm một kẻ cướp bóc sợ là thật sự không ai tóm được anh chuyện này cô không cần phải lo đâu đường tuấn thản nhiên nói hừ lý ngọc mai lộ ra vẻ chán ghét nói anh đừng tưởng rằng bản lĩnh của mình không tệ thì đi làm việc bậy bạ nếu như thật sự gây ra chuyện gì nhà họ lý của tôi sẽ không bảo vệ anh đâu không phiền cô Lý phải nhọc lòng." Đường Tuấn thờ ơ nói, dáng vẻ của anh như con lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên quản lý của nhà hàng đi ra với vẻ mặt vội vàng, đứng ở vị trí giữa nhất của nhà hàng, vỗ vỗ tay, cho đến khi tất cả mọi người nhìn về phía anh ta, mới cất cao giọng nói, "Vừa rồi có một vị khách nam làm rơi một vài món đồ quý giá trong toilet, có lẽ là bị người khác không cẩn thận tiện tay cầm đi rồi. Hy vọng người đó có thể tự giác trả lại." thế mà lại có người dám ăn cắp trong nhà hàng, người này thật là quá thiếu đạo đức mà. Lời nói vừa dứt, trong nhà hàng lập tức vang lên những tiếng xôn xao, mặc dù quản lý của nhà hàng nói nghe rất êm tai, nhưng những người ở đây có ai nghe không hiểu ý trong lời nói của anh ta. Trên mặt của hầu hết mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường coi rẻ. Có thể bọn họ đều là những người sành sỏi trong giới khi doanh, hoặc có thể bọn họ là cậu ấm cô chiêu nhà có chút ra thế, khi nào bọn họ lại đi làm chuyện bẩn thỉu thế này. Lý Ngọc Mai nhìn mười mấy tờ tiền mặt trên bàn, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Đường Tuấn đi vào toilet một lát, sau đó khi đi ra thì lập tức trả lại tiền cho cô ta, bây giờ lại có người bị mất đồ quý giá. Chuyện này thật sự không thể nào không khiến cô ta liên hệ với nhau. Là anh lấy đồ của người ta à? Lý Ngọc Mai nhìn lướt qua Đường Tuấn, dùng một loại giọng điệu chán ghét hỏi. Mặc dù là hỏi lại, nhưng trong lòng đã chắc chắn rồi. Không đợi Đường Tuấn trả lời, Lý Ngọc Mai đã nói tiếp, nhanh chóng trả lại cho người ta. Cái tên này quá vô sỉ, thế mà ngay cả chuyện bẩn thỉu mất hết mặt mũi nãy cũng làm được. Nếu như không phải trường hợp lúc này không thích hợp, Lý Ngọc Mai đã lên tiếng mắng to từ lâu. Cô ta chửi bản thân bị mù mắt, thế mà lại sinh ra cảm xúc khác thường với loại người này. Đường Tuấn cũng hơi ngây người, chuyện này cũng thật là trùng hợp. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ đến cực điểm kia của Lý Ngọc Mai, trong lòng của anh tuôn ra một chút tức giận. Trước tiên đừng nói thân phận của Đường Tuấn là như thế nào, nhưng cô nàng ngồi đối diện mình này chỉ nghe người khác nói một câu, ngay cả cơ hội cho anh giải thích cũng không có thì đã chụp cái bô này lên đầu mình, như vậy hoàn toàn không có một chút tin tưởng nào đối với Đường Tuấn. Thưa ngài, xin hỏi có phải khi nãy ngài vừa mới đi ra từ trong toilet không? Lúc này, quản lý của nhà hàng đi tới bên cạnh bàn của Đường Tuấn, dò hỏi. Trước lúc này, anh ta đã hỏi mấy người rồi cho nên để người ta không nhìn ra anh ta có chút ý đồ nhắm vào đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu. Trên mặt của quản lý nhà hàng vẫn duy trì nụ cười phục vụ tiêu chuẩn, nhỏ nhẹ nói, thưa ngài, vậy có thể làm phiền ngài cho tôi xem những món đồ ngài mang theo bên người hay không? Tất nhiên quản lý của nhà hàng biết đường Tuấn trước mặt anh ta không có trộm đồ, nhưng trong tay của anh ta đang cầm một sợi dây chuyền vàng, chờ lát nữa chỉ cần tìm một cơ hội len lén bỏ vào bất kỳ chỗ nào của đối phương, Vậy tội danh ăn cắp tất nhiên đã thành lập rồi. Còn về chuyện ái náy, quản lý của nhà họ hàng không hề ái náy, ai bảo anh đắc tội với cậu cả tề cơ chứ? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, không được. Nhìn cách làm người của Đường Tuấn thì thấy có vẻ tùy ý, nhưng trong lòng lại kiêu ngạo lắm, sao lại vì một câu nói của người khác mà thỏa hiệp được? Ai ngờ hành động này của anh lọt vào trong mắt Lý Ngọc Mai, càng làm cho cô ta cho là Đường Tuấn có tật giật mình, trong lòng thầm thở dài một tiếng nói với quản lý của nhà hàng kia quản lý đinh không biết thứ mà vị khách vừa nãy làm rơi là món đồ quý giá gì vậy nếu như không phải thứ quá mức mắc tiền lý ngọc mai định trả thay cho đường tuấn còn về tình cảm của hai người thì dừng lại ở đây đi cô cả lý như cô ta sẽ không làm bạn bè với một người thấp hèn quản lý đinh lắc đầu nói xin lỗi cô lý đây là bí mật của khách hàng thứ lỗi tôi không thể nói cho cô biết anh ta lại nhìn về phía đường tuấn đạo thương ngài nếu như ngài không bằng lòng phối hợp, chúng tôi đành phải cho rằng ngài là ngài lấy đồ của khách hàng, chúng tôi đành phải dùng thủ đoạn mang tính cưỡng chế thôi. Lời nói của anh ta vừa dứt, trong nhà ăn lập tức vang lên những tiếng bàn tán. Quả nhiên là tên nhãi danh này, nhìn cách ăn mặc nghèo kiết xác của anh ta, có lẽ thấy tiền là sáng mắt, lấy thứ không nên lấy, đến bây giờ còn dám mạnh miệng. Ha ha, đúng vậy đó, quả nhiên người cấp thấp thì chỉ là người cấp thấp, nhìn thấy đồ tốt đều muốn lấy về cho mình chỉ tội nghiệp cô Lý, dẫn theo loại người này tới đây ăn cơm, thật sự là nhìn lầm người rồi. Vừa nãy tên nhãi danh này còn gây xung đột với cậu cả tề ở cửa ra vào nữa, có lẽ cũng do thèm người ta đến đỏ mắt rồi chứ gì. Những lời nói càng ngày càng quá đáng từ mọi nơi truyền vào tai của Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai, sắc mặt của Đường Tuấn trở nên có chút khó coi, còn Lý Ngọc Mai thì tức giận đến nỗi cơ thể run lên, trong một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Đường Tuấn giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, muốn đốt cái tên khiến cô ta mất mặt này thành cho bụi cuối cùng anh có lấy không vẻ mặt của lý ngọc mai nghiêm túc nhìn đường tuấn chất vấn đường tuấn nhìn dáng vẻ tức hổn hển của lý ngọc mai ngược lại còn cười lên nói tôi nói tôi không có lấy cô tin không chân mày của lý ngọc mai nén giận ánh mắt đảo qua một sấp tiền trên bàn ánh mắt ấy đã nói rõ tất cả nếu như anh không có lấy vậy nhiều tiền như thế anh lấy ở đâu ra